chương 943. Đối với ta không dùng. Nguồn. Mê truyện audio com Converter vơ ung kiều cảm ơn bạn tai tầng 1998 đề cử nguyệt phiếu dịp thần đột nhiên xoay người, trên mình tản ra nồng đậm ma khí, tự như tử thần hạ xuống. Mạc Ninh vốn muốn nhắc nhở dịp thần, cố nhiên dịp thần thực lực rất mạnh, nhưng là hoàng gia nhưng mà gia tộc lánh đời, vậy to lớn tay của đàn ông bộ lại là vô cùng quỷ dị. Nếu đánh thật, dịp thần tất nhiên thua thiệt. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến mặt gia và diệp thần quan hệ. Đã như vậy chi cương, coi như nàng nói thì có ích lợi gì đâu. Cẩn thận. Nàng không nhịn được vẫn là nói ra miệng, cái này hai chữ như mũi vậy, nhưng là diệp thần không có chút nào để ý tới. Diệp thần hướng Hoàng Linh thừa đi tới, cho đến khoảng cách 10m mới ngừng lại. Ngươi làm bị thương người ta, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, tự bạo mà chết. Thứ hai, bị ta từng cây một xương bóp vỡ mà chết. Diệp thần thái độ cực kỳ cương quyết hắn có thể phát giác hai người này tu vi, đều là đạo nguyên cảnh. Đại khái ba bốn tầng cấp bậc. Đặt ở cái nhóm này tiến vào huyết linh bí cảnh thiên tài trong tới xem, đã coi là lần trước phương cường giả, thậm chí có thể nghiện ép phần lớn người. Bỏ mặt hắn giết nhiều hơn nữa công lôn hư thiên tài, dịp thần cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là như đụng chạm hắn nghịch lân, coi như là thiên vương lão tử, dịp thần cũng phải kéo xuống thần đàn. Hoàng Linh thường nghe lời nói của đối phương, hư lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không e ngại. Thằng nhóc, đừng lấy là ngươi dùng một ít thủ đoạn giết người ta thì chẳng khác nào chấp chưởng hết thảy đừng quên ngươi chỉ có một người thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng lại như vậy nói khoác mà không biết ngượng có lẽ hắn nên dạy một chút đối phương như thế nào nhận rõ thực tế à dịp thần thái độ như cũ rất lạnh ngươi hoàng linh thừa chân thực có chút ăn tất vội vàng đem bên người to lớn người đàn ông đẩy ra không muốn bất kỳ nương tay giết thằng nhóc này vậy to lớn người đàn ông gật đầu một chưởng vỗ ra nhất thời cùng phát sức lực gió cùng sạch cây cối chung quanh càng bị sức lực gió biến dạng đạo nguyên cảnh lực phóng thích đến mức tận cung tiểu súc sinh hôm nay ta liền là hoàng một trả thù diệp thần trơ mắt nhìn bàn tay lớn cắn nuốt lắc đầu một cái cố nhiên ngươi là đạo nguyên cảnh nhưng là thái hư diệp lăng thiên vết thương trên người chắc có ngươi một phần đi đã như vậy ta liền trực tiếp biến dạng ngươi thân thể lời nói rơi xuống diệp thần động mi tâm bất diệt lửa trực tiếp xông ra bọc toàn thân tự như một đoàn quả cầu lửa to lớn nam tự thấy một màn này khẽ mỉm cười nguyên lai là hệ lửa người tu luyện nhưng là người nhưng không biết ta không sợ nhất chính là hệ lửa nháy mắt tức thì to lớn chàng trai quanh thân lại kết thành từng đạo tiểu băng tinh bông tuyết hoành bay thậm chí bọc lại tay hắn cánh tay cùng với quỷ dị kia găng tay ngươi nghĩ lầm rồi đột nhiên một giọng nói chỉ như vậy bất thình lình rơi xuống rồi sau đó vậy nguyên bản bị ngọn lửa bao gồm dịp thần lại quanh thân bị thần lôi tràn ngập thần lôi và ngọn lửa thậm chí để cho không khí cũng truyền tới tí tách tiếng ngươi lại còn nắm trong tay sấm sét làm sao có thể to lớn nam tử có chút lúng cuốn con ngươi lại là theo bản năng phóng đại hắn muốn muốn lấy lại lực lượng nhưng là lại phát hiện ngọn lửa và sấm sét chung quanh lại xuất hiện một đạo ma khí nồng nặc đại biểu máu tanh và bóng tối ma khí tên này lại nắm giữ ba loại lực lượng cái này to lớn nam tử hoàn toàn bị dọa. Giỏi mắt cung lông hư, nắm trong tay hai loại không cùng thuộc tính lực lượng chính là không thể một đời thiên tài. Nhưng là trước mặt cái này không biết lai lịch thanh niên, lại vẫn nắm giữ ba loại. Chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Âm. Dịp thần một quyền đập ra ngoài, đối mặt đạo nguyên cảnh, hắn không dám xem thương. Cố nhiên đối phương cảnh giới là do đang dược đóng triệt, thực lực chân chính chẳng qua là hư vương cảnh đỉnh cấp. Hắn cũng phải để cho đối phương bỏ ra giá thê thảm hỏa lôi ma ba loại lực lượng hội tụ một quyền trực tiếp biến dạng vậy hư trưởng. Trong chốc lát, thiên địa ám trầm, ngày tháng không ánh sáng, gió tà gào thét, khí lạnh bức người. Một quyền này thừa tái diệp thần tức giận. Không có bất kỳ cách nhau, nhưng lại hung hãn đập vào to lớn người đàn ông trên mình. Đối mặt lớn mạnh như vậy lực lượng, to lớn người đàn ông không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể dùng hết toàn lực một quyền vung ra. Nhưng là hư ra nháy mắt, hắn liền hối hận. Đối mặt diệp thần, cố nhiên cảnh giới mạnh mẽ, nhưng là hắn cuối cùng không phải vậy dựa vào giết hại đi tới hôm nay dịp thần đối thủ à, một cái lấy đang dược là nền tảng, một cái lấy giết người là nền tảng. So sánh mà nói, xây là căn bản không trọng yếu. Xé kéo. To lớn cánh tay của người đàn ông trực tiếp đập xuyên, nửa người đều bị biến dạng. Xương trắng lại là lộ ra, đau đớn kịch liệt để cho mặt hắn bàn hoàn toàn dữ tợn. Một quyền không địch lại. Hoàng Linh thừa diễn cảm có chút quỷ dị, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Dùng huyết linh găng tay, mau gãy li cánh tay to lớn người đàn ông nghĩ tới điều gì hắn khác một cái mang cái bao tay tay ngay tức thì lóe ra quỷ dị huyết quang rồi sau đó đột nhiên đưa ra bấu vào dịp thần cổ tay trên to lớn chàng trai nụ cười tràn đầy điên cuồng tay này bộ nhưng mà huyết linh tộc bảo bối lại là hắn chỗ dựa lớn nhất một khi đụng phải tất nhiên hòa tan để tôn cảnh trở xuống không người may mắn tránh khỏi trong này lực lượng căn bản không thuộc về nơi này T. Diệp Thần nhận ra được không đúng, nóng bỏng cảm giác để cho tay hắn cánh tay phỏng liền một vết thương. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm cái tay kia, muốn thoát khỏi nhưng phát hiện căn bản không có thể. Đây là cái gì bảo bối? Làm sao chưa bao giờ gặp qua? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, to lớn người đàn ông nhưng là cười lạnh nói. Người thua ở vật này trên tay, không tính là mất thể diện, vật này nhưng mà huyết linh tộc bảo bối, hắn có thể hòa tan. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. To lớn nam tử vốn cho là hắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay bóp gãy dịp thần tay nhưng là làm dịp thần cánh tay máu tươi rỉ ra chạm được cái bao tay thời điểm tay hắn bộ lại phá vỡ thậm chí có thể nói là hòa tan làm sao có thể quyết linh tộc linh vật làm sao sẽ bởi vì người khác máu tươi mà hòa tan loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua à ngươi ngươi rốt cuộc là ai to lớn nam tử liền liền bị nhục diễn cảm tự như gặp quỷ vậy xem ra ngươi đồ đối với ta không dùng đã như vậy, vậy cũng nên tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Diệp Thần vung ra một quyền. Một quyền dưới, luyện thể lực âm âm bùng nổ. Cực kỳ thuần túy, nhưng lại thật giống như có thể đánh bạo không khí. Âm. To lớn chàng trai xương trực tiếp vỡ vụn, thậm chí tại chỗ oanh bay. Ở giữa không trung bên trong, luyện thể lực lượng nổ tung mở ra. Sợ hãi trong mắt hạ, to lớn nam tử nhưng là hóa là một đạo mưa máu. Liên thịt cặn bã đều không còn dư lại. Trong chốc lát, tình cảnh thay đổi. Yên tĩnh. Đối mặt như vậy hình ảnh, Hoàng Linh thừa an tĩnh. Mạc Ninh cũng là ngây dại. Ai cũng không từng nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Mới vừa rồi còn thuộc về bên bờ tử vong dịp thần, phiên bàn. Converter Duung kêu cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé hạt ttps.com.điêu.thu.tam.y Chương 944. Đây là thứ một cái tay. Nguồn. Mê truyện audio.com. Converter Duung kêu cầu vốt cao, nhớ qua web mới được. Mạc Ninh cũng coi là gặp qua Diệp Thần thực lực. Nàng rõ ràng Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù cảnh giới ở Thánh Vương Cảnh, nhưng là lại có thể vượt cấp tác chiến. Có thể tùy tùy tiện tiện chém chết đạo nguyên cảnh, cái này liền có chút khoa trương đi. Nàng thậm chí dụi mắt một cái, muốn phân biệt ra được hết thảy trước mắt là ảo giác. Vô số lần thí nghiệm, hết thảy tự như đều ở đây nói cho nàng, đây là sự thật. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, mấy ngày này tiếp xúc, hai người coi như quen thuộc. Diệp Lăng Thiên, diệt thần rốt cuộc là cái gì tu vi diệt lăng thiên vết thương trên người đã chuyển biến tốt rất nhiều hơn hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười tự tin trực tiếp đứng lên lẩm bẩm nói điện chủ tu vi ta không biết nhưng là có một việc có thể khẳng định những cái kia muốn đối với điện chủ người đồng thủ hoặc là thế lực đều chết hết không có người nào có thể ngoại lệ mạc tiểu thư ngươi tin không công lôn hư kính nước tiên sinh cũng hoặc là bậy bên ngoài hàng đạo sơn cuối cùng sẽ rơi vào vô hạn hối hận bên trong thậm chí bỏ ra sinh mạng giá phải trả Diệp Lăng Thiên thanh âm tràn đầy hào khí vạn trượng. Mạc Ninh nhưng là nghe lắc đầu liên tục. Diệp thần cố nhiên cường thế và để cho ngoài ý người bình thường, nhưng là muốn trung chuyển hàng đạo sơn và kính nước tiên sinh, tuyệt đối không thể nào. Chí ít Diệp thần trăm năm bên trong, căn bản không có thể. Kính nước tiên sinh và hàng đạo sơn đều là bước vào thương khung bản trước 200 nhân vật, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả côn lôn hư động đất tồn tại. Bọn họ muốn giết Diệp thần có 10.000 chủng phương pháp, mà Diệp thần muốn giết cái này trong hai người bất kỳ một người nhưng còn khó hơn lên trời. Mạc Ninh không có nói tiếp, Diệp Lăng Thiên trợ giúp nàng, nàng không muốn dùng những lời đó vô tình tổn thương đối phương. Nàng chỉ có thể ánh mắt hướng Diệp Thần và Hoàng Linh Thừa đi, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hoàng Linh Thừa thực lực nàng là lãnh giáo qua, Diệp Thần muốn thắng, rất khó. Dẫu sao Hoàng Linh Thừa đứng sau lưng một cái thượng cổ gia tộc, mà Diệp Thần, không có gì cả. Muốn lấy lực một người rung chuyển cả gia tộc, thật là buồn cười. Mà giờ khắc này, diệp thần nhưng là hướng hoàng linh thừa từng bước từng bước đi tới hắn con ngươi tràn đầy lạnh ý bây giờ ngươi chỉ có một người xem ngươi rất thích liếm giày nếu không liếm sạch ta trên chân giày diệp thần lãnh đạm nói bước vào huyết linh bí cảnh hắn không chỉ có lá bài tẩy còn có tỉnh lại dưới trạng thái tiểu hoàng thậm chí sau lưng còn có cái này hung thú quân đoàn hắn há sẽ sợ hãi một cái đạo nguyên cảnh hoàng linh thừa biết rõ hôm nay đừng nghĩ chết yên lành ngọc trong tay địch một chuyển lại trực tiếp hóa là một cây ngọc côn ngọc Công chung quanh cuốn lên trước sát ý lạnh như băng, nhất định không phải phạm vật. Đồng thời, gió lớn gào thét, khí tức cường đại hướng dịp thần bao phủ đi. Đạo nguyên cảnh tầng 5. Cái này Hoàng Linh thừa thực lực lại ẩn nút. Mạc Ninh kinh hô thành tiếng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Linh thừa so nàng dự đoán còn muốn khó giải quyết hơn. Đạo nguyên cảnh tầng thứ 5. Đây chính là ngươi săn giết người khác, động huynh để ta dựa vào. Diệp thần trong mắt hiếp lại, thanh âm rét lạnh rơi xuống, khí tức trên người cũng là phóng thích nhưng là hơi thở này một khi phóng thích, thánh vương cảnh chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Linh thường ngẩn ra, chợt cười lạnh nói. Thằng nhóc, chính là thánh vương cảnh, cứ như vậy cuồng. Ta còn lấy là ngươi là cái gì để tôn cảnh cường giả đâu, xem ra, trên mình ngươi chắc có không thiếu bảo bối. Hôm nay, hết thảy các thứ này liền tất cả thuộc về ta Hoàng Linh thừa tất cả. Nháy mắt tức thì, Hoàng Linh thừa hướng dịp thần xong ra ngoài. Muốn ta dịp thần đồ, xem ngươi có hay không mệnh cầm. Dịp thần cũng là một bước bước ra, thân thể tự như bỗng nhiên biến mất. Từ mi tâm ma khí xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, Diệp Thần phát hiện mình tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Động nhược sấm sét, thậm chí không cùng người bất kỳ phản ứng, Hoàng Linh thừa nụ cười hoàn toàn động lại. Bởi vì Diệp Thần tốc độ lại đã cùng đạo nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch? Đột nhiên, một cổ lạnh như băng thêm cảm giác bất an cùng sạch toàn thân, Hoàng Linh thừa liền vội vàng lùi về phía sau, Ngọc Cô một chuyển, trực tiếp hướng một phương hướng điểm tới nhưng mà một cái bàn tay nhưng là vô căn cứ đưa ra, nắm vậy ngọc côn. Đó là diệp thần tay. Diệp thần thân thể như quỷ mị vậy xuất hiện, lại là hơi dãy dụa, đang điện chân khí ầm ầm bùng nổ, một cái thiếp sơn kháo hung hãn đập ra ngoài. Kinh khủng đợt khí nổ tung, như sấm rền nổ vang. Cái này khoảng cách gần nhất kích đối với Hoàng Linh thừa tự như núi cao. Dù là dùng thuật pháp vậy không ngăn cản được à. Cúc. Hoàng Linh thừa trong mắt phủ đầy tia máu, vội vàng lui về phía sau, muốn tránh thoát, nếu như bị một kích này đập trúng, hắn không chết vậy trọng thương. Mấu chốt ai có thể nghĩ tới, một người tu luyện vậy mà sẽ dùng như vậy thuần túy phương thức chiến đấu. Trao. Diệp thần quanh thân che lấp sấm sét, luyện thể lực âm âm bùng nổ, sát Hoàng Linh Thừa thân thể đập ra ngoài. Si. Hoàng Linh Thừa chỉ có thể dùng chân khí điên cuồng chống cự, cố nhiên như vậy, quanh người hắn bình phong che chở cũng là hoàn toàn vỡ vụn, thân hình lại là hóa là một đạo bình phong che chở, bị hung hãn chấn động bay ra ngoài. Nhưng mà Diệp thần không có chút nào dừng lại. Liền đạp ba bước, hướng Hoàng Linh thừa đuổi theo. Ta nói qua, ngươi xương ta muốn từng cây một bóp gãy. Hoàng Linh thừa mắt xem dịp thần lại phải tấn công tới, vành mắt sắp nứt. Bị động như vậy nữa đi xuống, hắn thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không do dự nữa, Hoàng Linh thừa bứt ra một giọt máu tươi, máu tươi rơi vào ngọc cung trên. Sau đó, cổ tay rung một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Muốn giết ta, nằm mơ. Chỉ bằng ngươi thánh vương cảnh, đừng hồng. Hoàng Linh thừa trong mắt tràn đầy tia máu, vô cùng điên cuồng. Ngọc Công Hóa là một đạo hàn quan, mang kịch liệt tiếng xé gió, biến dạng thiên địa, trực kích Diệp Thần ngực. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới Ngọc Côn lên lực lượng, con người co rút một cái, cửu U Thí Thiên Thương trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay. Cúc về. Cửu U Thí Thiên Thương nắm chặt, từ dưới lên, chợt một chuyển, ngay tức thì khơi màu. Ngọc Côn và cửu U Thí Thiên Thương va chạm, phát ra thanh âm bén nhọn. Vô tận ma khí và huyết khí cuốn quanh. Tự như ma long và rồng lửa trên không trung không ngừng va chạm. Hoàng Linh thừa nhìn dặn có không nghĩ hai đạo lực lượng, trong lòng tung lên mọi thứ sóng gió kinh hoàng. Ngọc này côn nhưng mà huyết linh tộc cho bảo bối của hắn, đối với côn lôn hư linh khí, cơ hội có thể nghiền ép. Thậm chí nhất kích dưới, vũ khí khác tất nhiên vỡ vụn. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Diệp Thần trong tay Trường Thương, nhưng là vô kế khả thi. Cái này cơ mơ nơ. Trường Thương chẳng lẽ là thượng cổ vật. Ngay tại Hoàng Linh thường nghi ngờ thời điểm, cửu u thí thiên thương ma khí, bỗng nhiên lăn lộn, bọc lại ngọc côn. Rắc rắc. Một tiếng, Ngọc Côn vỡ vụn, thậm chí hóa là vô số bông tuyết hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hoàng Linh Thừa sắc mặt đại biến. Con ngươi cũng thiếu chút nữa nổ tung. Huyết Linh tộc cho bảo bối của hắn lại bể. Làm sao có thể? Còn không có cùng Hoàng Linh Thừa từ trong kinh hoàng kịp phản ứng, cửu u thí thiên thương chính là xuyên thấu ma khí, trực tiếp đâm về phía Hoàng Linh Thừa tay trái. Phốc suy. Diệp thần cánh tay khều một cái, Hoàng Linh Thừa vậy bóng loáng vô cùng cánh tay lại tại chỗ gãy lìa xương trắng càng bị cửu u thí thiên thương đánh nát đây là thứ một cái tay dịp thần thanh âm lạnh như băng rơi xuống cửu u thí thiên thương lần nữa càng quét đi converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé hạt ttps com gạch chéo dung kiêu chương 945 ngươi lại là ai sáu càng đưa lên nguồn mê truyện audio com Converter Du Ung Kiều cảm ơn bạn tay tầng 1998 đề cử nguyệt phiếu mạc ninh khi thấy Hoàng Linh thừa tay trái bị biến dạng, trong lòng rung động tột đỉnh. Lúc này mới bao lâu không thấy, vì sao dịp thần thực lực cường hãn đến như vậy tình cảnh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, dịp thần một tháng sau còn sống đi ra, người đó có thể rung chuyển dịp thần. Mạc gia không thể nghi ngờ là buông tha bước lên một chiếc kinh thiên bánh xe lớn cơ hội à mà xa xa Hoàng Linh thừa nhìn gãy lìa tay trái, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn diễn cảm giữ tận đến trình độ cao nhất đã rất lâu không người nào dám tổn thương ta. Ngươi là cái đầu tiên, cũng sẽ là cái cuối cùng. Ngươi lại lại ba lần khiêu chiến ta hoàng gia, hết thảy các thứ này là ngươi ép ta. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì mới là sợ hãi, vậy là tới từ huyết linh tộc chỗ sâu nhất bí mật. Hoàng linh thừa bóng người chậm rãi rơi xuống, đầu ngón tay lại là bứt ra một giọt máu tươi, máu tươi trực tiếp vỗ vào ấn đường. Huyết quan ngay tức thì tràn ngập. Huyết linh kiếm, ta nguyện lấy máu tươi hiến tế, giúp ta chém chết cái này côn lôn hư con kiến hôi. Huyết linh tộc là vô thượng thần, ta nguyện là nô bộc." Diệp thần nghe được như vậy lời nói, những mày một cái. Cái này hoàng linh thừa lại và huyết linh tộc có liên quan. Thậm chí từ lời nói bên trong, hoàng gia đã sớm thành là huyết linh tộc nô bộc. Vậy hết thảy đều có thể liên hệ. Sợ rằng hoàng gia tiến vào nơi này, chính là vì bóp chết hết thảy uy hiếp huyết linh tộc tồn tại. Đã như vậy, hắn vậy không cần phải nương tay. Diệp thần mới vừa muốn động thủ, nhưng là phát hiện hoàng linh thừa sau lưng kiếm trực tiếp bay ra lại là treo lơ lửng ở trước người. Một đạo màu máu hư ảnh tự như đứng ở trên thân kiếm. Hoàng Linh thừa khóe miệng lộ ra một màn điên cùng nụ cười, một chỉ điểm ra. Vĩ đại huyết linh tộc Chi Linh. Giúp ta giúp một tay. Tay hắn chỉ nhanh chóng bắt pháp quyết, đơn giản động tác, tự như diễn hóa liền hàng ngàn hàng vạn lần, huyết khí bao phủ, khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp tràn ra. Không gian động lại, thời gian định cách. Diệp thần trên bả vai tiểu hoàng cũng là chân mày nhíu. Cẩn thận, hơi thở này có cổ quái dứt lời hoàng linh thừa trọng mắt phóng đại khí thế bén nhọn dẫn động chung quanh chấn động tấn công tới gió lớn giận cuốn xé kéo dịp thần đồ dạo phố lại bị vỡ ra vô số chỗ rách thậm chí trên người có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm dịp thần không dám xem thường một bước xông ra ngoài hắn phải chiếm cứ chủ động thần lôi bất diệt linh phù huyết long bốn đạo lực tính đồng loạt hội tụ ở trên cánh tay sấm sét nổ tung chín tầng trời thần lôi đập xuống xuống mà diệp thần lại là mang cửu u thí thiên thương xông ra ngoài hắn ngược lại là phải xem xem huyết linh tộc bí thuật mạnh mẽ vẫn là hắn lá bài tẩy mạnh mẽ ung ung kịch liệt tiếng nổ không ngừng truyền tới ở diệp thần sắp chạm được hoàng linh thừa thời điểm hoàng linh thừa lộ ra một đạo nụ cười chỉ gặp huyết linh kiếm lên bóng dáng trực tiếp một chút ra lại ngăn trở lại cửu u thí thiên thương cùng bạo thế công kinh khủng đụng sản sinh ra từng tầng một thực chất đợt khí hướng bốn phía quét sạch đi ở giữa thiên địa, đợt khí hoành bay. Từng đạo thương ý, thậm chí còn màu máu kiếm ý, không ngừng biến dạng, lần lượt thay nhau. Trong vòng trăm thước cây lớn toàn bộ sụp đổ, mặt gỗ hoành bay, văng lên vạn trượng bụi đất. Hoàng Linh Thừa có nhiều thú vị gật đầu một cái. Ngươi lấy là đây chính là huyết linh tộc lực lượng toàn bộ. Ngươi nghĩ lầm rồi, ác mộng vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, Hoàng Linh Thừa ấn đường lóe ra một đạo phù văn. Hắn sắc mặt cực kỳ dữ tợn phản phất là từ địa ngục chính giữa đi ra ma quỷ, cặp mắt đỏ thẫm, quanh thân gân xanh từng cây một gồ lên. Mái tóc dài tản ra, thân thể bắp thịt nổ tung mở ra. Liền liền tu vi vậy đang điên cuồng tăng trưởng. Mạc Ninh thấy một màn này, sắc mặt ảm đạm. Hoàng gia vẫn còn có như vậy bí thuật, chẳng lẽ đây chính là huyết linh tộc mạnh mẽ? Hoàng Linh thừa hơi thở bạo tăng đến tình cảnh này, thật giống như sông phá thân thể trói buộc. Xem ra hoàng gia những năm này giả tâm, xa không có đơn giản như vậy. Diệp thần, mau ngăn cản hắn. Diệp thần không có động tĩnh, sức lực gió cùng sạch dưới, mặt hắn gọ má xuất hiện một dấu máu. Đây chính là ngươi chân chính dựa vào. Diệp thần nói. Hoàng Linh thừa hai mắt đỏ ngầu, giữ tận cười. Quyết linh tộc ở thời đại thượng cổ có thể trấn áp vô số côn lôn hư đại năng, không phải không có lý do, ngươi có thể ép ta dùng như vậy bí thuật, ngươi vậy coi là lần trước phương thiên tài, đáng tiếc, thiên tài cuối cùng vẫn là phải chết yểu ở ta trong tay. Hoàng Linh thừa không tới thời khắc máu chốt tuyệt sẽ không vận dụng cái này cùng bí thuật bởi vì một khi sử dụng sau này muốn lại đột phá rất khó có thể trận chiến này hắn không thể thua diệp thần phải chết huyết linh kiếm giúp ta chém chết tiểu xuất sinh này đi hoàng linh thừa không dám lại còn trì hoãn ra lệnh một tiếng trên thân kiếm màu máu hư ảnh ngay tức thì hoa phá trường không hướng diệp thần đi vô tận rùng mình tựa như bao phủ toàn bộ huyết linh bí cảnh gió lạnh gào thét nguyên bản còn nóng bức chung quanh ở nháy mắt tức thì lại hóa làm trận trận hàng băng đầy trời tuyết rơi, mặt đất ngưng tụ thành băng. Trên mặt đất, băng tuyết cùng bạo, hơn nữa lấy cực kỳ đáng sợ uy thế, bao quanh kiếm ý, hướng dịp thần bao phủ đi. Tự thành lãnh vực. Kiếm ý lãnh vực. Đây chỉ có đế tôn cảnh cường giả mới có thể nắm trong tay tồn tại, hơn nữa còn phải kiếm tu. Yêu cầu cực kỳ hạ khắc. Nhưng là giờ phút này, nhưng là bị hoàng linh thừa thi triển. Trên bầu trời, mây đen cuộn sạch, bông tuyết bay rơi, trong không khí hơi nước lại là hóa là vô số nhũ băng, nháy mắt bây giờ, đổi số lượng lấy tính chục nghìn băng kiếm, theo huyết linh kiếm, rậm rạp chằng chịt chiếm đoạt đi. Sắc bén bắn ra bốn phía, băng tuyết ngang dọc. Mỗi một đạo cũng giống như một chui sắc bén phi kiếm, thế không thể đỡ. Mà Diệp Thần, Mạc Ninh các người dưới chân, tự như đưa thân vào băng tuyết thế giới, lại phản phất là vực sâu vạn trượng. Bước lên trước, chính là chết. Một chiêu này, quá mức trung động, quá mức bá đạo. Băng thiên nơi tuyết, ý định giết người nghiêm nghị. Một bên Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh căn bản không chịu nổi, phun ra một nguồn máu tươi mạc ninh thậm chí tại chỗ bất tỉnh đi căn bản không cách nào chống đỡ à diệp thần thấy một màn này cực kỳ nghiêm túc vội vàng cầm trong tay cửu u thí thiên thương bắn ra cắm vào diệp lăng thiên bên người vô tận ma khí tạo thành một đạo bình phong che chở ngăn trở hết thảy điện chủ ngươi làm thế nào diệp lăng thiên dễ chịu không thiếu nhưng là hắn nhưng mà biết cái này cửu u thí thiên thương bá đạo điện chủ không có vật này liền nguy hiểm à diệp thần con ngươi hiếp lại ta không cần Hoàng Linh thường nghe được câu này, cười. Tiểu súc sinh, ngươi liền mình cũng không để ý, còn muốn giúp người khác, đừng nói ngươi là thánh vương cảnh, dù là đế tôn cảnh cường giả cũng không có tư cách ngăn trở. Ha ha. Hoàng Linh thừa khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ma quỷ vậy cười nhạt. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Cho ta chết. Cười nhạt động lại, Hoàng Linh thừa thị huyết hai tròng mắt bùng nổ, huyết linh bây giờ mang vô số băng kiếm, từ trên trời hạ xuống. Phong tỏa diệt thần hết thảy đường lui cùng phong nổi lên, mây sắm động. Trời đất phản phất đều bị biến dạng. Giống như vạn ngôi sao đập về phía dịp thần. Dịp thần không đường có thể lui. Kinh thiên động địa đợt khí nổ tung. Vô số băng kiếm mang huyết quang ngay tức thì chiếm đoạt dịp thần. Gió lạnh gào thét, băng tuyết văng khắp nơi. Dịp thần đã sớm không gặp bóng người. Vô số bông tuyết, khắp nơi phân bay. Hẳn phải chết cảnh. Bụi đất vạn trường, hết thảy yên lặng. Hoàng Linh thừa nhìn chung quanh hết thảy, cười thằng nhóc, ngươi không phải rất cuồng sao, cuối cùng còn không phải là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngươi thiên phú, đáng tiếc, nếu như không chết yểu, nói không chừng cũng sẽ thành là một khối đại năng. Nói xong, Hoàng Linh thừa chính là hướng dịp lăng thiên và mạc ninh đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, một hồi gió lạnh cuồng sạch. Bụi đất tiêu tán. Hắn dừng bước lại. Trong mắt tự như nổ bể ra, hắn diễn cảm sợ hãi, một bộ không thể tin dáng vẻ. Làm sao có thể? Hắn trong lòng chỉ có cái này bốn chữ. Bởi vì bụi bậm bên trong, diệp thần không chỉ không có chết, thậm chí liền dáng vẻ bị thương cũng không có. Mà giờ khắc này diệp thần bên người, nhiều một cô gái. Thiếu nữ áo đỏ, xinh đẹp một khối. Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé hạt ttps.com gạch chéo dung chấm kiêu. Chương 946 Cả đời cũng không có tư cách động. Nguồn Mê truyện audio com. Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, mạc ninh. Mạc Ninh lúc nào đến bên trong đi. Hắn chợt nhìn về phía Mạc Ninh phương hướng, phát hiện Mạc Ninh bị thương, như cũ nằm trên đất. Ừ. Tình huống gì? Làm sao có hai cái Mạc Ninh? Hoàng Linh thừa gắt gao nhìn chầm chầm thiếu nữ áo đỏ, càng phát ra kỳ quái. Người thiếu nữ này hình dáng và Mạc Ninh cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là khí chất và hơi thở nhưng là hoàn toàn không cùng. Hắn có thể khẳng định Mạc Ninh bị thương, căn bản không có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Vậy trước mắt thiếu nữ áo đỏ lại là lai lịch gì? phân thân, lấy Mạc Ninh thực lực căn bản không thể nào làm được. Sanh đôi. Mạc gia tự hồ chỉ sinh Mạc Ninh một cái cô gái. Không chỉ Hoàng Linh thường nghi ngờ, liền liền Diệp Lăng Thiên diễn cảm cũng là cực kỳ cổ quái. Hắn nhìn một cái bên người Mạc Ninh, lại xem xem thiếu nữ áo đỏ hoàn toàn bối rối. Mà duy nhất biết thiếu nữ áo đỏ thân phận chính là Diệp Thần. Diệp Thần không có lựa chọn, Hoàng Linh thừa vận dụng huyết linh tộc bí thuật, cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh thực lực, hắn muốn ngăn trở, căn bản không có thể chỉ có mời Mạc Ngưng Nhi ra tay. Cũng may Mạc Ngưng Nhi lần trước hấp thu năng lượng, đủ ở bên ngoài ra tay. Mạc Ngưng Nhi có nhiều thú vị nhìn phía xa hôn mê Mạc Ninh, đúng dịp cười xinh đẹp hề. Mộ chủ, khoan hãy nói, cái đó nha đầu thật có ta năm đó cảm giác, Mạc Gia vì tiền năm đó bí mật, thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Còn nữa, Ngưng Nhi là hiện đảm nhiệm Mạc Gia gia chủ thái độ đối với mộ chủ đạo ấy nấy, ánh mắt thiển cận người không xứng hướng dẫn Mạc Gia bước lên huy hoàng nàng nhiều lần muốn từ luân hồi mộ địa đi ra đối với vậy cái gọi là mạc vĩ hải giận mắng một trận diệp thần thành tựu luân hồi mộ địa mộ chủ sau này thành tựu phi phàm mạc gia dù là bất chấp nguy hiểm diệt tộc cũng hẳn bảo vệ ở diệp thần cỡ đó nhưng là cái này mạc vĩ hải nhưng là buồn cười rất miễn cưỡng vì ham muốn cá nhân đem diệp thần đẩy ra nếu như mạc gia liệt tổ liệt tông biết tất nhiên hận không phải đem mạc vĩ hải nhét hồi luân hồi chi đạo cũng may mạc gia còn có mạc ninh và mộ chủ liên lạc đây là mạc gia trở mình duy nhất có thể Diệp thần nhìn lướt qua mặt ngưng nhi, mở miệng nói. Chuyện này không cần nói xin lỗi, vấn đề trước mắt giúp ta xử lý là được. Tên kia và huyết linh tộc có chút liên lạc, ta cần từ trên người hắn lấy được một ít thứ. Mặt ngưng nhi gật đầu một cái, lạnh mâu nhìn lướt qua hoàng linh thừa. Mộ chủ, yên tâm, tên này chẳng qua là cáo mượn oai hùng mà thôi, chính là huyết linh bí cảnh vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, ta như muốn giết, dễ như trở bàn tay. Tiếp theo giao cho ngưng nhi là đủ rồi. Diệp thần không có bất kỳ nói nhảm. Mà giờ khắc này Hoàng Linh thừa vậy tỉnh hồn lại, cũng không để ý thiếu nữ áo đỏ thân phận, nằm ngón tay nắm chặt, huyết linh kiếm chính là bay trở lại lòng bàn tay. Tiểu súc sinh, mặc dù không biết ngươi làm sao từ ta trong một kích sống sót, ta như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi có thể rõ ràng. Diệp thần lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta không hiểu. Ta chỉ biết là, ngươi đại khái còn có một phút thời gian dứt lời, Diệp Thần chính là cầm lên một cái đồng hồ cát chảy, đặt ở một cây bị chém đứt trên cây lớn. Đồng hồ cát chảy thời gian vừa vặn một phút. Đây đối với Hoàng Linh Thừa mà nói nhất định chính là trần trụi. Trần trắng trận khiêu khích. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Hôm nay ta liền đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Hoàng Linh Thừa cầm trong tay huyết linh kiếm hướng lên ném đi, rồi sau đó, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Một đạo màu máu phù ấn rơi vào huyết linh kiếm lên, đi. Màu máu phù ấn lưu chuyển ở trên thân kiếm, tia sáng chói mắt lóng lánh ra. Một giây kế tiếp, huyết linh kiếm lại biến thành trăm trượng. Không ngừng mở rộng. Nồng đậm huyết khí cơ hồ để cho tất cả mọi người nghẹt thở. Vĩ đại huyết linh tộc, ta nguyện dùng ta tu vi hiến tế, chỉ vì trở thành liền huyết linh tộc cao nhất sự nghiệp. Chém chết hết thảy, cùng lôn hư con kiến hôi đều phải thần phục. Thân kiếm chấn động, khí thôn vạn dặm như hổ. Trên bầu trời, mây lửa bao phủ, tựa như thần ma giáng thế vô số tiếng vào huyết linh bí cảnh thiên tài đệ tử rối rít ngẩng đầu lên nhìn thương khung sứ là tháng phục liền liền cái này huyết linh bí cảnh thương khung vì sao dị biến như vậy chẳng lẽ là có đại năng ra tay lực lượng này tự như dung hợp huyết linh bí cảnh quá đáng sợ đi đám người khủng hoảng và khiếp sợ đây là đối với không biết sợ hãi mặc như gió cũng là nhìn thương khung dị tượng quả đấm nắm chặt một tháng sau đó chờ ta rời đi cái này huyết linh bí cảnh ta muốn tất cả mọi người là ta thần phục cho dù là phụ thân trong miệng một năm rưỡi sự việc ta cũng có tư cách nắm trong tay đồng thời trong bí cảnh thần bí trong phòng đá mấy vị huyết linh tộc ông già trong thân thể máu tươi tự như sôi trào tóc bạc mặt hồng hào ông già lại là đứng lên đây là ta huyết linh tộc bí pháp lại có người mang bí pháp tiến vào nơi này chẳng lẽ là huyết linh tộc những đại nhân kia nhớ tới chúng ta mau cảm giác một chút rốt cuộc ở nơi nào một cái ông già nghe được câu này gật đầu một cái sau đó ngón tay bắt pháp quyết trước mặt màn ảnh khổng lồ bỗng nhiên biến hóa. Một cái trong đó tiểu màn ảnh lại là không ngừng phóng đại. Nhưng là khi thấy trong hình hết thảy, đang ngồi mấy vị huyết linh tộc ông già sắc mặt hoàn toàn tối. Bởi vì phơi bày hình ảnh vẫn là sương mù màu máu dày đặc. Cái gì cũng không thấy rõ. Mơ hồ bây giờ, chỉ có thể nhìn được mấy cái bóng người ảm đạm. Xem ra, đó cùng chúng ta huyết linh tộc có liên quan người đã cùng vị kia bị che đậy côn lôn hư thanh niên chạm mặt, ta cảm giác được có cái gì không đúng. Phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến nơi đó, nếu không vô cùng hậu hoạn. Mau! Tóc bạc mặt hồng hào ông già giọng nói vô cùng hắn dồn dập. Cái này sương mù màu máu dày đặc ở giữa thanh niên, tự như đang đang từng bước chiếm đoạt bọn họ kế hoạch. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể lưu. Tiếng nói ghi, mấy đạo thân ảnh rối rít lao ra thạch thất, hiển nhiên là dự định vận dụng hết thảy lực lượng đi tìm dịp thần. Mà giờ khắc này, hoàng linh thừa cao nhất nhất kích bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm thật lớn ảnh như vực ngoại vẫn thạch đập xuống phàm trần vậy hướng dịp thần đi trên bầu trời đám mây đều bị biến dạng. Mặt đất lại là hình thành một đường rảnh thật sâu hát, tự như rảnh trời. Một đánh rớt xuống, không người nào có thể ngăn cản. Thậm chí thời không cũng cần phải sụp đổ. Hồng quang không ngừng tán loạn, cùng bảo kiếm quan tự như đếm lấy tính chục nghìn cự thú hướng dịp thần chiếm đoạt đi. Hoàng Linh thừa thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt có chút tái nhật. Một kích này, cơ hồ là hắn có thể mượn huyết linh tộc một kích mạnh nhất, hắn không tin một kích này dịp thần còn có thể ngăn được. Phốc suy đột nhiên, Hoàng Linh thừa khạc ra một ngụm máu tươi, như vậy thuộc pháp thi triển, đối với hắn tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn. Trong cơ thể máu tươi không ngừng lăn lộn, toàn thân lại là truyền tới ken két ca thanh âm, nếu như không phải là hắn khổ khổ chống đỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn âm u nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đều là tia máu, hắn cười. Lần này, xem ngươi làm sao ngăn cản. Ung ung. Vạn trượng kiếm ảnh lăng không chém xuống. Một kích này hấp thu huyết linh bí cảnh hết thảy lực lượng, đủ đáng sợ ngay tại kiếm ý muốn rơi xuống nháy mắt, mạc ngưng nhi nhưng là bước ra một bước, chắn dịp thần trước người. nàng nhắm mắt lại, đôi môi đỏ thắm buộc vòng quanh một đạo nụ cười. có vài người, ngươi cả đời cũng không có tư cách động. cô vơ tơ du ung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé hạt ttps.truyenen.com chéo ngoạn.thuy.van.minh.thanh.trung.ki chương 947 ẩn nút trong bóng tối ba đạo lực tính nguồn mê truyện audio.com Converter Du Ung Kiều cảm ơn bạn tay tầng 1998 đề cử nguyệt phiếu, thời đại thượng cổ, chính là bởi vì các ngươi những thứ này ngu muội người cấu kết huyết linh tộc, mới có thể để cho những cái kia đại năng bị trói buộc. Càng làm cho ta mất đi tự do, hôm nay ta liền để cho ngươi rõ ràng, vì sao là lực lượng chân chính. Mạc Ngưng Nhi đưa tay ra, vô tận hàng băng ý bọc toàn thân. Nàng thân thể thậm chí trôi lơ lửng. Áp đảo trên bầu trời. Tự như tiên nhân. Mạc Ngưng Nhi nhìn vậy vạn trường trường kiếm tới, không có sợ hãi chút nào ngón tay nhỏ nhắn ở hư không một trảo, vậy bầu trời huyết nguyệt tự như hóa là một đạo tròn tháng dương cung. Mộ chủ, tiếp theo ta chỉ ngươi một chiêu thần thông thuật, ngươi bây giờ không nhất định có thể lĩnh hội, nhưng là một chiêu này đối phó huyết linh tộc lực lượng có kỳ hiệu, ngươi hãy coi trọng. Vạn đạo một kiếm tay, huyết nguyệt kéo căng huyền, hóa làm tướng tư ý, nghiêm nghị là ta linh. Phá vỡ cho ta hết thảy. Mặt ngưng nhi trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Huyết linh bí cảnh thiên địa linh khí cùng sạch đi, nháy mắt tức thì, hóa là một chi trắng mũi tên trắng mũi tên phóng thích, tự như phá vỡ không khí. Cấp tốc tới. Đinh, một tiếng, ngay tức thì đụng vào hoàng linh thừa kiếm ảnh trên. Hai cổ lực lượng không ngừng lần lượt thay nhau, ở trên bầu trời tạo thành một đạo vô cùng sáng chói thêm hoa mỹ hình ảnh. Hoàng Linh thừa khi thấy Mạc Ngưng Nhi trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng cảm giác được không đúng. Hắn và Mạc Ninh giao thủ qua, Mạc Ninh cố nhiên thiên phú và thực lực không tệ, nhưng là hoàn toàn không làm được như vậy ung dung hắn cảm giác đối mặt mình không phải vậy thiếu nữ, mà là một vị đến từ mãi mãi cường giả. Hai cổ lực lượng dằn co không nghĩ. Mặt ngưng nhi hàng mi khều một cái, dẫu dẫu nói. Ngươi còn mưu toan kiên trì. Cái này dù sao không phải là ngươi lực lượng, lại tiếp theo, ngươi nhưng là phải bỏ ra giá cực lớn. Hoàng Linh thừa mới vừa muốn nói chuyện, một cổ cắn trả cực mạnh ý chính là tấn công tới. Hắn có thể cảm giác được từ toàn thân của mình tự như bị một cổ lực lượng xuyên thấu. Vậy huyết linh kiếm cũng là lão đảo lắc lư, tự như tùy thời thì phải sụp đổ. Phốc suy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người khó chịu đến mức tận cung. Tự như đã đạt tới cực hạn, thậm chí có thể nói là bên bờ tan vỡ. Quyết linh kiếm bản thân chính là một chuôi hai lưỡi kiếm, có thể cho hắn lực lượng, nhưng cũng có thể chiếm đoạt hắn hết thảy. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Linh thừa nhìn mặt ngưng nhi như vậy ung dung dáng vẻ, lại đối với so, đều có khạc ra máu tươi xung động. Như vậy lực lượng, làm sao cảm giác là đối phương tùy tùy tiện tiện thi triển tồn tại? người này tuyệt đối không phải Mạc Ninh. Mạc Ngưng Nhi cười một tiếng, một bước từ giữa không trung đạp xuống, lại là đi tới Hoàng Linh Thừa trước mặt. Ngươi muốn biết ta là ai? Xem ngươi là một cái người sắp chết, ta có thể nói cho ngươi. Ta kêu Mạc Ngưng Nhi. Tới từ thượng cổ Mạc Ngưng Nhi. Bốn câu lời nói rơi xuống, một cổ cường đại đợt khí nổ tung. Vậy huyết linh kiếm lại là hoàn toàn bị xuyên thấu, đánh tan. Mà Mạc Ngưng Nhi mũi tên ý nhưng là thế như trẻ tre. Kim quan tán loạn, trường kiếm chấn động. Cuối cùng, theo một tiếng tiếng trên rỉ, hết thảy tiêu tán. Bầu trời mây lửa thậm chí còn dị tượng, toàn bộ biến mất. Hoàng Linh thừa bị mạc ngưng nhi triệt triệt để để nghiền ép. Làm sao có thể? Huyết linh tộc bí pháp lại có thể bị phá ra. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai à? Cả thế giới tự như truyền tới Hoàng Linh thừa gầm thét, khang cả giọng gầm thét. Ta đã trả lời qua ngươi, bây giờ, chúng ta nên thật tốt coi là một ít nợ. Đầu tiên, ngươi đối với mộ chủ đại bất kính. Nên chém mặt ngưng nhi bộc phát ra cực mạnh khí thế bước ra một bước vô tận lực tự như hóa là một đôi hư không bàn tay trực tiếp nắm hoàng linh thừa cánh tay không muốn hoàng linh thừa tự như cảm giác được cái gì thần sắc kinh hoàng nhưng là căn bản do không được hắn cân nhắc hắn vậy bắt pháp quyết sau lưng lại là không ngừng văng tung tóe chỉ có cánh tay lại có thể ở trong mắt hắn dưới hóa là một đạo sương máu tính lại cái thứ hai nợ ngươi và huyết linh tộc cấu kết kỳ tâm có thể giết chính là bởi vì có các ngươi người như vậy, năm đó ở thượng cổ lúc đó, chúng ta mới có thể thất bại. Mạc Ngưng Nhi lại là bước ra một bước, bước này, nhưng là để cho Hoàng Linh thừa máu tươi cùng phúng, hắn thân thể càng bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hung hãn nện xuống đất. Hắn sắc mặt ảm đạm, trên người xương cơ hồ toàn bộ gãy lìa, khóe miệng không ngừng dòng nước chảy máu tươi. Yếu ớt đến mức tận cung. Chung quanh gió lớn cuốn tới, một đạo đỏ rực bóng người xuất hiện ở Hoàng Linh thừa trước mặt, Ngươi thua, huyết linh tộc cái gì cũng không có thể cho ngươi, vậy bí thuật cũng là thành lập ở các ngươi thân xác hư hại trên căn bản, thật là dốt nát. Ngươi hẳn có thể cảm giác được thương thế trên người có vấn đề, lại như thế thi triển tiếp, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành là chân chính con rối." Mặt Ngưng Nhi trên cao nhìn xuống nói. Hoàng Linh thường nghe được câu này tiếng nói, ngẩn ra, sắc mặt lại là tràn đầy sợ hãi, diễn cảm dữ tợn. "Không thể nào? Huyết linh tộc đại nhân làm sao có thể sẽ như thế đối với ta?" Bọn họ là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ. Lời còn chưa nói hết, chính là bị Mạc Ngưng Nhi cắt đứt. Ông xong. Sau đó, Mạc Ngưng Nhi một chưởng tùy tiện đánh ra, đem Hoàng Linh thừa hung hãn trấn áp tại đất đai dưới. Làm xong hết thảy các thứ này, Mạc Ngưng Nhi nhìn về phía Diệp Thần. Mộ chủ, ở hắn trước khi chết, còn dư lại giao cho ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, đi tới Hoàng Linh thừa trước mặt, mở miệng nói. Ngươi tại sao lại nắm giữ huyết linh tộc đồ? Còn nữa, các ngươi hoàng gia lần này tiến vào huyết linh bí cảnh là vì cái gì nói cho ta ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút hoàng linh thừa gắt gao nhìn chằm chằm dịp thần mộ chủ hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ áo đỏ trong con ngươi cung kính cương giả như vậy vì sao đối với một cái thánh vương cảnh tiểu tử thái độ như thế chẳng lẽ tên này có lai lịch lớn còn nữa cái này quan tâm như vậy huyết linh sự việc mà thiếu nữ áo đỏ nói nàng tới từ thời đại thượng cổ hết thảy đầu mối nối liền chung một chỗ Hoàng Linh thừa tự như phát hiện cái gì, hắn vậy ảm đạm trong mắt thay đổi nóng bỏng. Huyết Linh tộc những cái kia đại năng nhất định đúng thằng nhóc này cảm thấy hứng thú. Thằng nhóc này thậm chí có thể và thượng cổ tràng đại chiến kia có rất lớn liên quan. Hắn phải còn sống rời đi. Đem điều này trọng đại tin tức nói cho mấy vị kia huyết linh tộc đại năng. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Hoàng Linh thừa ông lấy dịp thần hai chân. Dịp thần, ta cái gì đều nói, ta chỉ muốn sống sót. Chúng ta hoàng gia có thể cho ngươi cao nhất cơ duyên có thể để cho ngươi một bước lên trời. Hắn giọng tràn đầy kích động. Cơ duyên. Ta cũng không muốn cơ duyên, ngươi hoàng gia và huyết linh tộc kết quả có liên quan gì. Diệp thần lạnh lùng nói. Hoàng linh thừa không dám có bất kỳ nói láo, vội vàng nói. Ta hoàng gia từ thời đại thượng cổ liền và huyết linh tộc thành lập liên lạc, thậm chí có thể nói là bọn họ ở công lôn hư tai mắt, phụ trách giám sát công lôn hư hết thảy. Không chỉ chúng ta hoàng gia một thế lực, công lôn hư còn có ba chỗ và huyết linh tộc có liên hệ tồn tại. Diệp thần nghe được câu này, con người hít một cái. Kia ba chỗ. Hoàng Linh thừa lắc đầu một cái. Quyết linh tộc trưởng lão chưa bao giờ để cho chúng ta ba cái thế lực gặp mặt, mỗi một cái đều là tương đối độc lập, dưới mắt ta chỉ biết là, một cái trong đó hẳn là mười đại đỉnh cấp tông môn một trong. Converter Vơ kêu cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé hạt TTPS, truyền Com gạch chéo ngoạn chấm thuy chấm vang chấm minh chấm thanh chấm trung ki. Chương 948 Gió bão đánh tới Nguồn Mê truyện audio.com Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, còn như ngoài ra hai cái rốt cuộc thân phận gì, ta cũng không cách nào xác định. Đây là nói thật, thiên địa chứng giám. Diệp thần cảm giác được sự việc càng ngày càng phức tạp, cùng lôn hư cái này nguyên bản nước hồ trong suốt, hiện nay nhưng là lẫn vào một ít không nên tồn tại đồ. Trừ hoàng gia, vẫn còn có ba đạo thế lực ở trong bóng tối ẩn nút. Một cái trong đó là mười đại đỉnh cấp tông môn một trong, cái này đủ để thay đổi hết thảy thế cục còn dư lại ngoài ra hai cái, vậy tuyệt đối không kém. Hoàng gia ẩn núp nhiều năm như vậy, nếu như không phải là hoàng linh thừa bại lộ, càng không biết bị người phát hiện. Như vậy còn lại ba cái thế lực tất nhiên hơn nữa thông minh. Hàng gia. Đây là dịp thần trong đầu cái đầu tiên hiện lên thế lực. Quyết linh bí cảnh tồn tại thật giống như không đơn giản như vậy, bây giờ nhìn lại, càng giống như là một tràng săn giết trò chơi. Săn giết đối tượng bên trong không phải huyết linh tộc cường giả, mà là côn lôn hư có tiềm lực ứng đối vậy trận thế cục thiên tài hết thảy tự như dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng là Diệp Thần nhưng không biết hết thảy các thứ này phía sau mạng bàn tay đẩy kết quả là ai. Còn nữa, cái này sau lưng sự việc hẳn cũng chỉ có một mình hắn nắm giữ. Chẳng lẽ muốn hắn lấy lực một người đối kháng hoàng gia cùng với ngoài ra ba cái thế lực cao cấp? Bất quá vậy không sao, hắn đã sớm bị bên ngoài thế lực phong sát. Hắn càng muốn xem xem, tràng này săn giết trò chơi, ai có thể sống đến cuối cùng? Ngươi còn biết cái gì? Diệp thần hỏi. Hoàng Linh thừa nhưng là lắc đầu một cái, ta ở hoàng gia quyền hạn không cao, biết không nhiều, nhưng là lần này hoàng gia phái ra không giúp ta một vị, chúng ta mục đích, chính là săn giết hết thảy tích trữ đang uy hiếp người. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi nhưng mà đáp ứng muốn thả qua ta một cái mạng, ngươi cũng không thể nuốt lời. Còn nữa, ta thực lực không tệ, ngươi nhất định cần ta, ngươi không phải muốn tìm những thứ khác ba cái thế lực sao, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi một ít. Giờ khắc này Hoàng Linh thừa mất đi năm xưa kiêu ngạo, hắn chỉ phải sống sót. Diệp thần khóe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười ta có nói tha ngươi sao? Nghe được câu này, Hoàng Linh thừa con ngươi phóng đại. Diệp thần ngươi tên xuất sinh này, ngươi lại, lời còn chưa nói hết, Diệp thần một chưởng trực tiếp vỗ về phía Hoàng Linh thừa thiên linh cái. Cùng bạo lực từ đầu đến chân xuyên thấu. Năm ngón tay nắm chặt, Hoàng Linh thừa đầu lâu trực tiếp bị Diệp thần vặn hạ, lại là ném ra ngoài. Xin lỗi, bất kỳ và huyết linh tộc có liên quan, cũng không có sống sót tư cách. Người bất kỳ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp thần mới vừa dự định đi tìm Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh, Mạc ngưng nhi nhưng là đưa tay ra, ngăn cản Diệp Thần đường đi. Thế nào? Diệp Thần nhìn về phía mặt ngưng nhi nhưng là sau khi phát hiện người diễn cảm cực kỳ ngưng trọng. Thậm chí có chút kiên kỵ. Mộ chủ, xem ra ta thiếu tính một chuyện, huyết linh bí cảnh có chân chính huyết linh tộc cường giả, bây giờ nhìn lại, đám người này đang hướng bên này lướt nhanh tới, hơi thở cực kỳ khủng bố. Chúng ta phải đi lập tức. Lập tức. Diệp Thần ngẩn ra, cái này còn là hắn lần đầu tiên cảm nhận được mặt ngưng nhi nghiêm túc như vậy vậy thuyết minh đang hướng bên này đám người kia cực kỳ nguy hiểm chẳng lẽ là huyết linh tộc những tên kia tiểu hoàng cũng là cảm giác được không đúng nhẹ nhàng thổi một cái huyết sáo ngay tức thì bóng tối bên trong chạy như điên ra một đầu to lớn yêu thú mau để cho bạn ngươi đi lên diệp thần không dám khinh thường vội vàng phân phó diệp lăng thiên nói diệp lăng thiên mau hơn đi diệp lăng thiên cũng không nói nhảm một bước nhảy lên yêu thú yêu thú trực tiếp hướng chỗ sâu đi còn như mạc ngưng nhi diệp thần chính là ông nàng lên đi tới màu đen đồ sộ sư trên mình. Đi. Màu đen đồ sộ sư ngay tức thì xông ra ngoài, tốc độ này xa so hoa hạ một ít xe thể thao cao cấp còn còn đáng sợ hơn. Mạc Ngưng Nhi sâu đậm nhìn một cái chung quanh, mới vừa muốn rời đi, nhưng là chú ý tới cái gì? Nàng trong lòng lọc bập một chút, vội vàng hướng diệp thần phương hướng đi. Mộ chủ, cẩn thận. Chỉ gặp một thanh trường kiếm phá không tới, đứng mũi chịu sào hướng diệp thần đi. Phốc suy. Cũng may, trường kiếm chỉ bất quá xuyên thấu màu đen đồ sộ sư thân thể. Tại chỗ nổ bể ra. Bởi vì quán tính, Diệp Thần và Tiểu Hoàng tại chỗ bay ra ngoài, Diệp Thần một cái lộn, bắt được Mạc Ninh và Tiểu Hoàng, lại là vững vàng rơi ở trên mặt đất. Dưới mắt, hắn chỉ có thể đem Mạc Ninh trước để dưới đất. Hắn ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói cái gì, chính là chú ý tới cách đó không xa đứng một cái ông già. Ông già tóc xám trắng, cả người áo bào đen che phủ toàn thân, thân thể gầy đét, mí mắt hạ đổ. Áo bào đen dưới, phản phất có một tầng âm ảnh bao trùm ở trên thân hình. Cảm giác thần bí cực kỳ mãnh liệt mấu chốt ấn đường còn có khắc một cái chữ viết cổ xưa dịp thần thấy một màn này ngay tức thì công khai huyết linh tộc ông già đã tới hắn biết mình sẽ ở huyết linh bí cảnh đụng gặp những người này lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đáng chết nguyên lai like ngươi chính là cái đó sương mù màu máu dày đặc xuống thanh niên thiên cơ bị ngươi che đậy ta còn lấy là là dạng gì nhân vật thiên tài lại không nghĩ rằng là một cái thánh vương cảnh phế vật dĩ nhiên ta không biết bởi vì cảnh giới của ngươi mà không giết ngươi sự tồn tại của ngươi đã biểu thị đối với chúng ta kế hoạch uy hiếp tất cả hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, cái đó ông già áo bào đen nhìn một cái xa xa thi thể. Hắn con ngươi co rút một cái. Cái đó bị ngươi giết người trên người có huyết linh tộc lực lượng, ngươi không đáng giết. Các ngươi những thứ này côn lôn hư con kiến Hồi chỉ có thể làm một con kiến, mặc cho chúng ta huyết linh tộc người nghiền ép con kiến. Gây đét ông già nói xong, chính là quỷ dị xuất hiện ở dịp thần trước mặt. Dịp thần ngẩn ra, đây là cái gì tốc độ? Hắn vừa định rút ra cửu u thí thiên thương, ông già vậy gầy đét tay tự như năm chui đao kiếm mang sắc bén đâm tới. Còn muốn phản kháng, dốt nát. Mắt xem tay của lão giả liền muốn xuyên thấu dịp thần thân thể, dịp thần trong cánh tay lại xuất hiện một cái huyết lông. Huyết lông trực tiếp cuốn quanh ở tay của lão giả cánh tay, không thể để cho hắn lại tiến về trước chút nào. Ừ. Bên trong cơ thể ngươi vẫn còn có một con rồng. Khó trách thiên đạo đều không cách nào tra xem, ngươi thật sự có vốn. Ông lão trong giọng nói có chút thất thần và kinh ngạc hắn biết Diệp Thần có chút vấn đề, lại không nghĩ rằng là vấn đề lớn như vậy. Chỉ tiếc, ngươi huyết long hư ảnh còn quá nhỏ yếu, nó như thành là chân chính cửu thiên thần long, ta có lẽ sẽ kiên kỵ mấy phần. Ta không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không chúng ta mấy người đều sẽ chết. Ông già cánh tay chấn động một cái, trong hát bào tia máu chấn động, huyết long cố nhiên ngăn trở, nhưng vẫn bị rung đi ra ngoài. Sau đó, tay của lão giả không có bất kỳ dừng lại, lần nữa hướng dịp thần đi. Dịp thần thân thể nổ tung ra từng cơn thần lôi, một quyền ngăn cản đi không chỉ thần lôi, liền liền mi tâm bất diệt lửa vậy vào giờ khác này nổ tung. À, còn nắm trong tay ngọn lửa. Ông lão trong mắt càng ngày càng bất ngờ. Âm. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm, kết quả không nghi ngờ chút nào, diệp thần bị chấn động bay ra ngoài. Quyết linh tộc ông già sinh tồn ở nơi đây không biết nhiều ít năm, bọn họ đối với chung quanh thiên địa thế, cũng hoặc là linh khí, xa sau người bình thường còn giỏi hơn rõ ràng. Lại là có thể vô cùng hoàn mỹ nắm trong tay. Cùng cùng cảnh giới dưới, tất nhiên nghiền ép người khác. Huống chi, cùng dịp thần trên lệch to lớn như vậy. Converter Duung Kiều cầu ủng hộ bộ khai cuộc trái đất này nhé hạt ttps.com chéo khai chấm trai gia Chương 949 căn nguyên lực Nguồn Mê truyện audio.com Converter Duung Kiều cảm ơn bạn tầng 1998 đề cử nguyệt phiếu giờ phút này dịp thần cảm giác trong cơ thể dời sông lấp biển vậy, quá khó chịu. Thậm chí có thể nói ngạt thở. Bất quá đối phương một kích này, nhưng là để cho hắn cảm nhận được đột phá cảm giác. Cửu U Thí Thiên Thương, tới. Diệp thần một tiếng trống giận, cửu U Thí Thiên Thương liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ông già thấy cửu U Thí Thiên Thương, con ngươi hiếp lại. Không muốn ngươi vẫn là người của ma tộc, sự việc ngược lại là đổi được càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, như vậy để cho ta càng phát ra có giết ngươi. Ông già mới vừa muốn động thủ, mặt ngưng nhi chính là chặn đường đi của hắn lại. Giờ khắc này, ông già mới chú ý tới Mạc Ngưng Nhi cùng với hôn mê Mạc Ninh. Hắn nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, đột nhiên, nhưng lại mở ra. Con ngươi cực kỳ quỷ dị, giống như thấy cái gì kinh khủng sự việc. Lại là ngươi. Ngươi lại còn còn sống. Không đúng, ngươi là một đạo thần niệm. Ông lão giọng đều là kinh ngạc. Rất hiển nhiên, ông già nhận ra Mạc Ngưng Nhi. Bởi vì Mạc Ngưng Nhi từng ở đó trên trận cổ cuộc chiến xuất hiện qua. Theo lý mà nói, hắn bị kẹt ở chỗ đó, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện ở nơi này quá mức quỷ dị mạc ngưng nhi thần sắc nghiêm túc không để ý đến ông lão khiếp sợ mà là đối với sau lưng diệp thần nói mộ chủ nhanh lên rời đi phía sau còn có mạnh hơn tồn tại ta lực lượng bây giờ chỉ có thể kéo người này đúng rồi ngươi lập tức đi huyết tiền bối cho ngươi đi địa phương chỉ có đến nơi đó huyết tiền bối mới sẽ xuất thủ giúp ngươi vậy ngươi đâu diệp thần giọng tràn đầy không xác thực định mạc ngưng nhi cuối cùng là một đạo thần niệm đối mặt trước mắt huyết linh tộc cường giả tất nhiên thua thiệt hắn đã sớm thói quen liền mạc ngưng nhi tồn tại càng không hy vọng mạc ngưng nhi xảy ra chuyện mạc ngưng nhi cười một tiếng rất có phong tình cảm giác mộ chủ năm đó ta và người này đã giao thủ hắn không phải ta đối thủ bây giờ hắn tự nhiên cũng không phải đối thủ của ta huống chi hắn thấy mộ chủ bộ mặt thật bất kể như thế nào hắn đều phải chết coi như ta hao phí toàn bộ năng lượng thì như thế nào mộ chủ thừa dịp bây giờ người còn lại còn không có chạy tới, chạy nhanh, ta giải quyết hết nơi này, sẽ tới tìm ngươi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tới gặp ngươi. Tiểu hoàng sâu đậm nhìn một cái mặt ngưng nhi, giống vậy đối với dịp thần nói. Đi thôi, bây giờ ngươi ở chỗ này chỉ sẽ để cho sự việc đổi được càng khó giải quyết, mặt ngưng nhi và vậy huyết linh tộc ông lão đánh một trận, không phải vậy chiến đấu, ngươi không giúp được gì. Duy nhất có thể làm, chính là mau rời khỏi. Quyết linh bí cảnh có rất nhiều cơ duyên chi địa, nếu như ngươi tìm được một nơi, nói không chừng là có thể bước vào một cái cảnh giới lớn. Nơi đây cường hóa thực lực mới là mấu chốt, mà không phải là trực diện mâu thuẫn. Nói xong, tiểu hoàng chính là ý niệm động một cái, một đầu màu máu đồ sổ báo đi ra. Dịp thần do dự mấy giây, vẫn là một cái ông lấy hôn mê mạc ninh, hướng rừng cây chỗ sâu sông ra ngoài. Ngay tức thì chính là biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Ông già áo bào đen con ngươi lạnh như băng, mới vừa muốn ra tay, mạc ngưng nhi nhưng là trong tay xuất hiện một cái băng kiếm. Băng kiếm phương hướng chỉ, chính là ông già áo bào đen. Ngươi đối thủ là ta. Có ít người chú ý ngươi đánh không được. Ông già áo bào đen thu hồi ánh mắt quang, hừ lạnh một tiếng. Chính là một đạo thần niệm, thật lấy là mình có thể lật lên cái gì đợt sóng không được. Ta như muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Còn nữa, ngươi có thể muốn biết bản thể của ngươi tung tích. Ngươi nếu như buông súng băng kiếm, quy thuận tại ta, ta có thể nói cho ngươi mấy phần. Mặt ngưng nhi trên người rùng mình ngay tức thì lan ra ha ha để cho ngươi thất vọng ta không muốn biết ta bản thể cuối cùng sẽ bị thấy mộ chủ là thiên tuyển người lại là các ngươi huyết linh tộc ác mộng cái thế giới này không cách nào trói buộc mộ chủ các ngươi cái thế giới kia càng không cách nào trói buộc hôm nay ta liền thay mộ chủ xóa bỏ hết thảy chướng ngại lãnh ngữ rơi xuống mặt ngưng nhi dẫn đầu xuất thủ ông già áo bào đen vậy không có chút nào nương tay hắn trong lòng kỳ quái mộ chủ hai chữ đây là cái gì gọi chẳng lẽ và phần mộ có liên quan không nghĩ nhiều nữa hắn khí tức trên người bỗng nhiên nhảy lên tới trình độ cao nhất, cố nhiên đối mặt là một đạo thần niệm, hắn vậy có thể cảm giác được cái này thần niệm đặc thù. Từng cơn gió mạnh, đợt khí gầm thét. Cường giả cuộc chiến, lúc này mở ra. Chu vi nhìn mét, mắt thường có thể gặp, một đỏ tối sầm hai đạo ánh sáng mang không ngừng lần lượt thay nhau. Không phân cao thấp. Mỗi một lần đụng chạm, nhưng là để cho mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Bụi đất lan tràn. Chung quanh trực tiếp sang thành bình địa. Thậm chí không gian vẫn là xuất hiện vết trách có thể gặp có kinh khủng dường nào tiếng nổ chính giữa không biết bao lâu thời gian cho đến một cổ cường đại lực lượng nổ tung hai đạo ánh sáng mang rối rít đẩy lui tiêu tán toàn bộ huyết linh bí cảnh tự như đều chấn động mấy phần thậm chí liền bí cảnh trận pháp đều tự như muốn vỡ vụn vậy thì là chân chánh đế tôn cảnh thực lực cuộc chiến bởi vì ở bên ngoài chiến đấu thời gian quá lâu mạc ngưng nhi lại vận dụng vô cùng lực lượng mạnh thân thể của nàng càng ngày càng yếu ớt đây cũng là thần niệm thiếu sót mà ông già áo bào đen cũng không chịu nổi hắn áo bào đen cơ hồ vỡ vụn trên mình bị trọng thương hắn căn bản không nghĩ tới thần niệm lực lại như vậy khủng bố mạc ngưng nhi ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ta đồng bạn lập tức phải chạy tới ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi trạng thái bây giờ có thể kéo dài bao lâu mạc ngưng nhi không chút nào nói nhảm ta nói ngươi phải chết nghe được mạc ngưng nhi mà nói ông già áo bào đen nhưng là tự như nghe được thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất vậy hắn nhìn chầm chầm không ngừng yếu ớt mạc ngưng nhi, nụ cười dần dần biến mất, trên người ý định giết người nồng nặc đến mức tận cùng. Huyết quan thậm chí bọc toàn thân. Giờ phút này, ông lão áo bào đen phiêu vũ đứng lên, hai chân lại là treo trên bầu trời, không khí chung quanh cũng giống như đột nhiên động lại. Trong thiên địa huyết linh lực toàn bộ bị ông già nắm trong tay. Cả thế giới yên tĩnh lại. Vậy yên tĩnh như chết, để cho người cảm giác nghẹt thở. Bỗng nhiên bây giờ, ông già áo bào đen bứt ra một giọt máu tươi, máu tươi ngay tức thì hóa là một chuôi trường thương, vừa định đâm về phía mạc ngưng nhi mạc ngưng nhi nhưng là ra tay trước một bước ngón tay nhỏ nhắn bắt được máu tươi hóa thành trường thương sau đó ấn đường bắn ra một đạo quan ngươi nắm trong tay chung quanh thì như thế nào ngươi có nghe nói qua luân hồi mộ địa ta ấn đường bên trong liền là có một đạo luân hồi mộ địa lực lượng chết ông già nghe được câu này trên người huyết khí đột nhiên tiêu tán bề ngoài lại là hốt hoảng hết sức trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng luân hồi mộ địa lại tái hiện thế gian chẳng lẽ cái đó truyền thuyết là thật Huyết linh tộc cuối cùng sẽ bị hủy bởi một vị luân hồi Tây của thanh niên trong. Nắm trong tay luân hồi, sống chết cửu u, để vương mệnh lệnh. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi rời đi Thánh Vương cảnh thanh niên. Vậy sương mù màu máu dày đặc che đậy căn bản không phải cái gì thuộc pháp, cũng không quan hệ thiên đạo, mà là người thanh niên kia vốn là siêu thoát hậu thế gian. Không người nào có thể tính toán đo lường. Thanh niên kia vô cùng có thể đem huyết linh tộc hết thảy hủy diệt. Đáng chết. Ngươi vẫn là suy tính hạ chính ngươi đi mạc ngưng nhi tay cầm một đoàn quang mang, tự như lợi kiếm, tại chỗ xé ông già áo bào đen thân thể. chỉ gặp ông già áo bào đen ở kinh hải bên trong, hoàn toàn hóa là một đoàn sương máu. ở chết một khắc cuối cùng, hắn nhưng là nhìn chằm chằm mạc ngưng nhi trong tay quang. chỉ bởi vì đây là trong truyền thuyết luân hồi ánh sáng. mới tại luân hồi, rốt cuộc luân hồi, vùng địa cực ánh sáng, thậm chí có thể nói là thế gian căn nguyên lực. Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ khai cuộc trái đất này nhé hạt ttps.com gạch chéo khai chấm qua chấm trai chấm Chương 950 Không có sức hồi thiên Nguồn Mê truyện audio.com Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, Luân hồi Ánh Sáng là mạc ngưng nhi duy nhất dựa vào. Cũng là nàng là một đạo thần niệm dám đối kháng đối phương tồn tại. Nhưng là Luân hồi Ánh Sáng sử dụng, nhưng là thành lập ở mạc ngưng nhi trên mình năng lượng giá phải trả thời khắc này nàng cực kỳ yếu ớt. Luân hồi mộ địa đại năng cũng không có nghĩa là áp đảo toàn bộ cung lôn hư thực lực thể chế trên. Bọn họ có hạn chế. Trong lực lượng hạn chế, muốn đột phá hạn chế, chỉ có thể mượn dịp thần thân thể. Nhưng là nếu như dịp thần thực lực không đủ tư cách, vậy thì sẽ lưỡng bại câu thương. Mạc Ngưng Nhi đối mặt vị này huyết linh tộc đế tôn cảnh cường giả, đã lớn nhất hạn độ vượt qua mình lực lượng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, nàng có thể cảm nhận được còn dư lại mấy vị cường giả đem muốn chạy đến. Không do dự nữa, màu đỏ bóng người ngay tức thì hướng dịp thần phương hướng đi. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc trời đi, một đạo tiếng xé gió vang lên, một chi đỏ thẩm mũi tên ý hư ảnh bắn tới đây. Giết ta huyết linh tộc người, còn muốn đi. Ai cho ngươi lá gan? Một tiếng trống giận truyền tới, mặt ngưng nhi sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Nàng và vậy huyết linh tộc ông già rằng có thời gian quá lâu. Căn bản không nghĩ tới đây đám người sẽ nhanh như vậy chạy tới nàng hai tay bắt pháp quyết, một đạo tường băng xuất hiện ở sau lưng, gắt gao che ở nàng. Vốn cho là tường băng có thể ngăn trở mấy phần, lại không nghĩ rằng tường băng và mũi tên ý hư ảnh đụng chạm nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn. Căn bản không địch. Phốc. Mũi tên ý hư ảnh tại chỗ xuyên thấu mặt ngưng nhi hóa là thực chất thân thể. Cơ hồ trọng thương. Sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân lại là yếu ớt vô cùng. Nàng không để ý tới cái gì, ấn đường một đạo ánh sáng lóe lên, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ nàng rất rõ ràng, bỏ mặt cái gì giá phải trả, đều phải lập tức rời đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngay tại mặt ngưng nhi sau khi biến mất, năm đạo hơi thở cực kỳ kinh khủng tích trữ đang chậm rãi rơi xuống. Cái này năm người chính là ở côn lôn hư còn dư lại huyết linh tộc năm người. Khi bọn hắn thấy lên máu tươi và thi thể, trong mắt hiện lên cực mạnh rung mình. Bọn họ sáu người ở huyết linh bí cảnh sinh tồn không biết bao lâu, một mực sống yên ổn với nhau vô sự, lại không nghĩ rằng, bí cảnh mở ra ngày thứ nhất, liền bỏ mình một vị đồng bạn, cái này há có thể để cho bọn họ không tức giận giận. Tóc bạc mặt hồng hào ông già đi tới mặt ngừng nhi biến mất địa phương nhắm mắt lại, mấy giây sau đó, đột nhiên mở ra. Trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Này người khí tức trên người rất quen thuộc, tự như đến từ mãi mãi, chẳng lẽ có thường cổ cường giả lẫn vào trong đó. Một cái khác ông già đi lên trước, xem xét mấy phần sau đối với tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói. Sự việc không đơn giản như vậy, ta xem qua thi thể, vậy tổn thương, hẳn đến từ một cổ vô cùng lực lượng mạnh, Lực lượng này tự hồ chỉ có chúng ta cho nên mới có, chẳng qua là không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tóc bạc mặt hồng hào ông già gật đầu một cái. Vậy màu đỏ hư ảnh hẳn là dùng bí pháp chạy trốn, chúng ta ẩm đạm đoạt mệnh mũi tên, chống đỡ không được quá lâu, nàng vậy chạy không xa, chúng ta tách ra đi tìm. Còn nữa, chuyện này và thần bí kia màu máu sương mù dày đặc xuống thanh niên có liên quan, cũng phải lưu ý. Chuyện thế cục biến thành như bây giờ, đã không cách nào khống chế, chúng ta phải làm liền đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở trong nôi năm đạo thân ảnh ngay tức thì tiêu tản ra. Cùng lúc đó, một nơi hang động bên trong. Hang động bị có dại tươi tốt che giấu, dịp thần còn dùng mấy đạo trận pháp che đậy. Máu tươi làm chất dẫn, lại tăng thêm thần lôi lực. Người bình thường muốn phát hiện rất mệt khó khăn. Dù là đế tôn cảnh cường giả vậy không như vậy dễ dàng. Còn như Mạc Ngưng Nhi, hắn hai người chúng ta bây giờ có luân hồi mộ địa thành tựu liên lạc, muốn tìm được mình hẳn dễ dàng. Diệp thần cầm mặt Ninh thả ở trên mặt đất, suy nghĩ một chút, vẫn là đúc vào một viên đan dược ngân châm trong tay trực tiếp bắn vào mạc ninh ngực chừng tay hắn số ở mạc ninh mạch đập trên diễn cảm khẽ biến mạc ninh thương thế sau hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không chỉ thân thể bị thương trong cơ thể còn trúng hai loại độc lăng thiên mạc tiểu thư là như thế nào bị thương diệp thần hỏi diệp lăng thiên suy nghĩ một chút lắc đầu nói cụ thể sự việc ta không biết lúc ấy hỗn chiến chết không ít người chờ ta tỉnh hồn lại mạc tiểu thư liền bị thương đám người kia thắng không anh hùng thật sự là xuất sinh được rồi. Diệp thần không do dự nữa, đưa tay ra, cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, một tia chân khí lượng lờ ở đầu ngón tay. Nhẹ nhàng từ mặt ninh ngực đến bụng. Từ hoặc giả là bởi vì đau đớn, mặt ninh nhẹ nhàng phát ra một giọng nói. Diệp thần tâm vô bàn vụ, không ngừng dùng chân khí chiếc mặt ninh thân thể. Năm phút sau đó, mặt ninh đầu ngón tay lại là chảy ra một đạo chất lỏng màu đen, gương mặt tái nhật vậy dần dần đỏ thắm. Diệp thần thở ra một hơi. Rốt cuộc xong hết rồi. Cái này huyết linh bí cảnh so ta tưởng tượng còn muốn gây go, nếu như không đoán sai, huyết linh bí cảnh ở giữa mấy vị huyết linh tộc cường giả thực lực so với kia vị chỉ cao chớ không thấp hơn, ta bây giờ đối mặt đế tôn cảnh căn bản không có thể. Mạc Ngưng Nhi dù sao không phải là luân hồi mộ địa ở giữa cường giả, nghe Lâm Thanh Huyền theo như lời, Mạc Ngưng Nhi bất quá là lẫn vào trong đó tồn tại, muốn phải đối mặt trong này có chút lực bất tòng tâm. Dưới mắt, duy nhất biện pháp chính là mượn huyết thất giả lực lượng. Chẳng qua là huyết thất giả muốn dẫn động, trước hết đi chỗ đó ngay tại dịp thần sâu tư thời điểm, bên ngoài truyền tới một đạo tiếng bước chân, tất cả mọi người ngừng thở. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ lão đảo nghiêng ngã vọt vào. Âm. Cuối cùng hung hãn đập vào cửa hang chỗ. Dịp thần thấy cái này bóng người màu đỏ, chợt đứng lên, lại là hai tay đỡ nàng. Mặt ngưng nhi, ngươi thế nào? Mặt ngưng nhi sắc mặt tái nhật, cưỡng ép chống đỡ ngồi dậy. Mộ chủ, ta chém giết một vị huyết linh tộc ông già, nhưng là còn dư lại năm vị, cái này năm vị bất kỳ một người cũng sẽ đối với mộ chủ sinh ra uy hiếp cực lớn, dưới mắt. Lời còn chưa nói hết, mặt ngưng nhi hư ảnh nhưng là càng ngày càng yếu. Diệp thần rất rõ ràng loại trạng thái này, cái này cùng trước kia mấy vị kia đại năng lúc trời đi tình cảnh giống nhau như đúc. Đáng chết. Tiểu hoàng đứng ở diệp thần trên bả vai, nhíu mày một cái. Nàng vận dụng luân hồi ánh sáng, đây không thể nghi ngờ là ở tự tìm cái chết, ai. Diệp thần nghe được thanh âm, vội vàng nhìn về phía tiểu hoàng. Tiểu hoàng, ngươi có phải hay không có biện pháp." Tiểu Hoàng lắc đầu một cái. Kia có nhiều như vậy biện pháp, nạn bản thân chính là một đạo thần niệm, thần niệm lực lượng biến mất, nàng liền biến mất tại giữa trời đất, đây là năng lượng thủ hằng, dù là thượng cổ thần y trên đời, chỉ sợ cũng không có sức hồi thiên. Mạc Ngưng Nhi miễn cưỡng cười một tiếng. "Mộ chủ, Ngưng Nhi ban đầu chính là bất ngờ lẫn vào luân hồi mộ địa, có thể biết mộ chủ là Ngưng Nhi trong cuộc đời lớn nhất vinh hạnh." Nói xong nàng không nhịn được ho khan mấy tiếng, đưa tay vừa thấy đèn nhánh máu Diệp thần lo lắng nhíu mày một cái, mới vừa muốn nói cái gì, nàng lại tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua là ngưng nhi lại cũng không cách nào bầu bạn mộ chủ, còn hy vọng mộ chủ tiếp theo, có thể tháo ra luân hồi mộ địa sau lưng đồ. Converter vơ du kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại hạt TTPS. Chuyên com gạch chéo ngoạn chấm thuy chấm dai chấm thoi chấm dai. Chương 951 Lựa chọn Nguồn Mê truyện audio.com Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ phiếu, cái này huyết linh bí cảnh năng lượng và lực lượng cực kỳ thích hợp luân hội mộ địa, mộ chủ nếu như tìm được mấy chỗ cơ duyên, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thực lực mạnh mẽ, đang đối mặt huyết linh tộc, thậm chí còn tầng cao hơn mặt cường giả, mới có sức đánh một trận. Mạc Ngưng Nhi vừa nói, trên người hư ảnh càng ngày càng nhạt. Cơ hồ trong suốt. Diệp thần trong lòng có cảm giác nói không ra lời, hắn quả đấm cầm chặt, hung hãn đập xuống mặt đất. Loại này cảm giác vô lực quá bị khuất, ngay tại lúc này, sau lưng cách đó không xa mạc ninh có thể là độc tố biến mất, dần dần mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy xa xa dần dần hư hóa mạc ngưng nhi, trong mắt trận to, lại là kinh hô thành tiếng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy giống nhau người. Cơ hồ và nàng là một cái khung bên trong khắc ra. Thậm chí, nàng trong cơ thể máu tươi thật giống như cũng bởi vì người này sôi trào. Tự hồ, mình là vì cái này thiếu nữ áo đỏ mà tồn tại ở dịp thần các người nghe được cái này thanh âm, vội vàng quay đầu lại nhìn một cái mạc ninh. Tiểu Hoàng nhưng là cảm giác được cái gì, mở miệng nói. Thật ra thì còn có cơ hội. Mạc Ngưng Nhi trong mắt cũng là mang một đạo ánh sáng, lại là gắt gao nhìn chầm chầm Mạc Ninh. Mạc Ninh trong cơ thể có một đạo thuộc về nàng bản thể máu tươi, nếu như nàng muốn phải sống sót, tinh huyết này chính là máu chốt. Diệp thần cảm giác được cái gì, hỏi Tiểu Hoàng nói. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Tiểu Hoàng lắc đầu một cái. Chuyện này, hẳn để cho cái này hai người câu thông đi, bất kỳ lựa chọn đều ở đây các nàng trên mình dứt lời, Mạc Ngưng Nhi đứng lên, yếu ớt thân thể hướng Mạc Ninh đi. Mạc Ninh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là bản năng đứng lên. "Ngươi kết quả là?" Mạc Ngưng Nhi không có bất kỳ nói nhảm. "Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi có thể hiểu là ngươi là ta một đạo phân thân, sự tồn tại của ngươi chính là vì ta. Bây giờ, ta cần ngươi trợ giúp. Hoặc là chính là ta tiêu tán, hoặc là chính là để cho ta tiến vào ngươi thức hải. Ta không bắt buộc, nhưng là có chuyện ta phải nói cho ngươi, mặc gia để cho ngươi ra đời." chính là vì thời đại thượng cổ ta, bọn họ muốn từ trên mình ngươi lấy được một ít ta tin tức. Mạc Ninh diễn cảm rất là nghi ngờ, nhưng là thông minh nàng rất nhanh rõ ràng liền một ít thứ. Từ nhỏ đến lớn một ít không hiểu đồ, tự như thông nhau. Nàng nhớ lại một bộ cổ xưa bức họa. Nàng một mực lấy là bức họa là mình, bây giờ nhìn lại, mình chẳng qua là trước mặt thiếu nữ bóng dáng. Ta có thể được cái gì? Ta sẽ tiêu tán sao? Do dự mấy giây, đây là Mạc Ninh nói lên hai vấn đề. Mạc Ngưng Nhi càng phát ra yếu ớt, nàng lắc đầu một cái. Người ta vốn là một thể, chúng ta chung nhau hưởng thụ thân thể và huyết mạch, ta có thể cho ngươi tu vi cùng với lực lượng, thậm chí tới từ thời đại thường cổ tu luyện trí nhớ, như vậy ngươi ở rất nhiều chuyện tình lên mới có thể tự làm chủ. Côn lôn hư lột hoa lệ áo khoác, là bẩn thiểu, ngươi hẳn cảm nhận được, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể nắm trong tay hết thảy, thậm chí mạc da. Còn nữa, không phải ngươi đáp ứng, ta thì sẽ cho ngươi những thứ này, ta có một cái điều kiện, chúng ta phải tính ngưỡng một người, đó chính là mộ chủ. Nghe được Mạc Ngưng Nhi nói tiếng nói, Mạc Ninh nhìn một cái dịp thần, ánh mắt lơ lửng không chừng. Dịp thần đối với nàng có ân, nàng quả quyết không thể cự tuyệt, mà dưới mắt, nàng bị thương, chính là thực lực không theo kịp. Nếu như không chọn trước mặt cái này thiếu nữ áo đỏ, nàng có thể không cách nào còn sống đi ra huyết linh bí cảnh. Cho nên, thật ra thì nàng không có lựa chọn. Do dự mấy giây, Mạc Ninh khẽ gật đầu lô. Được. Ta cũng có ta yêu cầu, ta muốn bước vào đế tôn cảnh. Mạc Ngưng Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi yêu cầu quá thấp, chờ ngươi ta hợp thể sau đó, ngươi liền sẽ hiểu tu luyện vĩnh bất tận. Để tôn cảnh lại coi là cái gì? Mộ chủ, là hai người chúng ta hộ pháp. Diệp thần nghe được câu này, gật đầu một cái, hai đạo hàn quang lóe lên ra. Chính là cửu U Thí Thiên Thương cùng với Trạm Long Vấn Thiên Kiếm. Một kiếm một thương trôi lơ lửng ở Diệp thần quanh thân. Diệp thần khí tức trên người cũng là không ngừng bùng nổ. Tiểu Hoàng cũng là từ Diệp thần trên bả vai nhảy xuống, quanh thân sắm sét cuốn quanh, gắt gao canh giữ ở cửa hang dịp lăng thiên mặc dù không rõ ràng trước mặt trốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng là hắn vẫn là sử dụng vũ khí là mạc ngưng nhi và mạc ninh bảo vệ hang núi bên trong mạc ngưng nhi đưa tay ra hai tay và mạc ninh xúc đụng nhau bàn tay của nàng tràn ra vô số tinh thần ánh sáng tinh thần ánh sáng vần quanh ở mạc ngưng nhi toàn thân hư ảnh biến mất hang núi đều là một phiến tinh thần mạc ninh không cần có bất kỳ ý chống cự thả ung dung để cho ta tiến vào ngươi thân thể nghe được câu này mạc ninh gật đầu một cái nhắm mắt lông mi mau khẽ run đột nhiên vô số ngôi sao ánh sáng hướng mạc ninh vọt tới thất khiếu lỗ chân lông đan điền đều là một phiến tinh thần mạc ninh huyết mạch tự như đều rõ ràng có thể gặp vô tận tinh thần lực tự như sáng chói ánh sao chiếu sáng hang núi mười giây sau đó tạo thành biến mất chỉ còn lại một đạo thân ảnh chính là mạc ninh mạc ninh mái tóc dài phiêu tán gió lớn tự khởi chung quanh hơi nước ngay tức thì hình thành từng đạo bông tuyết. Đúng cái hang núi lại là chớp mắt bây giờ hóa là hầm băng. Đồng thời, Mạc Ninh Tu Vi bắt đầu không ngừng leo lên. Tốc độ cực nhanh. Luân hồi sống chết, phân thân là ta, thiên đạo mệnh lệnh, mới tại tinh thần. Mạc Ninh môi đỏ mộng khẽ nhúc nhích, tự như nhớ tới nào đó thần chú, rồi sau đó, nàng vậy cấp tốc leo lên cảnh giới rốt cuộc ngừng lại. Cuối cùng dừng lại ở đế tôn cảnh một tầng. Rào 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 rào. Mạc Ninh trong mắt mở ra, lau một cái hồng quang và lạnh như băng lóe lên. Nàng ấn đường lại là xuất hiện một đạo đỏ rực dấu vết, trên người quần áo vậy chẳng biết tại sao hóa là một phiến lửa đỏ. Không chỉ thực lực lột xác, còn có khí chất lột xác. Thậm chí có võ tắc thiên lên ngôi cảm giác. Mạc Ninh ánh mắt lạnh như băng rơi vào dịp thần trên mình, sát ý thu liễm, môi đỏ mộng phát họa một đạo độ công. Phong tình bách mị. Mạc Ninh quỳ một chân xuống, nhẹ giọng nói. Gặp qua mộ chủ. Diệp thần kinh ngạc mấy phần, thất thần chốc lát, hỏi. Vậy ta bây giờ nên gọi ngươi là gì? Mạc Ninh cười một tiếng, quanh thân hàng băng ý biến mất, tự như đóng băng ngàn dặm, một đêm hóa là xuân ý, mộ chủ kêu ta Mạc Ninh đi, dẫu sao ta bản thể không ở nơi này, mà chủ nhân của cái thân thể này là Mạc Ninh, bây giờ nàng nắm trong tay ta hết thảy, còn như trong trí nhớ một ít võ học, còn cần thời gian tỉnh lại. Đại khái cần 7 ngày, 7 ngày sau, nếu như lại đối mặt những máu kia linh tộc cường giả, Mạc Ninh chí ít sẽ không chật vật như vậy. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta liền lúc này nắm trong tay mặt gia, vậy hàng gia đối đãi như vậy mộ chủ, ta cũng nên để cho bọn họ rõ ràng một chuyện. Thời đại thượng cổ, hàng gia địa vị thật ra thì chỉ gả cho ta mặt gia sách dày. Giờ khắc này, mặt ninh bộc phát ra cực mạnh khí thế, tự như thần nữ hạ xuống. Diệp thần nhìn một cái mặt ninh, mới vừa muốn nói cái gì, bên ngoài sơn động nhưng là chấn động lên. Thậm chí liền dịp thần thiết trí che đậy trận pháp tự như vậy không chịu nổi, trực tiếp văng tung tóe mở. Tiểu hoàng hiếp mắt nhìn bên ngoài, mở miệng nói, Xem ra, Mạc Ninh và Mạc Ngưng Nhi vừa người dị tượng kinh động một ít tồn tại. Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại hạt ttps truyền en gạch chéo ngoạn.thuy.dai.thoi.dai. Dài. Chương 952 Thạch Tôn Nguồn Mê truyện audio.com Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, kinh động một ít tồn tại. Dịp thần nhìn về phía bên ngoài cửa hang mặt, trừ chấn động cảm giác trở ra, cũng không có một bóng người chẳng lẽ là còn dư lại huyết linh tộc cường giả hạ xuống tiểu hoàng quanh thân bộc phát ra cực mạnh sấm sét ý không trả lời mà mạc ninh cũng là đi tới dịp thần bên người mở miệng nói mộ chủ cho ta ba phút thời gian dưới mắt hai chúng ta trạng thái vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp ta phải dùng một ít thuật pháp làm giá cưỡng ép dung hợp võ học trí nhớ nếu không đối mặt cường đại tồn tại vẫn không có tư cách nói xong mạc ninh chính là sau khi đi tới mặt ngồi xếp bằng ngừng thở vận chuyển công pháp máu đỏ quần áo bay lên một đạo màu đỏ ánh sáng không ngừng lan tràn ra. Diệp thần từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cửa hang, hắn có thể cảm giác được chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là cái gì? Ước chừng 10 giây sau đó, một đạo che khuất bầu trời bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Thấy bóng đen này, cho dù Diệp thần gặp qua không thiếu cảnh đời cũng bị hết thảy trước mắt sợ ngay người. Đây là một đầu ước chừng trăm mét cao rắn khổng lồ. Thân rắn trên bị từng cục nhô ra đá bao trùm, hiện ra hết dữ tận. Mấu chốt trên đá đang lóe lên u ám ánh sáng từ xa nhìn lại, tự như nối thẳng chân trời. Diệp thần nhìn về phía bên cạnh tiểu hoàng, phát hiện tiểu hoàng trong con ngươi có cực mạnh nghiêm túc ý, theo lý mà nói, tiểu hoàng thân thể huyết mạch có thể là tới từ thượng cổ, ở yêu thú phương diện có thể để cho nó nghiêm túc như vậy đối đãi cực kỳ chi thiếu. Mà trước mắt, hắn có thể cảm giác được tiểu hoàng đối mặt vật này sinh ra nguy hiểm ý, chỗ này những máu kia linh tộc người hắn tạm thời sẽ không tới, chỉ vì vì thế là người này lãnh địa, nếu như không giải quyết tên này, chúng ta muốn đi ra ngoài đều rất khó khăn còn có ta từ người này trên mình cảm thấy thượng cổ huyết mạch, người này lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Nếu như đem ngươi xuất sinh này hàng phục, chỉ ít có thể nghiền ép ba vị đế tôn cảnh. Dù là ở huyết linh bí cảnh, những máu kia linh tộc cường giả muốn động ngươi, cũng không có tư cách. Tiểu hoàng lời nói đang lúc, một đạo lạnh như băng sắc bén bắn tới đây. Chính là vậy rắn khổng lồ thân. Nó ánh mắt vô cùng cái rùng mình, thậm chí để cho hư vương cảnh dịp lăng thiên thân thể cơ hộ cứng nhắc. Suýt nữa đóng băng. Một bầy kiến hôi, nơi đây là ta thạch tôn chi địa, các ngươi có biết xông vào nơi đây là cái gì giá phải trả? Ta như muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Toàn bộ quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Một hồi đến từ bầu trời uy hiếp chi tiếng vang lên. Vô tận sóng âm trực tiếp đem dịp thần trận pháp nổ. Không có trận pháp, diệp lăng thiên trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật. Liên liên dịp thần cũng là lui về phía sau mấy bước, thân thể huyết mạch tự như bị đông cứng. Tiểu hoàng một hơi một tí, phát ra trống giận trầm thấp tiếng. Diệp Thần nhìn một cái bên trong Mạc Ninh, giờ phút này Mạc Ninh có lẽ bị ảnh hưởng, diễn cảm rất là khó khăn xem. Hắn nếu đáp ứng cho Mạc Ninh mấy phút thời gian, tự nhiên muốn làm, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, lần nữa bứt ra một giọt máu tươi. Máu tươi tản ra, lại là ngưng tụ chung quanh thiên địa linh khí, hình thành một đạo màu máu bình phong che chở. Màu máu bình phong che chở mơ hồ có chút tan vỡ dấu hiệu. Chống đỡ không được quá lâu. Thạch Tôn nhìn cửa động mấy người không có phản ứng chút nào, cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu ta ý nghĩa, cũng tốt, trên người các ngươi hơi thở coi như không tệ, cái này huyết linh bí cảnh năng lượng đã không cách nào để cho ta đột phá, nhưng là như đem các ngươi chiếm đoạt, nhiều ít cũng là có thể để cho ta tu vi tăng tiến không thiếu. Dứt lời, thạch tôn chính là từ trên trời hạ xuống, gió lớn múa, quanh thân chiếc xạ ra tia sáng chói mắt. Quanh thân ánh sáng thậm chí uyển như lưỡi đau, nơi chạm đến chỗ, toàn bộ văn tung tóe, cây lớn lại là hóa là nghiền. Tiểu Hoàng nhìn một cái dịp thần, mở miệng nói, tên này, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của nó, nó nhất định chính là một máy hủy diệt máy móc, ta thử một chút xem có thể hay không đối phó mấy phần, nếu như ta có thể đem đối phương hạn chế ở, ngươi sẽ ra tay. Nghe ta hiệu lệnh. Được. Diệp thần cả hai tay phân biệt nắm trảm long vấn thiên kiếm và cửu u thí thiên thương. Trên người huyết khí tràn ngập, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà tiểu hoàng nhưng là phát ra một hồi gầm thét, hướng thạch tôn sông ra ngoài. Ngươi đối thủ là ta, mặc dù ta trạng thái bây giờ chỉ bất quá tiến hóa đến tầng thứ hai, không cách nào phát huy chân chính thượng cổ máu tươi lực, nhưng là ngươi muốn động ta, vậy không như vậy dễ dàng. Tiểu hoàng tự như một đạo lôi điện thoáng qua, ngay tức thì liền là xuất hiện ở thạch tôn sau lưng. Móng vuốt sắc bén trực tiếp vạch qua thạch tôn thân thể, một đạo liệt ngân trực tiếp sanh thành. Thạch tôn hiển nhiên không ngờ tới tiểu hoàng biết nói chuyện, thủ đoạn lại là như vậy kém không đủ. Nó rất nhanh tỉnh hồn lại, thân thể trên không trung dãy dụa, vậy tràn đầy bào già lực lượng cái đuôi, hung hăng hướng tiểu hoàng đập tới. Tiểu hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi thân thể quá to lớn, đối phó loại người hoặc là khác hung thú có lẽ chỉ có dùng, nhưng là đối với ta lại nói, đây là người lớn nhất khuyết điểm. Nói xong, tiểu hoàng vậy màu xanh con ngươi thả ra cùng bạo thần lôi lực, nó lại là mượn thần lôi lực, bay ước chừng mấy chục mét cao, cuối cùng vững vàng rơi vào thạch tôn đỉnh đầu. Mặc dù ta không biết mạng ngươi cửa ở đó, nhưng là nếu như ngươi mất đi thị giác, tất nhiên sẽ rất thống khổ. Thạch tôn nghe được tiểu hoàng nói tiếng nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn hất ra tiểu hoàng, nhưng phát hiện tiểu hoàng ở đỉnh đầu hắn tự như thái sơn đồng thời, lưỡi đao sắc bén kia chi móng mang thần lôi lực, trực tiếp đâm về phía thạch tôn trọng mắt. Lần rồi. Một tiếng, thạch tôn trọng mắt ngay tức thì tiệm nhiễm máu tươi. Máu tươi thậm chí rắc vào tiểu hoàng trên mình. À. Thạch tôn tức giận gầm thét, thân thể bên trong lại là truyền tới cường đại lực phản chấn. Vậy mềm mại cái đuôi lại là hung hãn đập về phía đầu mình lô. Thạch tôn muốn phải không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại tiểu hoàng, tiểu hoàng vốn định hủy diệt thạch tôn con mắt còn lại, nhưng là dưới mắt hiển nhiên không còn kịp rồi gió lớn cắn nuốt, nó biết không cách nào né tránh, chỉ có thể trận to vậy chỉ màu đỏ con ngươi, một cổ quỷ dị lực lượng ở trong thân thể lan tràn. Màu đỏ con ngươi bên trong phản phất có chữ viết cổ xưa lại không ngừng lóe lên. Đinh. Thạch tôn vậy dễ như bẩn lực cái đuôi lại treo ở tiểu hoàng trước mặt, không cách nào tiến về trước chút nào. Cố nhiên như vậy, tiểu hoàng thân thể cũng là đang run rẩy. Hắn màu đỏ con ngươi thả ra lực lượng, là thành lập ở hắn thực lực trên. Bây giờ không có tiến hóa thành cuối cùng hình thái, hiển nhiên không có tư cách nhưng là hết thảy các thứ này cử động, rơi vào thạch tôn trọng mắt nhưng là hoàn toàn bị dọa. Nó biết nó lực lượng như thế nào, một kích này đủ để sánh bằng loài người đế tôn cảnh. Vậy hung thú căn bản không có tư cách ngăn cản. Nhưng là trước mắt vậy là cái gì tình huống? Nhỏ như vậy con kiến hôi lại có thể ngăn được một kích này. Liên liên diệp thần cũng bị kinh hãi, hình ảnh trước mắt quá trung động. Tiểu hoàng thân thể quá nhỏ, lại có thể rung chuyển như vậy tồn tại. Ngay tại lúc này, rung rẩy tiểu hoàng mở miệng nói, Chính là bây giờ, hắn ấn đường. Dịp thần cái này mới tỉnh hồn lại, cũng không nói nhảm, cầm chặt rượu u thí thiên thương, bước chân đạp một cái, cả người hướng thạch tôn đi. Đô thị cực phẩm thần y converter du kiều cầu ủng hộ bộ ta có chiêu thiên vạn giới đồ HTTPS, truyền com gạch chéo ta.co.chu.then.vang.do.do Chương 953 Ẩn nút nguy cơ Nguồn Mê truyện audio.com Converter du kiều cầu ủng hộ phiếu hắn không dám xem thường lại là thi triển ra lâm thanh huyền phá thiên tam tuyệt thương không khí tự như lúc này biến dạng cửu u thí thiên thương ở trong tay tự như linh xa múa lại là vẽ ra một đạo cổ xưa phù văn dài thương phá vỡ phù văn ánh sáng hoàn toàn bùng nổ chiếm đoạt thiên địa như núi lửa phun ra tự như liệt diễm cháy tràn ngập cả thế giới dịp thần thương ý lan tràn dễ như bẩn lực lượng điên cuồng lan tràn dài thương ý lại hóa là vô số đạo sắc bén khí thế kinh khủng ngay tức thì bạo tăng thần lôi, bất diệt lửa, hai đạo lực lượng bao quanh vậy hóa là vô số hạng quan thương ý, hướng Thạch Tôn ấn đường bao phủ đi. Thạch Tôn hiển nhiên cảm thấy không đúng, muốn thoát khỏi tiểu hoàng, nhưng là đã không kịp. Cửu U Thí Thiên Thương bao phủ thương ý ngay tức thì rơi vào Thạch Tôn chỗ hiểm trên. Vậy u ám đá bao trùng miếng vậy trực tiếp phá vỡ, lại là vạch ra một vết thương. Máu tươi chảy như dòng nước, tiệm nhiễm liền Thạch Tôn toàn bộ đầu rắn. Loài người đáng chết, cho ta chết. Thạch Tôn truyền tới một tiếng kinh thiên gầm thét, khí tức trên người bỗng nhiên phóng thích thân thể lại lần nữa tăng vọt thậm chí uyển như núi cao khí thế cường đại lại là đem tiểu hoàng đánh bay ra ngoài tiểu hoàng màu đỏ con ngươi xuất hiện một tia huyết sắc thân thể trên không trung lộn cuối cùng hung hãn nền xuống đất một đạo hố sâu tạo thành một kích này để cho tiểu hoàng thân thể yếu ớt rất nhiều hơn đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì vội vàng hướng diệp thần nói cẩn thận nhưng là là lúc đã chậm thạch tôn dương ra giữ tận miền khổng lồ trực tiếp hướng Diệp thần đụng đi, Diệp thần bước chân nhẹ một chút, muốn rời khỏi, cùng bạo lực trực tiếp hạ xuống. Âm. Diệp thần chỉ cảm thấy tiếng nổ nổ tung mở ra, vô tận đợt khí hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Hắn cả người xương cốt tự như đều bị một cỗ lực lượng đụng nát. Nếu như không phải là hắn tránh ra mấy phần, nếu như chịu đựng toàn bộ lực lượng, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chống cự dưới, Diệp thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là hướng phía sau thụt lùi. Hiển nhiên không địch lại cũng may luyện thể hiệu quả vào giờ khắc này phát huy, thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu Hoàng đi tới Diệp Thần bên người, lại là đứng ở Diệp Thần trên bả vai, tiếp tục nói. Tên này giống như là cốt sát thiết cốt, muốn phá vỡ rất khó, chỉ có đầu mới có thể trọng thương, nhưng là dưới mắt, ta hủy diệt hắn ánh mắt, hoàn toàn chọc giận tên này, thân thể phiền toái hơn. Mạc Ninh còn cần bao lâu? Diệp Thần nhìn một cái hang núi, mở miệng nói. Hai phút. Tiểu Hoàng do dự mấy giây, nói. Được, nhưng là còn dư lại sự việc có thể phải dựa vào ngươi, ta thân thể khỏe xem. Diệp thần ngẩn ra, dựa vào mình. Có ý gì? Còn không có chờ tiểu hoàng nói xong, diệp thần chính là phát hiện tiểu hoàng mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, lại là ngã ở hắn trong ngực. Thậm chí phát ra ngấy khò khò lỗ thanh âm. Tiểu hoàng rốt cuộc lại ngủ. Trời ạ, à, làm sao thời khắc máu chốt lại tục dây xích. Bây giờ muốn một mình hắn ngăn cản, đối mặt thạch tôn, làm sao ngăn trở. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu lại là truyền đến một đạo lạnh như băng gầm thét. Còn kiến hôi, chết. Ngươi đồng bạn phỏng đoán vậy không giúp được ngươi. Nho nhỏ loài người, lại vẫn dám khiêu khích ta Thạch Tôn. Buông cười. Thạch Tôn trọng mắt rét lạnh, hắn đối với tiểu hoàng vậy màu đỏ con ngươi có chút sợ hãi. Bây giờ tiểu hoàng uy hiếp giải trừ, đối mặt dịp thần, nó có tuyệt đối tư cách nắm giữ. Nó muốn hoàn toàn nghiền ép loại này loài người hèn mọn. Thạch Tôn từ trên trời hạ xuống, lần này không có đụng Diệp thần, mà là chui vào dưới chân đất đai biến mất không gặp. Mấy giây sau đó, mặt đất chấn động, Diệp Thần dưới chân hết thảy trực tiếp bị vén lên, Thạch Tôn Dương ra miệng to, muốn cầm Diệp Thần chiếm đoạt. Cho ta cút. Trảm Long vẫn thiên kiếm, tới. Không có tiểu hoàng, Diệp Thần tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết. Kiếm ý và thương ý đồng thời phóng thích. Linh phù chi đạo, thần lôi, bất diệt lửa, thậm chí còn ma khí toàn bộ cùng sạch. Kiếm khí ngang dọc, liệt diễm cuồn cuộn. Thương ý chiếm đoạt, tựa như ma long dịp thần chưa bao giờ đồng thời thi triển qua cái này hai tôn thần binh hiện đang thi triển ngay tức thì hình thành vạn đạo kiếm khí và thương ý tự như mưa to gió giữ giống vậy hướng thạch tôn đi vô số đạo lực lượng điên cuồng đập rơi vào thạch tôn trên mình mặt ngoài đá vỡ vụn mấy phần những lực lượng này đủ để cho rất nhiều hơn yêu thú hóa là một vũng máu tươi nhưng là đối mặt thạch tôn nhưng là căn bản không gây thương tổn được thậm chí thạch tôn vẫn do kiếm khí và thương ý đập trên người lực lượng này có thể ở một con kiến hôi lên bùng nổ đã coi là không tệ, nhưng là ngươi đối mặt là ta, hèn mọn người, chết đi cho ta. Thạch Tôn Dương ra miệng to, vô số đá lớn nhập vào xuất ra ra. Thậm chí mỗi một viên đá lớn đều là ánh lửa lượng lờ. Tự như vẫn thạch đập xuống. Diệp thần hơi biến sắc mặt, cửu u thí thiên thương ở giữa không trung vẽ ra một đạo độ công, hình thành một đạo đỏ thẳm bình phong che chở. Bình phong che chở vốn định ngăn trở, nhưng là tại chỗ vỡ vụn. Cửu u thí thiên thương cũng là tránh thoát diệp thần lòng bàn tay, một cái lộn, vững vàng cắm ở trên mặt đất to lớn lực phản chấn, để cho Diệp Thần huyết khí trong cơ thể phun trào. Khó chịu đến mức tận cùng, Diệp Thần rơi ở trên mặt đất, sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Thạch Tôn cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Diệp Thần cơ hội phản kháng, phát ra một tiếng tự như biến dạng không khí thanh âm, lần nữa hướng Diệp Thần đi. Còn kiến hôi, chỉ bằng ngươi thực lực còn muốn trung chuyển ta. Ngươi có biết ta ở chỗ này sinh tồn bao lâu, nơi này bí cảnh bị khai thiên tích địa lúc đó, chính là ta ra đời ban đầu, ta từ một đầu con rắn nhỏ hấp thu nơi này máu linh khí, dung hợp nham thạch khu, ta bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Cái này há là ngươi cái này chờ vô danh tiểu bối tùy tùy tiện tiện có thể rung chuyển. Ta ở chỗ này không biết sống sót nhiều ít năm, mà ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi chỉ bất quá hấp thu 20 năm linh khí, ngươi như vậy tồn tại, giết và bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Một tiếng gầm lên dưới, thạch tôn liền là xuất hiện ở dịp thần trước mặt, hắn vậy đầy là đá miếng vậy thậm chí tránh thoát thân thể, hóa là từng cây một kim thép bắn về phía dịp thần. đậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Loài người hèn mọn, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được tuyệt vọng, cảnh giới của ngươi quá thấp, vẹn vẹn chỉ đủ ta nhét kẻ răng mà thôi. Ta biết trong sơn động tồn tại, mới đủ ta hấp thu, chờ giải quyết ngươi, ta lại đạp bằng hang núi. Giờ khắc này, thạch tôn tự như nắm trong tay hết thảy. Nó ở nơi này huyết linh bí cảnh trong ra đời, nó sau người bất kỳ cũng rõ ràng nơi này quy tắc, nó mỗi một cái cử động đều là gián hợp trong bí cảnh lực lượng quy tắc. Diệp thần nhìn vậy rậm rạp chăng chiệt sát ý cuồng sạch mở ra, cố không được quá nhiều, cố nén vết thương trên người đau hắn muốn kêu gọi cửu u thí thiên thương nhưng không có cơ hội bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng trảm long vấn thiên kiếm sử dụng vạn kiếm quy tông hôm nay diệp thần lần nữa sử dụng trần thiên lê một kiếm này khí thế kinh người một kiếm ra hóa là vạn đạo kiếm ý tự như mưa sao rơi vậy thiên địa động lại kiếm ý tự thành lãnh vực vô số kiếm ý thời gian đảo mắt và thạch tôn sát ý đụng vào nhau tiếng nổ thật to vang khắp bụi đất văng lên vạn trượng che khuất bầu trời đô thị cực phẩm thần y e converter du kiều cầu ủng hộ bộ ta có chiêu thiên vạn giới độ hạt ttps truyền com gạch chéo ta chấm co chấm chu chấm then chấm, chấm vang chấm do chấm do chương 954 cơ duyên nguồn mê truyện audio com converter du kiều cầu vốt cao nhớ qua web mới được đồng thời dịp thần cảm giác được cái gì trong tay trảm long vấn thiên kiếm bay ra ngoài rất hiển nhiên trảm long vấn thiên kiếm muốn là dịp thần đánh một trận tổn thương chủ nhân người phải giết. Cửu ưu Thí Thiên Thương cố nhiên so Trảm Long Vấn Thiên kiếm phẩm cấp cao hơn, nhưng là nếu bàn về độ phù hợp cùng với trung thành trình độ, không có vũ khí có thể cùng Trảm Long Vấn Thiên kiếm sánh bằng. Trảm Long Vấn Thiên kiếm bay vào bụi đất bên trong, biến mất không gặp. Diệp Thần muốn đem Trảm Long Vấn Thiên kiếm bắt hồi, nhưng phát hiện căn bản không thể nào. Cố nhiên Trảm Long kiếm mạnh mẽ, đối mặt loại này cự thú cũng là không có phản kháng quyền lợi à, thậm chí có thể sẽ xảy ra chuyện. Xé kéo. Một khắc sau, Thạch Tôn nhưng là phát ra một trận phẫn nộ gầm thét tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Vô số đợt khí lăn lộn, vậy che phủ tầm mắt bụi mù trực tiếp biến mất. Diệp thần tầm mắt rõ ràng, chính là thấy được Trảm Long vấn thiên kiếm ở thạch tôn quanh thân lượng lờ. Mỗi nhất kích đều là mang lực lượng mạnh nhất chém vào thạch tôn trên mình. Chỉ nghe gặp kim thiết giao minh tiếng, nhưng là nhưng không có chút nào tổn thương. Một thú một kiếm không ngừng đụng chạm. Trảm Long vấn thiên kiếm khiêu khích hoàn toàn chọc giận thạch tôn. Thạch tôn thân thể dao động, sát ý tựa như ngút trời thế chiếm đoạt hết thảy cuối cùng dương ra miệng to trực tiếp đem trảm long vấn thiên kiếm nuốt vào diệp thần sắc mặt không đúng chỉ có một tia liên lạc vậy đột nhiên biến mất trảm long vấn thiên kiếm đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu từ ninh ba đến tỉnh chiết giang rồi đến kinh thành thậm chí còn bây giờ côn lôn hư trảm long vấn thiên kiếm tự như một người đồng bạn và hắn sống vai tác chiến bây giờ đột nhiên mất đi liên lạc diệp thần tâm thần căng thẳng thạch tôn nhìn diệp thần dáng vẻ dẫu cợt nói còn kiến hôi ngươi không biết thật cảm thấy một thanh kiếm có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì đi thật là buồn cười bây giờ liền kiếm ngươi cũng trở thành ta thức ăn không biết loại tâm tình này như thế nào lời nói vừa dứt hạ thạch tôn nụ cười chẳng biết tại sao đột nhiên cứng ngắc hắn chợt cúi đầu xuống nhưng là phát hiện mình cổ trở xuống lại sinh ra một vết thương một đào thật nhỏ vết máu rất miễn cưỡng ra rồi sau đó một thanh kiếm trực tiếp từ vết máu trong bay ra ngoài làm sao có thể thạch tôn thấy cái này vết kiếm căn bản không tưởng tượng nổi như vậy loài người hèn mọn linh kiếm lại có thể phá ra nó thân thể nó gắt gao nhìn chằm chằm trảm long vấn thiên kiếm nhưng là phát hiện trảm long vấn thiên kiếm lên lại bao quanh một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang cực kỳ quý dị đây là luân hồi ánh sáng dịp thần thấy trảm long vấn thiên kiếm bay ra thở ra một hơi luân hồi ánh sáng hắn tự nhiên vậy chú ý tới trảm long vấn thiên kiếm trên người ánh sáng cái này không giống với côn lôn hư bất kỳ một đạo lực lượng nếu quả thật phải nói xem ngược lại là và luân hồi mộ địa trong trăm tọa mộ bia ở giữa năng lượng có chút đến gần chẳng lẽ cái này cái gọi là luân hồi ánh sáng và luân hồi mộ địa có liên quan dẫu sao trảm long vẫn thiên kiếm một mực nhét vào luân hồi mộ địa bên trong dịp thần năm ngón tay nắm chặt muốn đem trảm long vấn thiên kiếm thu hồi lại nhưng phát hiện hai người bây giờ vẫn không có liên lạc hắn chú ý tới trảm long vấn thiên kiếm trên người luân hồi ánh sáng dần dần biến mất thân kiếm vô cùng ảm đạm tự như mất đi sức sống Diệp Thần vội vàng vận chuyển chân khí, đem lực lượng tác dụng với hai chân trên. Cả người vượt qua là mười mấy mét cao. Vừa định cầm Trảm Long vấn thiên kiếm, một đạo sức lực gió tấn công tới. Chỉ gặp Thạch Tôn cái đuôi dẫn đầu xuất hiện ở Trảm Long vấn thiên kiếm trước mặt, cái đuôi cuốn lên, vô số đá lớn bay ra, trực tiếp đem Trảm Long vấn thiên kiếm bọc. Trảm Long vấn thiên kiếm tựa như bị phong ấn ở một tảng đá lớn bên trong. Thạch Tôn biết bây giờ Trảm Long vấn thiên kiếm không có bất kỳ uy hiếp, liền trực tiếp một hớp nuốt vào. Một giây kế tiếp, chính là hướng diệp thần phóng tới. Ở nó xem ra, hết thảy đầu sỏ đều là diệp thần. Thằng nhóc này hẳn phải chết. Ngay tại nó cấp tốc đến gần diệp thần thời điểm, hàng núi bên trong xuất hiện một đạo thông thiên chùm tia sáng. Một cổ cực kỳ ưu việt hơi thở sông lên trời. Sau đó một tiệc áo đỏ thiếu nữ trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ba phút thời gian đến. Chính là yêu thú, lại dám đối với mộ chủ ra tay, tự tìm cái chết. Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng, chu vi 5 km tự như đóng băng trên bầu trời xuất hiện từng cơn hoa tuyết. Rồi sau đó, Mạc Ninh cổ tay rung một cái, lòng bàn tay lại bay ra một chui băng hàng kiếm, hướng dịp thần bắn tới. Trao. Sắc bén chật lóe lên, kiếm khí ngang dọc thiên hạ. Lau một cái sương máu, tự hồ nhiễm đỏ chân trời vương hà. Thạch tôn thân hình lão đảo một cái. Lần này, chút nào không phòng bị dưới, đụng phải phi kiếm tập kích, mắt thường có thể thấy được, thạch tôn né người da thịt bị hoàn toàn xé ra một đạo dữ tận vết thương phơi bày, đỏ thẳm máu tươi, như suối phun sông ra. Hống. To lớn đau đớn, để cho đá này tôn phát ra một hồi rên rỉ. Nó tự nhiên ý thức được thiếu nữ áo đỏ đáng sợ, sâu đậm nhìn lướt qua thiếu nữ áo đỏ, chính là chuẩn bị rút lui. Nếu như không có bị thương, nó có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ căn bản không có thể. Mặt Ninh trên cao nhìn xuống nhìn thạch tôn phải đi, cười lạnh một tiếng. Muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Tường băng tuyệt thế, nàng ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng bắt pháp quyết mặt đất chấn động trong không khí dọc nước lại là không ngừng hội tụ bốn phương tám hướng lại hình thành từng ngọn tường băng phong bế thạch tôn đường đi tường băng lại là không ngừng tụ lại hung hãn hướng thạch tôn đè đi mạc ninh từ trên trời cao rơi xuống trong tay băng kiếm tự như hóa là trăm trượng ngang trời đánh xuống bây giờ nàng ở đế tôn trên nàng ở luân hồi mộ địa và trăm vị đại năng tiếp xúc đối với võ học lĩnh ngộ vượt xa hết thảy trừ phi những cái kia đế tôn cảnh trong hậu kỳ cường giả người bình thường muốn rung chuyển, tuyệt không thể nào. Xé kéo. Ở thạch tôn sợ trọng mắt bên trong, kiếm ý trực tiếp chém ở thạch tôn cái đuôi trên. Bên ngoài thân đá trực tiếp hóa là bột. Kiếm ý kéo dài, máu thịt mơ hồ. Một cái đuôi trực tiếp bị chém đứt. Thạch tôn phát ra một tiếng kêu gào, lại cũng không đoái hoài tới hết thảy, dương ra miệng to, khạc ra một khối màu xanh linh thạch. Linh thạch nổ tung, cùng bạo năng lượng hướng Mạc Ninh cuồng sạch đi. Mạc Ninh ngẩn ra, kinh ngạc nói. Quyết linh tộc đồ ngươi tại sao có thể có? Ở mặt ninh thất thần đang lúc, thạch tôn kéo động nó vậy to lớn tràn đầy máu tươi phần đuôi, chui vào lòng đất. Mắt xem thì phải không có vào, dịp thần một bước bước ra, nằm ngón tay bắt được thạch tôn thân thể. Giống vậy tiến vào lòng đất. Trảm Long vấn thiên kiếm vẫn còn ở thạch tôn trong bụng, hắn tự nhiên không thể nào để cho tên này dễ dàng rời đi. Mộ chủ. Mạc Ninh thoát khỏi trước mặt thanh quan, rơi trên mặt đất, nhưng là phát hiện trên đất trừ một vũng máu tươi, đừng không khác mộ chủ hòa bị thương thạch tôn đều biến mất. Đáng chết. Mặt Ninh đồ đỏ trôi dạt, quanh thân cuộn sạch ra cực mạnh khí thế, theo mặt đất hố sâu cuối cùng đi tới một chỗ vách đá bên bờ. Nàng nhìn cơ hồ vạn thước trên không, con người nghiêm túc. Xem ra thạch tôn yêu thú này đem mộ chủ dẫn tới vách đá dưới, vách đá chung quanh có một đạo thượng cổ trận pháp, ta không quen thuộc, tùy tiện phá vỡ tất nhiên hại mộ chủ. Chỉ có thể ở chỗ này chờ, vậy thạch tôn như vậy trọng thương muốn uy hiếp mộ chủ hẳn không có thể, đây có lẽ là mộ chủ ở huyết linh bí cảnh một nơi cơ duyên. Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé hạt TTPS, com gạch chéo ta chấm bang, chấm song chấm tông chấm dàm, chấm dọc chấm vi. Hòn THE Chương 955 Thần bí thiếu nữ Nguồn Mê truyện audio com Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ phiếu vách đá dưới. Dịp thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn cảm giác đầu có chút đau. Toàn thân cao thấp xương thật giống như đã rời vậy hắn mơ hồ nhớ thạch tôn từ vách đá dưới rơi xuống hắn thân thể lướt qua vách đá núi cao chót vót không ngừng trật xuống nếu như không phải là hắn luyện thể mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi diệp thần hít thở sâu một hơi cảm thụ một chút cùng luân hồi mộ địa liên lạc hết thảy vẫn còn ở tiểu hoàng cũng ở đây luân hồi mộ địa ngủ rất cảm giác trừ thương thế trở ra không tính là quá tệ cao không đúng còn có trảm long vấn thiên kiếm diệp thần con ngươi co rút một cái vận chuyển chân khí chợt đứng lên hắn lúc này mới nhớ tới súng mục đích. Hắn thậm chí liền đang dược cũng không có ăn vào, trực tiếp đảo mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Có dại mọc um tùm, linh khí lượng lờ. Vô số đá lớn tán lạc ở chung quanh, còn mang một tia máu tươi. Tất nhiên đến từ Thạch Tôn. Chỉ tiếc, Thạch Tôn sớm đã không có bóng dáng. Trên mặt đất có một cái rất dài vết máu, Thạch Tôn trọng thương, hẳn không đi được quá xa. Diệp thần rồi mới từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít đan dược, vừa định ăn vào, dư quan nhưng là chú ý tới cái gì, cấp tốc hướng một phương hướng đi. Chân hắn bước rất mau dừng lại, con ngươi lộ ra khiếp sợ, bởi vì trước mặt là một mẫu ruộng linh dược. Nơi này linh thảo cực kỳ hiếm thấy, linh khí bức người. Thậm chí không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc giá trị. Một khi dùng những thảo dược này luyện chế đan dược, hiệu quả kinh người. Mấu chốt như vậy đất hoang vu tại sao có thể có những thứ này? Như vậy sắp hàng chỉnh tề, căn bản không giống như là hoang dại, càng giống như là người là. Còn như thạch tôn loại này yêu thú, tự nhiên không thể nào. Chẳng lẽ dưới vách đá còn có những người khác, dịp thần trong lòng nghĩ tới chỉ có hai loại có thể, một cái là hàng gia lão tổ, vì kia trải qua thượng cổ đại chiến hàng vân. Một loại khác có thể chính là huyết linh tộc mấy vị kia ông già. Bất kể là ai, dịp thần vậy không quan tâm. Hắn đối với hàng gia và huyết linh tộc vị kia cũng không việc gì kính ý, nếu như không phải là luân hồi mộ địa đại năng yêu cầu, hắn mới có thể hay không tiến vào cái địa phương quỷ quái này. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần liền bắt đầu đem những linh thảo này toàn bộ thần trọng tháo xuống, lại là bỏ vào luân hồi mộ địa. Hắn dám khẳng định, trước mặt những dược liệu này, bất kỳ một bụi vứt xuống côn lông hư hội đấu giá, chính là giá trị liên thành tồn tại. Nhặt được bảo. Ước chừng 10 phút, Diệp Thần liền đem một nửa dược liệu cùng sạch sạch sẽ, thậm chí chuẩn bị tìm thời gian luyện chế một ít thượng cổ đan dược. Hắn bây giờ thành tựu hư cấp đan sư, nếu như phối hợp những dược liệu này, luyện chế thượng cổ đan dược, đối với sau này chiến đấu trăm lợi mà không một hại ngay tại dịp thần hái điên cuồng đang lúc, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo tức giận tiếng. Ngươi là ai? Tại sao phải trọng nhà ta dược liệu? Dịp thần thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn cứng ngắc. Trộm? Những dược liệu này có chủ. Mấu chốt đây tựa hồ là một dòng bé gái. Cái này huyết linh bí cảnh còn ở những người khác, trời ạ, à, dịp thần xoay người, chính là thấy một cái cô gái đồ vàng. Thiếu nữ nhìn như 17-18 tuổi, con người linh động, khác có một cổ động lòng người khí vận một đôi tim tay chỉ hắn, hạo gia như ngọc, chiếu sóng xanh, liền như trong suốt vậy. Thiếu nữ đôi đôi mày liễu như công tháng, hai đàm hoàng đồng tự như tinh thần. Mũi quỳnh xinh đẹp tự như thanh tháng, môi đỏ chứa chu thi đấu anh đào. Hỏi ngươi nói đâu, ngươi một người đàn ông không xấu hổ, tại sao phải trọng nhà ta dược liệu, nếu như không phải là ta nghe được động tĩnh, phỏng đoán đều bị ngươi lấy xong rồi, nhanh lên giao ra. Nếu như bị sư phụ biết, đầu ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Thiếu nữ cố nhiên uy hiếp, thậm chí nghe dậy thanh âm còn có chút tức giận. Nhưng là dịp thần có thể cảm nhận được đối phương lời nói có lòng tốt và tò mò. Giống như lại đối mặt một cái từ bên ngoài đến loài vậy. Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Còn nữa, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nơi này đã nhiều năm không có tới người, một ngàn năm. Vẫn là lâu hơn. Thiếu nữ to mày, tự hồ ở đến cái gì? Dịp thần buông xuống thủ hạ mới vừa hái được bộ phận kia thảo dược, chắp tay. Chân thực ngại quá, ta lấy là nơi này là thiên nhiên sinh trưởng. Nếu như xúc phạm ta nguyện ý bồi thường. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Những thứ này đều là ta vất vả chủng lên, ngươi cũng biến thành như vậy, thường thế nào, ta buổi tối làm thức ăn gì? Làm thức ăn. Diệp thần thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu. Những thứ này giá trị liên thành thảo dược dùng để làm thức ăn, đây cũng quá phí của trời đi. Máu chốt loại vật này cũng không nhập vị à, có chút mùi vị thậm chí có thể nói là cổ quái. Vì xác định thiếu nữ thân phận, Diệp thần hay là hỏi. Không biết sư phụ ngươi nhưng mà họ hàng thiếu nữ tự hồ rất là đơn thuần, lắc đầu một cái. Ta sư phụ mới không họ cái này đây. Huyết linh tộc. Diệp thần lại hỏi. Thiếu nữ nghe được huyết linh tộc cái này ba chữ, nguyên bản đơn thuần diễn cảm, ngay tức thì biến thành sát ý, trong tay rút ra một chui nhỏ kiếm, trực tiếp hướng diệp thần tới. Ngươi nhưng mà huyết linh tộc những tên bại hoại kia. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta cũng sẽ không vĩnh cửu khốn nơi này, sư phụ nói, thấy huyết linh tộc, hoặc là chạy, hoặc là giết. Diệp thần nhìn thiếu nữ nhỏ kiếm, không có bất kỳ né tránh, nằm ngón tay dương ra, trực tiếp cầm nhỏ kiếm. Hắn cố nhiên bị thương, nhưng là thiếu nữ tu vi một mắt liền nhìn ra, liền thánh vương cảnh cũng không có. Thiếu nữ gặp kiếm trong tay bị cầm, thẹn quá thành giận, mới vừa muốn động thủ, Diệp thần liền buông lỏng tay, giải thích. Vì cô nương này, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới từ huyết linh tộc, ta và huyết linh tộc cũng chết địch, xuất hiện ở nơi này cũng coi là bị huyết linh tộc bắt buộc. Thiếu nữ dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ Diệp thần mấy giây, cuối cùng đem kiếm thu hồi thật giống như huyết linh tộc đều là lão đầu, ngươi căn cốt mới 20 hơn tuổi, quả thật không thể nào, còn có trên mình ngươi phàm là cây, những tên đáng ghét kia cũng không biết thu ngươi làm đồ đệ. Diệp thần Diệp thần trong lòng cố nhiên không nói, nhưng là chí ít xác định một chuyện. Trừ hàng gia lão tổ và huyết linh tộc trở ra, cái này huyết linh bí cảnh hẳn còn có những người khác, thiếu nữ trước mắt hẳn không có địch ý, thậm chí có chút ngốc manh, tình thương tương đối thấp, sợ rằng hồi lâu không có cùng người tiếp xúc. Thiếu nữ nhìn một cái những dược liệu kia, thúc giục, ta biết trên mình ngươi có không gian cất đồ, mau đưa dược liệu trả cho ta. Nếu không, nếu không ta liền nói cho sư phụ đi. Diệp thần suy nghĩ một chút, mình hành vi quả thật coi là trộm, nhưng là dược liệu một khi rút ra, liền mất đi hoạt tính, không thể nào lại trồng xuống. Luân hồi mộ địa đặc thù, có thể chứa dược liệu, để cho dược liệu giữ nhất mới mẻ trạng thái, nếu như lấy ra, những dược liệu này giá trị sẽ gặp giảm bớt nhiều. Thiếu nữ là dùng để làm xong cơm, không biết cầm ngoài giới đồ trao đổi như thế nào. Diệp thần không do dự nữa, nói vị cô nương này nếu không ta bồi ngươi một ít thứ đi dược liệu đã mất đi hoạt tính lấy ra chỉ biết bất lợi còn nữa những dược liệu này liền làm ta thiếu ngươi một cái ân huệ như thế nào sau này ngươi có thể để cho ta làm bất kỳ ba sự kiện nói xong dịp thần chính là lấy ra một ít hoa hạ thức ăn bởi vì kỹ lâm yêu cầu hắn luân hồi mộ địa trong đóng cơ hồ một ngọn núi đồ thiếu nữ nhìn trước mặt thức ăn đôi mi thanh tú một nhăn mày có chút cảnh giác hoặc giả là từ tò mò cầm lên một chai đồ uống đây là cái đồ gì Diệp thần tạm thời bây giờ không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói Người uống một hớp thì biết, vật này là chúng ta nơi đó đặc sản Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé hạt ttps truyền com gạch chéo ta bang son tong dọc chấm vi hon the Chương 956 Không thể nại hà Nguồn Mê truyện audio.com Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được thiếu nữ do dự mấy giây, bởi vì không biết như thế nào mở ra, trực tiếp nhỏ kiếm chém một cái, chính là phá vỡ nhựa bình. Sau đó, lấy ra một cây ngân châm tiến hành thử độc, xác định không độc sau đó, chính là nhấp một miếng. Rất nhanh, trong mắt xuất hiện mừng rỡ và kích động, lại là uống mấy hết. Hàng năm ở chỗ này, lấy dược liệu và linh thảo làm thức ăn, nếm được hoa hạ một ít thứ, tự nhiên kinh là trời vật. Dẫu sao công lôn hư người chỉ biết là tu luyện, mà người bên ngoài không hiểu tu luyện, chỉ có thể đem mắt tiêu đặt ở chế tạo thức ăn ngon lên cái đó. Vật này là như thế nào để luyện? Chẳng lẽ là sư phụ nói thánh thủy? Dịp thần thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì làm thức ăn quan hệ, dịp thần ngược lại là và thiếu nữ quen thuộc mấy phần. Vật này ngươi còn có nhiều ít, ngươi cầm đi ta dược liệu, đây chính là chúng ta tốt mấy tháng thức ăn, liền những thứ này đổi, không có lợi lắm. Dịp thần biết rõ là mình lượng tiện nghi, chính là lấy ra một cái rương lớn cho thiếu nữ. Thiếu nữ thấy rương lớn, hô hấp tự như cũng dồn dập, ngón tay nhẹ một chút cái rương chính là biến mất hiển nhiên là thu vào không gian cất đồ đã như vậy người ta bây giờ liền tất cả không thiếu nợ nhau những dược liệu kia ta cũng không cần dẫu sao ta không chỉ chỗ này ruộng thuốc người nơi nào tới trở về đi đâu đi còn như vậy ba cái điều kiện ta không là gì chỉ như vậy thiếu nữ rất sợ diệp thần trở quẻ xoay người chính là bước nhanh hướng chỗ sâu đi diệp thần tự nhiên không thể nào để cho đối phương rời đi dẫu sao cô gái này là diệp thần ở chỗ này duy nhất người quen biết muốn tìm được thạch tôn đối phương nhất định có đầu mối cô nương chờ một chút diệp thần lời nói vừa dứt thiếu nữ chính là xoay người khá là địch ý nói ngươi chẳng lẽ là muốn trở quẻ sư phụ nói một khi giao dịch thành công liền không thể tái biến quẻ nếu không thì là vi phạm đạo nghĩa giang hồ diệp thần lắc đầu một cái nói thẳng vì cô nương này ta kêu diệp thần ta là bất ngờ tới nơi này ta đối với chỗ này không quen mang ta tới nơi này là một đầu kêu thạch tôn yêu thú trên người nó mọc đầy đá lớn mặt ngoài miếng vẫy cũng là đá, thân hình khổng lồ, không biết cô nương có hay không gặp qua. Thiếu nữ thở ra một hơi, trán giãn ra, nói. Người nói vật kia, ta biết, đi bắt đi đại khái năm ngàn bước, liền có thể thấy một nơi hang động, huyệt động kia chính là yêu thú này chỗ ở. Chỉ bất quá yêu thú này thật giống như bị thương, ta lúc tới thấy trên người nó đang chảy máu, phỏng đoán sẽ nổi điên. Diệp thần con ngươi vui mừng, cũng không để ý thiếu nữ, chính là bước nhanh hướng phía bắt đi. Đối với Diệp thần mà nói, Trạm Long Vấn Thiên Kiếm mới là dưới mắt máu chốt này này này, ngươi đi tìm tên kia làm gì? Sư phụ cũng không để cho ta đến gần tên kia, ta nhiều năm như vậy cũng không dám và tên kia chạm mặt, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đi tìm nó. Diệp thần căn bản không có để ý tới, thiếu nữ nhìn một cái diệp thần hình bóng, suy tư mấy giây, vẫn là đi theo lên. Năm phút sau đó, diệp thần chính là thấy được thiếu nữ nói hang núi. Cửa hang bề ngoài có từng đạo đá lớn đường vân. Đường vân phong cách cổ xưa, phản phất là tới từ thượng cổ dấu vết. Động búng máu tươi đầm đìa, thậm chí bên trong truyền đến từng đạo gầm thét tiếng. Diệp thần con ngươi hiếp lại, đem mới vừa rồi hái thảo dược lấy ra mấy bụi, trực tiếp ăn vào. Hắn quanh thân hiện lên một tia ánh sáng màu vàng, thân thể thương thế khôi phục cực nhanh. Sau đó, hắn chính là lấy ra cửu u thí thiên thương, hướng cửa hang chỗ sâu đi. Ai? Một đạo gầm thét vang lên, bên trong động bóng tối, xuất hiện một đôi lạnh như băng ánh mắt, bắn thẳng đến diệp thần. Chính là thạch tôn. Diệp thần cảm giác mình hô hấp đã tăng nhanh bất quá hắn có thể cảm nhận được thạch tôn thương thế cực kỳ nghiêm trọng thậm chí ngay cả động đều là xa cầu tiểu súc sinh lại là ngươi đây là ta động phủ ngươi là như thế nào tìm được thạch tôn lời còn chưa nói hết diệp thần trong tay cửu u thí thiên thương chính là mang một đạo lạnh như băng hàng mang và thần lôi độ công bắn ra trạng thái suy yếu thạch tôn thân thể ngay tức thì biến dạng ra một vết thương ngươi cái này loài người hèn mọn lại dám tổn thương ta chờ ta khôi phục ta định đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc tức giận gầm thét vang lên lần nữa Diệp thần hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ căn bản không có tư cách phản kháng, ngươi mặt ngoài thân thể lưu động màu máu khí lưu hiện đang chữa ngươi thân thể, nhưng là một khi phá hoại, không biết sẽ có hiệu quả gì, nói thật, ta thật thật tò mò. Thạch Tôn nghe được Diệp thần những lời này, trong mắt xuất hiện vẻ kiên kỵ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ta huyết mạch và thân thể đặc thù, ngươi không giết chết ta. Diệp thần nhìn lướt qua chung quanh, lạnh lùng nói. Ta kiếm đâu? Thạch Tôn liếc một cái Diệp thần, tuyệt đối không nghĩ tới, tên này lại vì một thanh kiếm truy đuổi xuống vách đá người điên không được hắn đồ sổ há miệng một cái một khối mực đen nham thạch trực tiếp khạc ra nham thạch lại là vỡ vụn ảm đạm trảm long vấn thiên kiếm trực tiếp xuất hiện ở diệp thần trước mặt diệp thần con ngươi vui mừng năm ngón tay nắm chặt trảm long vấn thiên kiếm liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn có thể cảm giác được một tia yếu ớt liên lạc mặc dù tìm được nhưng là trảm long vấn thiên kiếm tổn thương ngô tức thời gian ngắn muốn sử dụng căn bản không có thể cũng may dịp thần tinh thông đúc kiếm, chỉ cần cho hắn đầy đủ vật liệu, tu bổ không tính là quá khó khăn. Bây giờ ngươi đồ lấy được rồi, có thể rời đi đi, nếu như ngươi muốn giết ta, không ngại thử một chút, bất quá ngươi nghĩ rõ ràng giá phải trả. Dịp thần đem trảm long vấn thiên kiếm thu cất, mới vừa muốn nói chuyện, một giọng nói nhưng là từ luân hồi mộ địa trong truyền tới. Bên trái có một nơi ngăn bí mật. Mở ra. Dịp thần ngẩn ra, đây là huyết thất giả dạ thanh âm, hắn thấy có lạ hay không? Hắn hướng bên trái vách tường đi tới, gõ mấy cái, quả nhiên phát hiện một nơi ngăn bí mật ngăn bí mật trực tiếp mở ra thạch tôn diễn cảm hoàn toàn dữ tợn trong lòng tự như tung lên sóng gió kinh hoàng ngươi phải làm gì ngươi làm sao biết chỗ này hắn nhớ tới thân phản kháng nhưng phát hiện căn bản không có tư cách diệp thần không để ý đến đưa tay ra đem ngăn bí mật bên trong đồ bắt ở lòng bàn tay đây là một cái long lanh trong suốt bầu hồ lô bề ngoài có đường vân không giống như là người là luyện chế cho diệp thần cảm giác giống như thiên nhiên tạo thành vậy đây là cái đồ gì Diệp thần hỏi huyết thất giả nói. Lần này huyết thất giả ngược lại là trả lời mau. Thằng nhóc, đây có thể là đồ tốt, không chỉ có thể tu bổ ngươi thương thế, hơn nữa đối với ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt không nhỏ. Vật này lại kêu thạch linh hồ, những thứ này thạch linh hồ nhưng mà đi qua vạn năm năm tháng thúc dục phát, tập hợp thiên địa tinh hoa thai ngén ra. Đây là thiên địa báu vật. Không kém chút nào một ít cường đại đang dược. Như vậy thạch linh hồ, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ sẽ để cho người tranh bể đầu. Thậm chí ta có thể nói, thạch linh hồ giá trị sau ngươi vậy ở bên ngoài lấy được tất cả thảo dược còn muốn quý trọng nếu như ngươi không tin có thể mở ra bầu hồ lô uống một hớp ngươi liền có thể rõ ràng ta nói diệp thần đối với thạch linh hồ cũng không được rõ nhưng là huyết thất dạ như vậy lời nói nhất định không sai được hắn không do dự nữa mở ra thạch linh hồ nắp, vừa mới chuẩn bị uống một hớp một đạo xinh đẹp ảnh liền là xuất hiện ở diệp thần trước mặt đá này linh hồ ngươi không thể uống muôn ngàn lần không thể xinh đẹp ảnh bắt được thạch linh hồ trong mắt cực kỳ lạnh như băng. Chính là bên ngoài gặp cô gái kia. 13. Converter du ung kêu cầu ủng hộ bộ đế quốc la mã thần thánh này nhé hạt ttps. truyền n.công gạch chéo chấm cuộc la ma thang thanh Chương 957 Đáng tiếc Nguồn Mê truyện audio.com Converter du ung kêu cầu ủng hộ phiếu dịp thần nhìn thiếu nữ trước mặt, kinh ngạc nói. Ngươi làm sao tới? mấu chốt dịp thần từ đầu tới cuối không có phát hiện đối phương xuất hiện ở bên người quá quỷ dị diệp thần bây giờ thực lực chân chính xa không dứt thánh vương cảnh như thế đơn giản mà thiếu nữ cảnh giới không cao theo lý mà nói chỉ cần thiếu nữ đến gần diệp thần trăm mét trong khoảng hắn cũng có thể phát hiện nhưng là hôm nay nhưng là đột nhiên xuất hiện duy nhất có thể chính là thiếu nữ trên người có che đậy hơi thở bảo vật vật này ngươi không thể ăn vào bên trong năng lượng quá mức cuồng bạo sư phụ nói qua để tôn cảnh cường giả cũng không nhất định có tư cách chịu đựng càng không cần phải nói ngươi sư tỷ ta năm đó chính là phát hiện loại vật này bất ngờ ăn vào, sư phụ dùng hết thủ đoạn vẫn không thể nào đem nàng cứu về, ta không muốn ngươi vậy đi lên con đường này. Thiếu nữ nháy mắt, vô cùng đơn thuần, diễn cảm thậm chí có chút nghiêm túc. Diệp thần biết đối phương không có nói láo, hắn đối với thiếu nữ còn có chút hảo cảm, chỉ tiếc, loại người này chỉ thích hợp cái này huyết linh bí cảnh. Một khi ra huyết linh bí cảnh, cung lôn hư những cái kia lục đục với nhau đủ để hại chết cái cô gái này. Hắn không có câu trả lời thiếu nữ, mà là hỏi hướng luân hồi mộ địa huyết thất giả. Tiền bối, vật này thật như vậy liệt tính, ta có thể ăn vào sao? Huyết thất giả cười lạnh một tiếng. Vậy để tôn cảnh ăn vào, tất nhiên không cách nào chịu đựng, nhưng là ngươi sao, quả thật có thể. Hơn nữa ngươi chỉ có thể ăn vào một hớp, một khi qua tính, ngươi thân thể và huyết mạch cũng không cách nào chịu đựng. Còn nữa, sau khi ăn vào, phải lập tức đem thân thể ngươi lực lượng bao trùm toàn thân, bảo vệ tâm thần, nếu không thiên vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Diệp thần có huyết thất giả trả lời khẳng định, chính là nhìn về phía thiếu nữ. Cô nương, ngươi ý tốt tâm lĩnh, nhưng là vật này ta vẫn là muốn thử một lần dù là bạo thể mà chết cũng cùng cô nương không có bất luận quan hệ gì thiếu nữ nhìn dịp thần khẳng định ánh mắt biết khuyên cũng không có dùng huống chi nàng và cái này người thanh niên chỉ bất quá mới vừa quen người khác sống chết cùng nàng không liên quan sư phụ vậy từng nhiều lần yêu cầu nàng nếu như thấy những người khác phải cẩn thận còn như hiền lành vĩnh viễn chỉ biết hại người tùy ngươi thiếu nữ xoay người có chút không vui ánh mắt rơi vào bị thương thạch tôn trên mình quét nhìn sư phụ để cho nàng cảnh giác người bây giờ không có phản kháng chút nào năng lực thạch tôn cũng là chú ý tới thiếu nữ hắn cười lạnh một tiếng cô gái nhỏ xem ra ngươi đối với thạch linh hồ rất hiểu nhưng là có vài người nhưng không biết để tôn cảnh cường giả uống một hớp chất lỏng bên trong cũng không nhất định có nắm chắc chịu đựng cái này không biết sống chết tiểu tử nhưng là mưu toan hấp thu bên trong năng lượng thật là buồn cười thiếu nữ liếc một cái thạch tôn nơi này không cần ngươi nói chuyện nếu như ngươi thời kỳ toàn thịnh ta có lẽ sợ ngươi nhưng là dưới mắt Ngươi chỉ ít cần trăm năm thời gian khôi phục, cái này trăm năm. Ngươi nếu lại muốn giết người, căn bản không có thể. Ta xem ngươi trước hay là mình quản tốt mình. Thạch Tôn ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại liếc mắt liền nhìn ra mình khôi phục cần thời gian. Hắn lại đột nhiên chú ý tới thiếu nữ trên người dược liệu hơi thở, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô thành tiếng. Ngươi đến từ Thánh Thảo Cốc, không sai được. Ngươi mùi trên người và lão thái bà kia giống nhau như đúc thiếu nữ nghe được thánh thảo cốc cái này ba chữ, mềm mại trong mắt ngay tức thì đổi là lạnh như băng. Sau đó năm ngón tay một bản, một đạo ánh sáng bắn ra, một cây ngân châm trực tiếp bắn về phía thạch tôn miệng to bên trong, ngân châm ở thạch tôn trong miệng lại là âm âm bùng nổ, hình thành một đạo cổ xưa phù văn. Hoàn toàn phong ấn. Thạch tôn lâm vào yên tĩnh, muốn lên tiếng nhưng phát hiện căn bản không có thể. Thiếu nữ hai tay chấp sau lưng, kiêu ngạo mười phần. Lời của ta mới vừa rồi rất rõ ràng, ta thực lực mặc dù không giết được ngươi, nhưng là để cho ngươi yên lặng trăm năm hay là làm lấy được. Tay cầm thạch linh hồ diệp thần tự nhiên chú ý tới thiếu nữ và thạch tôn hết thảy, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường thiếu nữ này. Thiếu nữ tùy tùy tiện tiện bắn ra ngân châm liền không phải là phàm vật. Xem ra cái này thánh thảo cốc ở huyết linh bí cảnh trong có chút lai lịch. Còn như thiếu nữ sau lưng sư phụ chỉ sợ cũng không phải cái gì hiền lành, nếu không cũng sẽ không để cho thạch tôn như vậy ăn tất. Thiếu nữ đưa mắt lần nữa rơi vào diệp thần trên mình. Ngươi gọi là diệp thần đúng không, nếu ngươi thật cố ý muốn thử nghiệm, ta cũng không cản ngươi. Nể tình ngươi và ta từng có giao dịch phân thượng, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ là ngươi lập bia, vậy coi là cho sau khi ngươi chết ăn một tên nhà. Thiếu nữ nói xong, chính là tựa vào trên tường, từ không gian cất đồ lấy ra một lá cây, ngậm trong miệng, trong mắt nhắm lại, tự như cái gì cũng không nhúng tay nữa. Diệp thần cũng không để ý, ngồi xếp bằng, nhìn một cái trong tay thạch linh hồ, trực tiếp mở ra. Một cổ linh khí nồng nặc ngay tức thì từ bên trong tràn ra. Đậm đà đến đúng cái hang núi tựa như bị linh khí vần quanh đá này linh hồ vậy coi là ta ở huyết linh bí cảnh một nơi cơ duyên, bất kể là đối kháng hàng gia, cũng hoặc là một tháng sau và kính nước tiên sinh đánh một trận, ta thực lực đều phải tăng trưởng. Cái này huyết linh bí cảnh phải thành là ta ván câu. Muốn từ huyết linh tộc cường giả trong miệng khiêu ra một ít quan hệ đến luân hồi mộ địa đồ, chỉ có thực lực. Lời nói rơi xuống, dịp thần chính là ngửa đầu, trực tiếp đem thạch linh hồ dơ lên, một hớp chất lỏng màu vàng trực tiếp chui vào thân thể. Xuyên qua toàn thân. diệp thần vốn cho là còn có hòa hoãn thời gian, lại không nghĩ rằng, chất lỏng này chui vào thân thể nháy mắt liền giống như là nham thạch nóng chảy vậy, toàn bộ thân thể đều bị nóng bỏng. Thậm chí để cho Diệp Thần không cách nào hô hấp. Có một cái chớp mắt như vậy gian, tự như rơi vào chỗ chết. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới thiếu nữ khuyên nhủ, để tôn cảnh đều không cách nào chịu đựng, mình lại coi là cái gì. Diệp Thần mặc lộ dữ tận, lại là phát ra thống khổ sơ hờ nở ín. Hắn cảm giác mình thân thể tự như cũng thuộc về nổ tung trạng thái, tùy thời thì phải nổ bể ra trong cơ thể cháy cảm giác càng làm cho diệp thần trên người đồ dạo phố trực tiếp cháy hết. Nửa người trên trực tiếp quan, lộ ra cơ hồ vóc người hoàng mỹ. Chỉ bất quá hắn vậy vóc người hoàng mỹ lên, xuất hiện từng đạo tự như nham thạch nóng chảy tê liệt dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ như vậy, trên khuôn mặt cũng vậy. Từng đạo nham thạch nóng chảy dấu vết, có chút giống hoa hạ một khoảng cuộc thi thể thao trong trò chơi lửa năm nhân vật. Dựa vào ở hang núi thiếu nữ nghe được dịp thần sờ hờ nờ mở mắt ra, khi thấy diệp thần thống khổ dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái con đường này là ngươi mình chọn trạng huống của ngươi so sư tỷ ta còn nghiêm trọng hơn phỏng đoán không chống nổi một phút đi à đáng tiếc chờ những cái kia ngoại giới thức ăn ăn xong phỏng đoán lại phải lấy dược liệu làm thức ăn ta thật ăn đủ vốn đang lấy là sau này có cơ hội đi ngoại giới xem xem bây giờ nhìn lại ta duy nhất biết người ngoại giới vậy phải bỏ mạng ở chỗ này thật là tiếc nuối thiếu nữ than thở một tiếng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại nàng không thích máu càng không thích nhìn người khác chết thảm ở trước mặt. Mà xa xa thạch tôn trọng mắt nhưng là lộ ra khinh thường, hắn cố nhiên không cách nào nói chuyện, nhưng là nhìn trong lòng cười nhạt liền liền. Ngu mụi loài người, loại này tồn tại ở thượng cổ bảo bối, nhưng mà các ngươi những thứ này hèn mọn sinh vật có thể chiếm đoạt cùng hưởng thụ. Converter du ung kêu cầu ủng hộ bộ đế quốc la mã thần thánh này nhé hạt ttps. truyền com gạch chéo chấm la ma chấm than thanh. Chương 958 Luân hồi ánh sáng Nguồn mê truyện audio com converter du ung kiều cầu vốt cao nhớ qua web mới được vốn là muốn chờ ta khôi phục lại chém giết ngươi bây giờ nhìn lại chính ngươi liền tự tay cầm mình đưa lên tuyệt lộ không biết sống chết diệp thần bị tất cả mọi người không coi trọng dù là chính hắn hắn quá khó chịu thân thể tự như bị thể chất lỏng bên trong khống chế muốn phun ra cũng không thể ngưng tụ sức toàn thân mau ngay tại diệp thần ý thức phải bị nổ nát thời điểm một đạo khí lực đầy đủ thanh âm ở trong đầu nổ vang quyết thất dạ. Diệp thần lúc này mới nhớ tới cái gì, đang điện bên trong, linh khí tràn ra toàn thân, hình thành một đạo bình phong che chở. Không chỉ như vậy, trong cơ thể thiên đạo thần lôi trực tiếp nổ tung mở ra. Vô số sấm sét vần quanh toàn thân, thời khắc này Diệp thần chính là lôi đạo chân quân. Bất diệt lửa, ngươi vậy đi ra. Diệp thần một tiếng trống giận, hắn quanh thân nhưng là bị ngọn lửa bọc. Thậm chí, bất diệt lửa còn thuận thế chui vào Diệp thần lỗ chân lông, đi chống cự trong cơ thể lực lượng. Diệp Thần lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều hơn, chỉ ít thanh tĩnh. Mấy phút sau, một bên thiếu nữ mở mắt ra, nàng phát hiện tưởng tượng nổ tung cũng không có phát sinh. Làm nàng tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, tự nhiên thấy một bộ quỷ dị hình ảnh. Sấm sét, ngọn lửa, chân khí, thậm chí còn luyện thể lực cũng cuốn quanh ở Diệp Thần quanh thân. Bốn loại không cùng thuộc tính lực lượng lại xuất hiện ở một người thanh niên trên mình. Thiếu nữ trong mắt trợn to. Làm sao có thể? Nàng mặc dù tiếp xúc người rất ít, nhưng là cơ bản con đường tu luyện vẫn là rõ ràng. Diệp thần trên người những thuộc tính này căn nguyên lực đều không phải là giống vậy tồn tại. Sấm sét chính là thần lôi. Ngọn lửa càng không phải là vậy ngọn lửa. Tên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ so sư tỷ còn lợi hại hơn? Còn không có chờ thiếu nữ tỉnh hồn lại, diệp thần trong cơ thể lại truyền tới một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang. Một giây kế tiếp, một cái huyết long chui ra diệp thần thân thể. Huyết long xông phá hết thảy trói buộc. Hang núi trực tiếp vỡ vụn ra vô số đã lớn lăn xuống. Sau đó huyết long chính là đi tới dịp thần bên người, bàn tha ở dịp thần quanh thân, lạnh như băng trọng mắt ngưng mắt nhìn thạch tôn và thiếu nữ. Ngự long người. Lần này, thiếu nữ chân không cách nào bình tĩnh. Nếu như trước mặt hết thảy đều có thể hiểu, nhưng là trong cơ thể huyết long nhưng là để cho nàng nhớ lại sư phụ đã từng là một câu nói. Ngự long người, côn luân đế tọa, huyết linh ác mộng, luân hồi chi đạo. Cái này 12 chữ, sư phụ lặp lại cơ hồ ngàn năm. Nàng không hiểu hàm nghĩa, nhưng là sư phụ nhưng nhiều lần nhấn mạnh, nàng sở dĩ không rời đi huyết linh bí cảnh, chính là chờ đợi vị kia ngự long người. Chẳng lẽ sư phụ nói người nọ chính là Diệp Thần? Thiếu nữ hoặc giả là bởi vì kích động, ngực lên lên xuống xuống, gần sóng vĩ đại. Nàng muốn đi hỏi Diệp Thần, nhưng là nghĩ đến Diệp Thần trạng thái, vẫn là ngừng bước chân. Nếu như ngươi thật lấy cảnh giới bây giờ chống nổi đi, ta nhất định phải mang ngươi đi gặp sư phụ. Thiếu nữ quyết định mà giờ khắc này Diệp Thần chính là dùng hết toàn lực ngăn cản trong cơ thể lực lượng cùng bạo thạch linh. Hắn thân thể đã xuất hiện vết rách, thậm chí máu tươi rỉ ra. Nếu như không phải là những lực lượng này và huyết long dặn co, hắn chỉ sợ sớm đã hóa là một đạo sương máu. Thằng nhóc, thời gian xong hết rồi, chờ một hồi thạch khéo léo lực lượng sẽ gặp tiếng vào ngươi thức hải, tiếp theo hoàn toàn phải dựa vào ngươi ý chí, ngươi như vác không xuống, sẽ rất nguy hiểm. Cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, ngươi như cường đại hơn, đây là duy nhất đường tắt, ta mới vừa nói ngươi có thể chịu đựng, nhưng là có một chút không có nói rõ, ngươi tỷ lệ thành công chỉ bất quá không. Một phần trăm. Diệp thần nghe được huyết thất dạ những lời này, thiếu chút nữa bạo thô tục. Không chấm một phần trăm. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được, Diệp thần đã cảm giác được vậy lực lượng cùng bạo tự như xông vào hắn thức hải. Tự thành một đạo không gian. Thời gian và không gian tự như vào giờ khác này đình trệ. Trong bóng tối, phản phất có một cổ ý chí cường đại, giờ phút này hướng diệp thần trấn áp tới vậy một cổ ý chí giống như núi cao vậy một cổ ý chí mênh mông nhân thương khung vô biên vô tận ở đó một cổ ý chí dưới diệp thần chỉ cảm thấy mình bất quá là muối bỏ biển lại có một loại không nhìn được quỳ xuống sùng bái xung động hắn rất rõ ràng đây cũng là vậy thạch khéo léo bổn nguyên lực lượng hắn coi giữ thần hồn và thức hải tự như đi tới vậy một nơi không gian sắc mặt tái nhợt cơ hồ không có màu máu chung quanh hết thảy chỉ có bóng tối lại tự như vực sâu vạn trượng vô tận uy áp bao phủ tới, Diệp Thần cơ hồ muốn tan vỡ. Ta phải rời đi. Diệp Thần đầu óc vô cùng thanh tĩnh, lời nói vừa dứt, một đoàn nóng bỏng năng lượng bắt đầu từ bóng tối chỗ sâu tới. Thạch Linh. Thạch Linh kinh khủng kia năng lượng, tự như hóa là một đạo hỏa diễm mắt. Trong bóng tối gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Thần. Loại cảm giác này để cho Diệp Thần rận cả tóc gáy, quá khó chịu. Thánh Vương cảnh. Thế giới bên ngoài là thế nào, liền Thánh Vương cảnh rác rưới cũng có thể chiếm đoạt ta. Buông cười ngọn lửa kia mắt ngay tức thì hóa là một đạo đỏ thẫm bóng người, trên cao nhìn xuống nhìn. Trong mắt bên trong đều là khinh thường, tự như đối đãi con kiến hôi. Hắn lại là đi tới dịp thần trước người, ngừng mắt nhìn dịp thần. Thấy ta, vì sao không quỳ? Đỏ thẫm bóng người mở miệng nói. Vô tận hờ hững tràn ngập. Chỉ riêng mấy chữ, để cho dịp thần đầu óc tự như nổ tung, đau khổ tột cùng. Dịp thần ngẩng đầu lên, nhìn vậy đạo đỏ thẫm bóng người, cười nói. Ta vì sao phải quỳ ngươi, ngươi chắc là thạch linh hồ ở giữa tồn tại đi ta ăn vào ngươi chỉ cần có thể chịu đựng liền đủ đi cảnh giới cao thấp lại có cái gì chẳng qua diệp thần mà nói để cho đỏ thẩm bóng người con ngươi hiếp lại có ý nghĩa con kiến hôi chỉ bất quá ngươi cảm thấy ngươi chịu nổi bất quá ngươi thân thể không có văn tung tóe xem ra đây cũng là ngươi ỷ vào chỗ chỉ tiếc thần hồn cũng không giống nhau ngươi mạnh hơn đi nữa thần hồn và thức hải nhưng là vô cùng yếu ớt ta như muốn chúng bể chúng thì nhất định phải bể đỏ thẩm bóng người một tiếng trống giận, cả thế giới uy áp tự như toàn bộ đè ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần thân thể lại truyền tới đùng đùng thanh âm. Không chỉ như vậy, Diệp Thần rõ ràng phát hiện hắn thức hải lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Một khi vỡ vùng, thức hải biến mất. Thần hồn bị thương nặng hoặc là hủy diệt, dù là không hủy, hắn cũng chỉ có thể là một cái hoạt tử nhân mà thôi. Không chịu nổi một kích con kiến hôi, ngươi thân thể làm bẩn ta, đã như vậy, ta liền đem ngươi xóa đi. Để cho ngươi thân xác thành là ta vĩnh cửu dụng cụ ngoại giới diệp thần khóe miệng và lỗ mũi cũng trịnh ra máu tươi thân thể lại là không ngừng run rẩy huyết long phát giác không đúng tức giận gầm thét nhưng là không có bất kỳ tác dụng thiếu nữ thấy diệp thần thất khiếu cũng máu tươi rỉ ra lòng bàn tay đều là mồ hôi trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng chẳng lẽ thật vất vả đến khi một cái ngự long người cuối cùng hóa là bò cũng hoặc là nói cái này kêu diệp thần người cũng không phải là sư phụ trong miệng tồn tại bây giờ Diệp Thần đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan, dù là thân thể không nổ tung, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc. Ngay tại nguy cơ lúc đó, vậy không gian bên trong Diệp Thần thần hồn đột nhiên tràn ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, lại là bao trùm mở. Converter du kêu cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé hạt TTPS, truyền com gạch chéo toi chấm cung trung y. Chương 959 Không dám tin tưởng Nguồn Mê truyện audio.com Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ phiếu sau đó, một đạo dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Diệp thần nhìn trên người ánh sáng, ngay tức thì nghĩ tới điều gì? Bởi vì tia sáng này và mạc ninh ban đầu trên người ánh sáng có chút tương tự. Hình như là luân hồi ánh sáng. Và luân hồi mộ địa có liên quan. Dòng nước ấm qua, như lâu hạn trời hạn gặp mưa, dễ chịu diệp thần quanh thân máu thịt. Cái loại đó hỏng mất cảm giác bị đuổi. Mặc dù như cũ thừa nhận nghiền ép, nhưng là, tối thiểu, nhưng là không có chết uy hiếp. Vậy đó thẩm bóng người tự nhiên cảm thấy mình uy áp và hạn chế tự như bị phá hủy, làm tầm mắt rơi vào diệp thần trên người ánh sáng nháy mắt, diễn cảm cực kỳ dữ tợn. Đây là căn nguyên lực, hắn tại sao có thể có căn nguyên lực? Dù là đế tôn cảnh cũng không cách nào nắm trong tay. Người rốt cuộc là ai? Căn nguyên lực. Diệp thần nhíu mày một cái, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện quanh thân bao trùm ánh sáng lại hướng đỏ thẩm bóng người đi. Tự như giống như là một đôi bàn tay, trực tiếp hướng đỏ thẩm bóng người bắt đi đồng nghiệp, toàn thân hắn máu tươi tự như bắt đầu sôi trào. Đỏ thẩm bóng người nhận ra được không đúng, vội vàng tiêu tản ra, lại là hướng bóng tối chỗ sâu chạy trốn. Nó giá trị cố nhiên liên thành, thậm chí lực lượng mạnh mẽ, nhưng là đối mặt căn nguyên lực, nó cũng không có bất kỳ tư cách à cùng ung. Đỏ thẩm bóng người tiêu tán đang lúc, vậy hai bàn tay cũng là bỗng nhiên mở rộng, càng tự như xuyên thấu hư không, trực tiếp đem tiêu tán hết thảy bắt xoay tay lòng. Luân hồi đứng đầu, nhưng mà ngươi chờ con kiến hôi có thể rung chuyển. Ngươi là luân hồi đứng đầu tăng lên tu vi, hẳn là ngươi chờ vinh hạnh. Hư không bên trong lại là truyền đến một giọng nói, rồi sau đó, luân hồi ánh sáng không ngừng thu nhỏ lại. Lại trực tiếp đem vậy đỏ thẳm ánh sáng hình thành một viên tương tự đang dược tồn tại. Rồi sau đó, luân hồi ánh sáng bao quanh đang dược, đi thẳng tới diệt thần trước người. Chiếm đoạt. Hư không bên trong bất thình lình truyền tới một giọng nói. Diệp thần thần hồn có chút kinh ngạc, thanh âm này không phải tới từ huyết thất dạ, vậy không giống như là đến từ luân hồi mộ địa đại năng vô cùng xa lạ nhưng là đối phương tại sao phải giúp mình còn nữa luân hồi ánh sáng tại sao có thể có thanh âm ngươi là ai diệp thần hỏi vậy luân hồi ánh sáng dừng lại chốc lát thanh âm cứng nhắc mở miệng nói chờ ngươi có tư cách đối kháng huyết linh tộc những tên kia rồi hãy nói bây giờ ngươi không xứng thấy ta ta dung hợp tại mạch máu ngươi ngươi nhất định đúng mạch máu ngươi và thiên phú rất kinh ngạc đi ngoại giới nói ngươi phàm là cây nhưng là những con kiến hôi kia vĩnh viễn cũng không biết mạch máu ngươi đáng sợ cỡ nào mạch máu ngươi bây giờ thuộc về ẩn nút trạng thái một khi tỉnh lại côn lôn hư cũng hoặc là càng phía trên vị kia cũng không có tư cách trung chuyển đá này linh coi như là một phần lễ vật hy vọng chúng ta có thể ở trong vòng 10 năm gặp mặt diệp thần nhìn trước mặt hư không quan trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng đây là hắn lần đầu tiên và huyết mạch như vậy đến gần luân hồi mộ địa đại năng nói qua huyết mạch hắn và phạm căng nhưng là mỗi một lần đều là điểm đến thì ngưng mà giờ khắc này thanh âm này hiển nhiên áp đảo luân hồi mộ địa quy tắc trên hơn nữa đối với huyết mạch hắn vô cùng rõ ràng. Tiền bối, ngoại giới đều nói ta là phàm căng, không cách nào kiểm tra, ta cũng không biết ta huyết mạch có cái gì đặc thù, không biết có thể hay không là ta tháo ra nghi ngờ, dù là chỉ là một đơn giản câu trả lời. Hư không bên trong thanh âm do dự ước chừng 10 giây. 10 giây yên tĩnh đối với dịp thần tựa như một thế kỷ. Cuối cùng, hư không bên trong vẫn là khạc ra mấy chữ. Mới tại luân hồi, rốt cuộc luân hồi, hoang cổ thánh tổ, tại ngươi linh thân, đây cũng là ngươi câu trả lời mong muốn, ngươi nếu quả thật muốn cái tên chữ, bây giờ tạm thời liền kêu luân hồi huyết mạch đi, thân thể ngươi trong ẩn nút huyết mạch có một cái đại bí mật. Ngươi thật lấy là luân hồi mộ địa sẽ vô duyên vô cớ lựa chọn ngươi cái này hàng tỷ tinh thần, có ít người tồn tại quá miểu nhỏ, dù là trái đất cũng là hèn mọn tồn tại, nhưng là lại không nghĩ rằng, như vậy hèn mọn địa phương, lại có sự tồn tại của ngươi. Tốt lắm, có một số việc ta không tiện nói nhiều, còn dư lại giao cho ngươi, mau sớm bước vào đế tôn cảnh đi, đến lúc đế tôn cảnh, ngươi liền có thể thấy chân chính thế giới rộng lớn nói xong, luân hồi ánh sáng liền biến mất, mà vậy đỏ thẩm đang dược bị diệp thần ăn vào. Nháy mắt tức thì, vậy cùng bạo năng lượng tự như ngừng lại. Lại là tự như hóa là vạn trượng tinh thần bao trùm mở. Thật là cường đại năng lượng. Không chờ diệp thần suy tính càng hơn, đột nhiên hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, diệp thần cảm giác được mình thân thể tự hồ bị biến dạng vậy. Có một cổ cường đại vô cùng năng lượng, đang xông vào mình trong thân thể, di động ở bảy kinh tám mạch cái này một cổ năng lượng cực kỳ bá đạo, dường như muốn đem mình thân thể hoàn toàn phá hoại. Bên trong đan điền, luồng khí xoáy lăn lộn. Quanh thân nguyên khí, hóa là nước lũ, từ đan điền và 36 huyệt khiếu lao nhanh ra, như thiên quân vạn mã, hướng vậy một cổ xâm lấn năng lượng chiếm đoạt đi. Diệp thần thân thể, đã hóa là một cái chiến trường. Hai cổ năng lượng giao phong, ở bên này mở ra. Luyện hóa cho ta. Tình huống bất quá là thoáng chậm tách ra thôi, Diệp thần không dám khinh thường chút nào. Toàn lực khống chế mình năng lượng, hướng vậy một cổ xâm lấn năng lượng chiếm đoạt đi. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đột phá hơi thở cực kỳ đậm đà. Diệp thần bây giờ làm không biết cái này một cổ bá đạo năng lượng kết quả từ chỗ nào tới. Nhưng là, hắn rất rõ ràng, nếu có thể đủ luyện hóa cái này một cổ năng lượng, mình lấy được chỗ tốt, đem không có thể tưởng tượng. Từng cổ một năng lượng từ đang điện lao nhanh ra, cuối cùng lần nữa hội tụ đang tại ruộng bên trong. Mỗi một lần tuần hoàn, diệp thần bên trong đang điền chân khí, cũng động lại một phần mỗi một lần chu thiên vận chuyển diệp thần thực lực cũng tăng lên một chút ừ diệp thần phát hiện mình lại có thể dễ như trở bàn tay đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ hơn nữa không có bất kỳ dừng lại còn đang đột phá sợ rằng lần này đột phá muốn nói tạm biệt thánh vương cảnh diệp thần trên người đột phá ý càng ngày càng đậm trên bầu trời lại là mây sắm cuồn cuồn thiếu nữ và thạch tôn tự nhiên phát hiện diệp thần trên người khác thường biểu tình của cô gái tự như động lại từ đột phá hơi thở tới xem Diệp thần hiển nhiên là hấp thu ở trong đó năng lượng. Làm sao có thể? Thằng nhóc này chỉ bất quá thánh vương cảnh à? Ban đầu sư tỷ của mình cơ hồ để tôn cảnh cũng chịu đựng không dưới, kết quả thằng nhóc này lại thật thông qua. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Thạch tôn diễn cảm vậy tự như gặp quỷ. Sứ mạng của hắn liền là thủ hộ đá này linh hồ. Hắn sau người bất kỳ cũng rõ ràng vật này có đáng sợ giường nào. Điều không vinh dự này có thể gọi thành thánh nước, càng có thể nói là độc dược chỉ riêng một giọt liền có thể hủy đi một cái sinh mạng nhưng là dưới mắt thằng nhóc này không chỉ uống còn chịu đựng được bên trong năng lượng thạch tôn không dám tin tưởng hắn thân thể thậm chí đang run rẩy trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần hắn có thể cảm giác được rõ rệt diệp thần tu vi ở đột nhiên tăng mạnh biến hóa hắn muốn ngăn cản nhưng phát hiện không thể nào nếu như bây giờ không ngăn cản sau này còn muốn bóp chết tuyệt không thể nào Converter ung kêu cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé hạt TTPS, truyền .com, gạch chéo tòi cung. Trung Y Chương 960 Vượt qua Nguồn Mê truyện audio com Converter ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, thiếu nữ tự hồ phát giác cái gì, con người đông lại một cái, móng tay bắt pháp quyết, một đạo phù văn trực tiếp từ lòng bàn tay bắn ra. Phù văn rơi vào thạch tôn trên mình, ngay tức thì hóa là một đạo kim sắc lưới lớn vây khốn thạch tôn thạch tôn hơi biến sắc mặt hắn có thể cảm giác được tấm lưới lớn này đối với hắn uy hiếp thiếu nữ mặc dù cảnh giới không cao nhưng là trong tay pháp bảo quá mức quỷ dị phỏng đoán và lão thái bà kia quan hệ không cạn nghiệt xúc ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi sát ý trong lòng người này ngươi không thể động nàng là người ta hoặc giả là cảm thấy những lời này có hơi quá thiếu nữ lại bổ sung ta phải dẫn hắn gặp sư phụ vô luận như thế nào sau đó thiếu nữ chính là mấy bước bước ra đi tới diệp thần bên người nhỏ kiếm lấy ra đồng thời tay trái xuất hiện mấy tờ phù văn. Những phù văn này là sư phụ tự tay giao cho nàng bảo toàn tánh mạng. Bên trong cất dấu sư phó mấy đạo lực lượng, dù là đối mặt đế tôn cảnh cường giả đều có thể có đánh một trận tư cách. Bỏ mặt trả giá cao gì, nàng đều phải bảo vệ dịp thần. Mà giờ khắc này dịp thần hoàn toàn không biết bên ngoài hết thảy. Hắn cảnh giới đã vững vàng dừng lại ở phản hư cảnh. Thánh vương cảnh mấy cái cảnh giới nhỏ trực tiếp vượt qua. Mấu chốt trên người đột phá hơi thở còn không có dừng lại. Thạch linh hồ quá nghịch thiên đây chính là đế tôn cảnh ăn vào nghịch thiên vật, bây giờ bị thánh vương cảnh diệp thần bắt lại, hiệu quả chỉ biết hơn nữa đáng sợ. Diệp thần có thể cảm giác đến mình trong cơ thể tự như hóa là tinh không mênh mông. Vô số năng lượng chính là tinh thần. Hắn thậm chí cảm giác mình thân thể hóa là vũ trụ trung tâm, tất cả lực lượng đều ở đây vây quanh ở đang điền xoay tròn. Công lôn hư thiên tài chân chính, vượt qua một cái cảnh giới lớn có thể cần một năm cũng hoặc là mười năm. Nhưng là dịp thần bây giờ tốc độ đột phá có thể dùng kinh người để hình dung. Người khác mười năm thời gian, ở hắn nơi này chỉ bất quá cần mấy phút. Diệp thần ở trên con đường tu luyện, có thể nói là thua ở xuất phát tuyến trên. Dẫu sao hắn tu luyện thời gian quá ngắn, năm 6 năm mà thôi. Nhưng là hắn có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên tồn tại, hơn nữa thanh âm kia nói lời nói. Quyết mạch hắn từ trạng thái ngủ say, một khi tỉnh lại, chính là bao trùm ở vô số cường giả trên. Đây cũng là hắn lá bài tẩy. Giờ khắc này Diệp thần lòng tin nổ tung. Bàn lượng quanh quanh thân huyết long lại là tránh thoát Diệp thần thân thể, xuyên thấu hang núi trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Chuẩn bị hấp thu vô tận lôi kiếp. Diệp thần như vậy tốc độ tu luyện, truyền tới ngoại giới, cũng phải cần tung lên mưa gió chứ. Diệp thần đã đột phá đến phản hư cảnh tầng thứ tư. Tốc độ dần dần chậm lại. Thạch khéo léo lực lượng vậy hấp thu hơn nữa. Luân hồi mộ địa ở giữa huyết thất dạ cũng là cảm nhận được diệp thần dị biến, con người co rút một cái. Xem ra thằng nhóc này tới huyết linh bí cảnh là tới đúng rồi, phỏng đoán phản hư cảnh muốn không được bao lâu cũng sẽ phá vỡ cuối cùng kém không nhiều hẳn có thể ổn định ở hư vương cảnh. Bước vào hư vương cảnh sau đó, tiểu tử này lá bài tẩy và năng lực, đối mặt đạo nguyên cảnh cũng hoặc là đế tôn cảnh cũng không biết chật vật như vậy. Hôm nay coi như là hoàn toàn lột xác đi. Huyết thất giả thần sát ngưng trọng, rơi vào trăm tọa mộ bia trên. Chúng ta đem vô số kỳ vọng ký thác thằng nhóc này, khoảng cách cuộc chiến tranh kia càng ngày càng gần. Chúng ta có thể hay không còn sống từ nơi đó đi ra đều là ẩn số. Bất quá, ta nguyện ý tin tưởng thằng nhóc này chờ hắn đột phá đến hư vương cảnh, ta có lẽ cũng nên trước thời hạn gặp hắn một chút, hắn chắc trước mặt có tư cách học tập ta võ học. Cái đó bảy đêm thần quân thần thoại cũng nên kéo dài. Lời nói rơi xuống, huyết thất dạ lại trở về mộ bi bên trong. Phản phất từ không tồn tại qua. Diệp thần khí tức trên người còn không có dừng lại. Một tiếng sau đó, đã ổn định ở phản hư cảnh đỉnh cấp. Khoảng cách hư vương cảnh chỉ bất quá một bước xa. Diệp thần hô hấp cũng dồn dập. Hư vương cảnh. Xa không với tới mơ ước một khi bước vào hư vương cảnh, lại đối mặt kính nước tiên sinh, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Dù là đối mặt hàng gia, hắn như bùng nổ toàn lực, cũng có đánh một trận vốn. Diệp thần trong cơ thể sóng lớn vỗ vào bờ. Hoặc giả là bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh, hắn thân thể có chút không chịu nổi. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tự như thân thể đang đứng ở bên bờ tan vỡ. Thỉnh thoảng, liền có thể nghe được dịp thần trong cơ thể truyền tới từng trận thanh âm thanh thúy, hắn quanh thân xương cốt và máu thịt, tự hồ ở tan vỡ và gây dựng lại chính giữa không ngừng qua lại. Đây thật là địa ngục vậy hành hạ. Lỗ chân lông bên trong, một chút xíu máu tươi rỉ ra, động lại, tróc ra. Thời gian trôi qua, như vậy quá trình không ngừng qua lại. Thân hình so với ban đầu, gầy đi một vòng, nếu như cẩn thận xem xét, có thể thấy dịp thần thân thể, ở năng lượng tàn phá dưới, mơ hồ rung rẩy. Có lẽ một khắc sau chính là địa ngục, chân chính địa ngục cũng có thể, thiên đường cửa, lúc này mở ra. Ý chí trở thành giờ phút này mấu chốt nhất tồn tại. Hư vương cảnh, phá cho ta. Mà đến lúc này, Diệp thần vậy rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được hư vương cảnh vậy một tầng bình phong che chở tồn tại. Một tiếng thét dài, bát phương gió động. Trong cơ thể năng lượng ngay tức thì bùng nổ, như vũ trụ bào già, như núi lửa phun ra. Thân thể chỗ sâu nhất truyền tới một hồi tiếng nổ, Diệp thần thân thể kịch liệt trung rẩy. Phóc thử. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn thần sắc tái nhật liền không biết nhiều ít. Lại tới. Một lần đánh vào hiển nhiên không cách nào thành công. Oanh. 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 Một lần đánh vào thất bại, vậy thì một lần nữa. Thất bại hai lần. Còn có lần thứ ba. Trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, quanh thân lỗ chân lông tràn ra máu tươi, nhiễm đỏ thân thể. Mỗi một lần vượt qua ải, dịp thần thân thể cũng không nhìn được kịch liệt trung rẩy. Rốt cuộc ở thứ 21 lần, dịp thần thân thể suýt nửa vỡ nát vậy hư vương cảnh trở ngại lúc này phá vỡ. Cái này vô tận năng lượng toàn bộ tràn vào đan điền. Diệp thần phát hiện mình đan điền hoàn toàn thay đổi. Tự như thái cực bát quái vận chuyển. Không ngừng mở rộng, trước nếu như nói là hồ, vậy bây giờ chính là đại gian sông lớn. Những linh khí này đủ để thi triển một ít võ học hơn ngàn lần. Loại cảm giác này quá đã. Hư vương cảnh một tầng. Diệp thần mở mắt ra, mừng rỡ vạn phần. Thạch khéo léo lực lượng toàn bộ tiêu hao. Liền bước hai cái lớn cảnh diệp thần quá thỏa mãn hắn nhìn về phía cách đó không xa thạch linh hồ chỉ riêng một hớp thì có như công hiệu này nếu như mình lại nuốt vào có thể hay không bước vào đế tôn cảnh hoặc giả là nhận ra được diệp thần ý tưởng huyết thất già cười lạnh nói thằng nhóc đá này linh hồ đồ vật bên trong chỉ có thể giúp ngươi một lần đột phá lần sau còn muốn như đột phá này căn bản không có thể huống chi đột phá quá nhanh vậy không phải là chuyện tốt căn cơ bất ổn cuối cùng vẫn là đi về phía hủy diệt. 13 converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé hạt ttps truyền com gạch chéo điêu chấm thu chấm tam chấm y chương 961 lạc nguồn mê truyện audio com con converter du ung kiều cầu ủng hộ phiếu diệp thần nghe được huyết thất giả nói tiếng nói cũng là gật đầu một cái một hớp dưới có thể bước vào cảnh giới như vậy hắn đã rất thỏa mãn nếu như lại bước vào quả thật đối với mình bất lợi tiếp theo hắn chỉ cần đem hư vương cảnh lắng động xuống liền đủ rồi. Diệp thần đứng lên, ánh mắt rơi vào là mình hộ pháp thiếu nữ trên mình, hắn vừa định nói xin lỗi. Bầu trời bên trong một tiếng sấm nổ vang. Một đạo sau đó, toàn bộ huyết linh bí cảnh tự như đều chấn động mấy phần. Diệp thần ngẩng đầu lên, chính là phát hiện chu vi 5 km mây sấm cuồn cuộn Vô số sấm sét cuốn quanh. Một khi rơi xuống, đúng cái hang núi cũng tất nhiên hủy trong chốc lát. Mấu chốt đỉnh đầu lôi kiếp là hắn chưa từng thấy qua. Gây gò, ta đây là quên, ta bước vào hai cái đại cảnh giới, tự nhiên muốn chung nhau chịu đựng hai đạo lôi kiếp, lần này đôi lôi kiếp rơi xuống, quá mức cường thế. Lời nói còn chưa nói hết, thương khung dưới, vô số đạo cùng bạo sấm sét trực tiếp đánh xuống. Rậm rạp chằng chịt sấm sét trên hết xuống, không ngừng co rút lại, tự như hóa là một cái cơ hội trăm trượng lôi cầu. Âm âm đập về phía Diệp thần. Thiếu nữ nhìn trước mắt một màn, rung động đến mức tận cung. Nàng đã hoàn toàn xác định, Diệp thần chính là sư phụ tìm kiếm người có thể dẫn động dị tượng như thế lôi kiếp, đừng nói toàn bộ huyết linh bí cảnh, coi như là người bên ngoài cường giả vậy không nhất định có tư cách. Diệp thần nhìn một cái thiếu nữ, không do dự nữa, bước chân đạp một cái, vô số chân khí từ hai chân trong bùng nổ, hắn thân thể trực tiếp trôi lơ lửng. Xuyên thấu hang núi, lại là đi tới giữa không trung bên trong. Thiếu nữ ở hắn thời điểm đột phá là hắn hộ pháp, hắn cũng không thể còn cầm thiếu nữ kéo xuống nước. Giữa không trung bên trong, trăm trượng lôi cầu dung nhập vào diệp thần toàn thân. Diệp thần tự như thuộc về sấm sét lãnh vực bên trong. Hắn duy nhất có thể làm chính là điên cuồng hấp thu sấm sét. Nhưng là lần này sấm sét thực ra quá nhiều. Căn bản hấp thu không xong. Sắc mặt hắn thậm chí còn toàn thân đều tự như bị lôi điện di động. Đây là tràn ra trạng thái. Nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, trên bầu trời, một đạo kinh thiên long ngâm ầm ầm vang khắp. Sau đó, huyết long đáp xuống, thân thể lại khổng lồ gấp mấy lần, dương ra miệng to, một hớp dường như muốn nuốt vào trăm trượng lôi cầu một người một trồng chỉ như vậy bị lôi điện bọc thừa nhận vô tận sấm ý hoặc giả là bởi vì sấm xét quá mức cùng bạo huyết linh bí cảnh trên kết giới mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu không chỉ như vậy huyết linh bí cảnh chung quanh các ngõ ngách cũng xảy ra không cùng trình độ động đất đây là từ huyết linh bí cảnh tạo thành tới nay nhất qua kinh người dị tượng cùng lúc đó huyết linh tộc năm vị lão giả thạch thất bên trong năm người bởi vì một vị ông già bị giết còn chưa từ đang tức giận tỉnh hồn lại bọn họ thề không tiếc bất cứ giá nào vậy phải tìm được hung thủ giết người nhưng là thông qua hết thảy thủ đoạn nhưng không phát hiện chút nào bọn họ rất rõ ràng lần này huyết linh bí cảnh sợ rằng so với trước kia càng phát ra thời không bỗng nhiên thạch thất chấn động lên trước mặt bọn họ vô số đạo hình ảnh theo dõi lại là không chịu nổi năng lượng đồng loạt biến mất không tốt chúng ta ở huyết linh bí cảnh bầu trời thiết lập tâm trận bị phá hư thật là mạnh chấn cảm huyết linh bí cảnh không thể nào có động đất chẳng lẽ là có cường giả đột phá dẫn động dị tượng như thế tóc bạc mặt hồng hào ông già sắc mặt đen đến trình độ cao nhất hắn vung tay lên, bên ngoài hình ảnh chính là hiển lộ ở trước mắt. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm không trung to lớn lôi cầu cùng với huyết long, con người co rút một cái. Lại còn có một đầu long, thần long ra đời, chịu đựng lôi kiếp, vậy lôi kiếp ở giữa bóng dáng kết quả là ai? Hắn vô số lần thử nghiệm xuyên thấu sắm xét nhìn thấu bên trong bóng người, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Chẳng lẽ huyết linh bí cảnh muốn ra đời một vị đế tôn cảnh cường giả? cái này lôi kiếp cường độ tự hồ so đế tôn cảnh cường giả đột phá còn còn đáng sợ hơn, đây càng giống như là huyết linh bí cảnh tức giận. Tóc bạc mặt hồng hào ông già tráng càng phát ra vẻ lo lắng, hắn bứt ra một giọt máu tươi, vần quanh lòng bàn tay, ngón tay nhanh chóng nhốn nháo, tự hồ ở bấm đốt ngón tay trước cái gì. Không biết qua bao lâu, tay hắn chỉ đột nhiên dừng lại, một hớp máu tươi khạc ra. Không tốt, quái tượng đại hung. Chúng ta năm người vô cùng có thể bị người này chết. Trước bỏ qua tìm cô gái đồ đỏ kia, chúng ta đi nhanh trong sấm sét ương chi địa, không thể để cho người ở bên trong thành công đột phá. Còn dư lại bốn đạo thân ảnh cũng là cảm giác được ông già trong giọng nói nghiêm túc. Không do dự nữa, tất cả mọi người hướng trong sấm sét lòng đi. Cùng thời khắc đó, huyết linh bí cảnh các ngõ ngách vô số côn lôn hư tiếng vào thiên tài cũng ngửa mặt trong lên chân trời. Kỷ tư thanh chém vết một con yêu thú, ngẩng đầu lên, mắt đẹp gắt gao nhìn chậm chậm trăm trượng lôi cầu dị tượng. Lôi cầu ở giữa bóng dáng, cố nhiên không thấy rõ, nhưng là rất quen thuộc. Diệp thần. Nghĩ đến đây tên chữ, kỷ tư thanh lại lập tức tự dễu lắc đầu một cái tên này làm sao có thể đi vào nơi này hơn nữa cái này dị tượng để cho ta cảm giác được sợ hãi sợ rằng thực lực ở ta cái này lên tên kia hẳn không có tư cách đi được rồi nhanh lên tăng lên thực lực cái này huyết linh bí cảnh còn dư lại thời gian càng ngày càng ít nếu như lại không tăng dựa theo vậy dịp thần thọt lâu chết tốc độ thật phải bị những cường giả kia hành hạ lời nói nói xong kỷ tư thanh trong tay tràn đầy máu tư trường kiếm chính là hướng chỗ sâu đi nàng rất rõ ràng chỗ sau uy hiếp mới là thuộc về cơ duyên của nàng. Giữa không trung lôi cầu kéo dài ước chừng làm giờ. Rồi sau đó dần dần biến mất. Diệp thần miễn cưỡng hấp thu một nửa sấm sét, mà huyết long cũng là trợ giúp diệp thần hấp thu hơn nữa. Lôi kiếp coi như là hoàn toàn chịu đựng xuống. Hô! Diệp thần chậm rãi rơi xuống, nhìn bị lôi điện bao gồm huyết long, hắn phát hiện huyết long thân thể khổng lồ ước chừng 10 lần. Những cái kia sấm sét tựa như giống như là tư bổ vật, để cho huyết long thực chất hóa mãnh liệt hơn hắn thậm chí có thể cảm nhận được huyết long tồn tại uy hiếp. Trở về. Diệp thần ra lệnh một tiếng, huyết long gầm thét một tiếng, chính là ngoan ngoãn chui vào diệp thần thân thể. Hết thảy yên lặng. Diệp thần chậm rãi rơi xuống đất, đi tới cửa động, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiếu nữ. Mới vừa rồi đa tạ ngươi là ta hộ pháp. Hoặc giả là bởi vì đột phá kết thúc, diệp thần trên người như cũ trần, thiếu nữ ánh mắt rơi vào diệp thần trên thân hình, mặt đẹp ứng đỏ. Không việc gì, coi như không có ta, ngươi đột phá vậy ta không người nào có thể trung chuyển. Diệp thần nhận ra được khác thường, tiện tay bắt đầu từ luân hồi mộ địa lấy ra một bộ quần áo mặc lên. Đúng rồi, ngươi tự hồ biết ta tên chữ, nhưng là ta còn không biết ngươi kêu gì. Thiếu nữ ngẩn ra, lắc đầu một cái. Ta không có tên chữ, nhưng là sư phụ gọi ta là lạc. Converter du kêu cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé hạt TTPS, truyền com gạch chéo điêu chấm thu chấm tam chấm y. Chương 962 Tiểu hoàng thời cơ Nguồn mê truyện audio com Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, đọc rồi, lạc. Diệp thần vẫn là hồi thứ nhất nghe được tên chữ chỉ có một chữ, nhưng là đây là người khác chuyện riêng, diệp thần cũng không thể nói gì, chỉ có thể gật đầu. Lạc tiểu thư, người đối với chỗ này quen thuộc, có thể hay không cho biết như thế nào rời đi. Dưới mắt trảm long vẫn thiên kiếm tìm về, thực lực cũng là vượt qua đến hư vương cảnh, cũng nên đi tìm mạc ninh và diệp lăng thiên. Lạc nghe được diệp thần phải đi, nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi tới diệp thần bên cạnh, kích động nói. Cái đó. Diệp thần, ngươi có thể hay không cùng ta đi gặp một chút sư phụ, đối với ta lại nói rất trọng yếu. Có lẽ rất sợ Diệp thần rời đi, lạc tay nắm thật chặt Diệp thần vạt áo. Đi gặp sư phụ ngươi. Đúng đúng đúng. Ngươi yên tâm, ta sư phụ nhất định sẽ không tổn thương ngươi. van cầu ngươi. Là cơ hồ là cầu xin giọng. Đột nhiên, lạc nghĩ tới điều gì, vội vàng từ không gian cất đồ lấy ra một cái dịch thấu trong suốt vật. diệp thần, vật này là trên người ta quý trọng nhất đồ, ta cầm vật này cho ngươi, ngươi hãy cùng ta đi một chuyến. Có được hay không? Diệp thần nhìn lướt qua trước mắt long lanh trong suốt tồn tại, cảm giác có chút xem trái cây, hắn bản thân liền thiếu thiếu nữ ba cái điều kiện. Đi gặp một chút đối phương sư phụ vậy không tính là cái gì? Bất quá trái cây này hắn cũng không cần. Diệp thần mới vừa muốn cự tuyệt, luân hồi mộ địa đang ngủ say tiểu hoàng nhưng là mở mắt ra, một đạo hàng quan thoáng qua. Đây là... Năm ngàn năm mới kết một viên huyền linh quả. Mau, bắt lại. Mau à, không nên cự tuyệt, cự tuyệt ngươi chính là người ngu. Vật này, toàn bộ côn lôn hư đều không tìm ra ngoài ra một quả, cũng chỉ có huyết linh bí cảnh loại này tồn tại mới có thể bồi dưỡng. Diệp thần tuyệt đối không nghĩ tới, cái này không đáng tin cậy tiểu hoàng vào lúc này thức tỉnh. Hắn chưa bao giờ phát hiện tiểu hoàng có kích động như vậy một khắc. Giống như cái này huyền linh quả nhất định phải đạt được vậy. Huyền linh quả là đồ chơi gì? Diệp thần hiếu kỳ nói. Ngươi nói đồ chơi gì? Trời ạ, à, ngươi biết huyền linh quả tác dụng sao? cái này so với thạch khéo léo tác dụng còn kinh khủng hơn. Tiểu hoàng cắn răng nghiến lời nói. Vậy ta có phải hay không ăn vào vật này, lại có thể đột phá? Diệp thần nói. Tiểu hoàng màu đỏ con ngươi tản mát ra tia sáng chói mắt, kích động nói. Cái này huyền linh quả đối với đột phá chưa bất kỳ tác dụng. Nhưng là đối với ta hữu dụng. Cực kỳ hữu dụng. Còn có. Nó là ta. Nếu như cho ngươi ăn đỉnh hơn chính là ngưng tụ một chút thần hồn, cái đó. Ngươi căn bản không cần tự hồ rất sợ diệp thần ăn vào tiểu hoàng giọng có chút kiên kỵ diệp thần có thể cảm giác đến tiểu hoàng đang nói láo nói đùa ta người này thích ăn trái cây coi như không dùng ta cũng nhận thằng nhóc ngươi ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi cái này vật này là ta ta cảm nhận được diệp thần không có hảo ý ánh mắt tiểu hoàng càng khẩn trương vậy ngươi còn không nói thật diệp thần tự tiếu phi tiếu nói được rồi ta thừa nhận cái này huyền linh quả đối với tu sĩ thần hồn lớn mạnh có cực lớn chỗ tốt nhưng là thằng nhóc vật này thật không thể cho ngươi thiên hạ bây giờ lớn mạnh thần hồn linh dược nhưng mà không thiếu thậm chí cũng có luyện chế được đang dược ngươi cần gì phải cùng ta tranh đoạt cái này huyền linh quả ngàn năm nảy mầm ngàn năm cây thành ngàn năm nở hoa ngàn năm kết quả ngàn năm thành thục nói cách khác một quả huyền linh quả cần năm ngàn năm thời gian mới có thể ra đời coi như là lần nữa nở hoa kết trái đến thành thục cũng cần 3.000 tuổi tháng. Nó đối với tăng lên thần hồn là có to lớn chỗ tốt. Nhưng là, lớn hơn chỗ tốt là hóa hình. Huyền Linh quả tên chữ, vì sao tới? Chính là bởi vì hắn có thể ẩn linh tụ được. Nếu như vậy thạch tôn, ăn một quả này huyền linh quả nói, thời gian ngắn liền có thể hóa thành hình người. Không cần chờ đợi bước vào cường đại hơn tầng thứ. Hóa hình quá trình, lại là khó khăn, chịu đựng thiên lôi khảo nghiệm, không cẩn thận, tan thành mây khói. Quá trình này quá khó khăn nhưng là huyền linh quả một khi uống hóa hình thậm chí không cần gặp thiên lôi tẩy rửa ở dịp thần hùng hổ dọa người dưới khí thế tiểu hoàng rốt cuộc không nhịn được nói ra nói thật t nghe được tiểu hoàng mà nói dịp thần trận mắt hốc mồm huyền linh quả không nghĩ tới lại có cái này chờ thần kỳ tác dụng có thể ẩn linh hóa hình vậy có phải hay không ý nghĩa tiểu hoàng có thể thành làm người hình hắn còn như rõ ràng vì sao tiểu hoàng kích động như vậy đối với yêu thú mà nói hóa hình quá trọng yếu và trân quý vô số yêu thú chung cả đời tu luyện, chính là hy vọng có một ngày có thể thành làm người hình. Có rút lại tự nhiên. Phải biết, yêu thú người lớn, nhưng mà đạt tới chuyện khó khăn tình à. Chủ yếu hơn chính là, yêu thú khu, thiên phú thấp kém. Mặc dù tuổi thọ rất lâu, nhưng là, bọn họ muốn hóa hình, thường thường cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm công phu. Mà nếu là có thể đề ra sớm hóa hình, vậy thì đại biểu bọn họ thành yêu. Có loài người khu, liền đại biểu bọn họ thiên phú tu luyện công xiền sẽ bị mở ra hết thảy các thứ này huyền linh quả có thể làm được diệp thần bừng tỉnh cũng hiểu tiểu hoàng ý nghĩa ngươi thật muốn viên này huyền linh quả đối với ngươi tiến hóa nhưng có chỗ tốt lời còn còn không có rơi xuống tiểu hoàng chính là nói ta mặc dù không có ăn vào huyền linh quả qua nhưng là ta dám khẳng định một khi ăn vào ta chỉ ít có thể tiến hóa một lần mấu chốt ta có thể trước thời hạn hóa hình ta cũng có thể tu luyện cùng đột phá đến lúc đó ta thực lực sẽ gặp càng kinh khủng hơn Ngươi biết ta tại sao luôn là đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say sao? Chính là bởi vì trong cơ thể ta năng lượng thiếu thốn, ta cố nhiên có nghịch thiên huyết mạch, nhưng là lại không có loài người các ngươi đang điền, thần niệm của ta và huyết mạch mạnh mẽ, không hữu dụng à, thân thể từ đầu đến cuối vẫn là thông thường yêu thú, càng về sau, vượt thì không cách nào chịu đựng ta lực lượng. Nếu như ăn vào huyền linh quả cũng không giống nhau. Chí ít thịt của ta thân sẽ hoàn toàn lột xác. Sau này ngủ số lần cũng sẽ giảm thiếu. Trừ phi cực kỳ yếu ớt. Diệp thần trong mắt hiếp lại, tiểu hoàng đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Lại là hắn tác chiến đồng bạn, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn tiểu hoàng yêu cầu. Ngươi thật muốn vật này. Nói nhảm. Tiểu hoàng lườm một cái. Diệp thần không do dự nữa, nhìn về phía trước mặt lạc, nằm ngón tay một trảo, huyền linh quả liền là xuất hiện ở diệp thần lòng bàn tay. Lạc tiểu thư, mặc dù cái này huyền linh quả bị chi có thẹn, nhưng là hắn đối với ta lại nói rất trọng yếu, ta thu, xin phía trước dẫn đường, ta nguyện ý gặp sư phụ ngươi thiếu nữ thấy dịp thần nguyện ý tiếp nhận huyền linh quả, thở ra một hơi. Nàng từ nhỏ đến lớn và loại dược liệu này giao tiếp, huyền linh quả cố nhiên trân quý, sư phụ lại là nhiều lần nhấn mạnh, phải thật tốt bảo vệ. Nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, dịp thần giá trị vượt xa huyền linh quả. Một khi xác định dịp thần thân phận, sư phụ bày vậy trận huyết linh tộc cuộc cờ, sẽ đem hoàn toàn mở ra. Mà dịp thần là duy nhất có tư cách rung chuyển huyết linh tộc tồn tại. Không có một trong. Converter Ung kêu cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé hạt ttps.twinn.com gạch chéo dung kiêu. Chương 963 Chứa máu phun người Nguồn Mê truyện audio.com Converter Ung kêu cầu ủng hộ phiếu dịp Dịp tiên sinh, mời theo ta tới Lạc vốn muốn gọi dịp thần tên chữ, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương gọi mình lạc tiểu thư coi như tốt nghe, nếu như mình chủ động kêu tên liền lộ vẽ được không thân thiết Huống chi, dịp thần nếu quả thật là sư phụ trong miệng vị kiên Ngự long người vậy sau này bên trong tông môn tất cả mọi người đều phải tôn xưng diệp thần không nói nhảm trực tiếp đi theo lạc hướng một cái dưới vách đá rừng cây chỗ sâu đi còn như trong sơn động thạch tôn đã không trọng yếu mà chống đỡ phương trước mắt thương thế tới xem đối với diệp thần không có uy hiếp chờ thạch tôn khôi phục như cũ không muốn biết đã bao nhiêu năm khi đó diệp thần có thể tiện tay là có thể chém chết đối phương vốn còn muốn lợi dụng thạch tôn thân thể bây giờ thạch tôn đều như vậy hiển nhiên không có giá trị lợi dụng lạc mang diệp thần xuyên qua rừng cây, đi tới một nơi đất trống. Bước chân dừng lại. Đây chính là thánh thảo cốc. Diệp thần có chút kinh ngạc, chung quanh trống trơn như vậy. Đột nhiên, hắn chú ý tới cái gì, chung quanh đại thụ sắp hàng cực kỳ cổ quái. Loại cảm giác này giống như thuộc về một cái to lớn trận pháp khu vực. Mà đây chút cây lớn chính là trời như vậy bộ dục trận pháp. Mấu chốt những thứ này cây lớn bên trong còn cất dấu cực kỳ linh khí nồng nặc. Thiên nhiên đại trận, lấy nhìn vạn năm thời cơ quẩn dục lớn như vậy trận, tay này bút cũng quá lớn liền đi. Diệp thần có chút thất thần. Lạc nhìn một cái diệp thần, ngược lại là không nghĩ tới nơi này trận pháp lại bị tên này một mắt nhìn ra, nàng cười một tiếng. Ngươi là ta gặp qua cái đầu tiên có thể nhìn thấu nơi đây trận pháp người ngoài, đợi tới bên trong, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe ta chỉ huy. Thánh thảo cốc và ngoại giới có thể không giống nhau, cực độ xếp bên ngoài, ta phải mau sớm mang ngươi thấy sư phụ. Nói xong, lạc bắt đầu từ giữa eo lấy ra một khối ngọc bội ngón tay bắt pháp quyết ngọc bội phát ra ánh sáng màu vàng lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong đồng thời trước mặt đất đai chấn động lên nháy mắt bây giờ cuồn cùng sương mù cuốn lên che đậy tầm mắt diệp thần mơ hồ bây giờ phát hiện trước mặt cách cục đã thay đổi lạc nhìn một cái diệp thần khóe miệng phát họa một đạo độ công diệp tiên sinh đi thôi nàng vậy mảnh khảnh tay nhẹ nhàng vung lên sương mù chính là tiêu tán một tòa đỏ thẩm thần môn vô căn cứ xuất hiện trận pháp cửa diệp thần rất rõ ràng chỉ có đi qua cánh cửa này chính là tiến vào nơi này trận pháp bên trong cái này cùng bí cảnh là giống nhau nguyên lý chỉ bất quá trong trận trận cũng không phải là người bình thường có thể xây dựng cái này thánh thảo cốc lộ vẽ được càng phát ra thần bí lạc đưa tay ra tự hồ sợ diệp thần xảy ra chuyện trực tiếp nắm diệp thần tay hai người đồng loạt bước vào thần môn bước vào thần môn sau đó diệp thần chính là bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ sơn hà tráng lệ cao sơn lưu thủy bên trong linh khí cực kỳ đậm đà và ngoài giới máu linh khí hoàn toàn không cùng cái này thánh thảo cốc chỉ riêng trước mắt nhìn thấy hết thảy đều không phải là côn lôn hư cao cấp tông môn có thể chống lại diệp thần đi qua kỹ tư thanh thiên lam tông thiên lam tông và trước mắt thánh thảo cốc hoàn toàn không phải là một cấp bậc tự như thiên địa chênh lệch là thấy diệp thần bộ dáng kinh ngạc có chút đắc ý ta chỉ thích ngươi loại này không gặp qua việc đời dáng vẻ đến bên trong ngươi còn biết hơn nửa kinh điệu cầm đi ta mang người đi chỗ đó tòa điện vũ, sư phụ hẳn ở chỗ này, chỉ mong sư phụ không muốn bế quan. Lạc nhẹ giọng nói. Bởi vì tính cách đơn thuần, nàng ngược lại là không cảm thấy hai người kéo tay có cái gì. Ở Thánh Thảo Cốc, nàng và vài bằng hữu thường xuyên như vậy. Hai người tiến vào Thánh Thảo Cốc, chính là gặp được không ít người. Diệp thần đi bất quá trăm mét, nhưng là phát hiện một kiện cực kỳ nghiêm túc sự việc. Toàn bộ Thánh Thảo Cốc không có một cái người đàn ông. Đều là cùng một màu cô gái. Hơn nữa tu vi cực kỳ cao, thấp nhất cũng bất quá là thánh vương cảnh. Mấu chốt những nữ đệ tử này đang gắt gao nhìn chằm chầm, chầm Diệp Thần, có chút quan sát, lại có khá hơn chút tò mò. Diệp Thần có chút xấu hổ, hắn thậm chí cảm giác được mình tiến vào nước nữ nhi. Cũng không biết thánh thảo cốc không có người đàn ông, ở đâu ra nhiều năm như vậy nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử. Là tự hồ phát giác Diệp Thần nghi ngờ, giải thích, ngươi không cần hết nhìn đông tới nhìn tây toàn bộ thánh thảo cốc không có một cái nam sinh sư phụ và một ít trưởng lão hàng năm cũng sẽ rời đi huyết linh bí cảnh đi tìm một ít ngoại giới cô gái những cô gái này phần lớn là không cha không mẹ hoặc là lâm vào là người giàu nô lệ nếu như không có sư phụ và trưởng lão các nàng sẽ rất thảm còn có một việc ngươi cần phải chú ý bởi vì đều là nữ đệ tử sự tồn tại của ngươi sẽ rất nhạy cảm chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi thấy sư phụ lạc nói tiếng nói mới vừa rơi xuống đối diện nhưng là đi tới một đám giữa eo có bội kiếm thiếu nữ cầm đầu là một cái người mặc cẩm y thiếu nữ. Thiếu nữ mặc mũi dáng đẹp, đang mắt phượng, cười mỉa, tổng để cho người cảm giác được một tia rùng mình. Cẩm y thiếu nữ tự nhiên thời gian đầu tiên chú ý tới Diệp Thần, nàng vậy rùng mình trong mắt càng phát ra lạnh như băng, thậm chí sắc mặt cũng âm trầm xuống. Sau đó, cẩm y thiếu nữ ánh mắt bắn vào lạc trên mình. Diệp Thần rất cảm giác được rõ rệt lạc tay toát ra mồ hôi, lại là càng bắt chặt, tựa hồ đang sợ cái gì. Diệp tiên sinh, chúng ta đi. Lạc cúi đầu, bước chân tăng nhanh, muốn phải dẫn diệp thần và những phụ nữ này sát vai nhưng là rất nhanh bên cạnh hai người bất thình lình vang lên một giọng nói lạc đi nhanh như vậy là sợ ta ăn ngươi phải không ngươi mang tới cái này người ngoài không giải thích một chút sao vẫn là nói ngươi cho rằng bây giờ thánh thảo cốc ngươi có đầy đủ quyền phát biểu thanh âm đến từ cái đó cẩm y thiếu nữ đồng thời cẩm y thiếu nữ bên hông kiếm lạnh lẽo rút ra chặn lại diệp thần và lạc đường đi diệp thần mặc dù không biết cái này cẩm y thiếu nữ và lạc bây giờ chuyện gì xảy ra nhưng là hắn suy nghĩ một chút cũng phải nữ sinh giữa lục đục với nhau. Giang hồ rất phức tạp. Giữa nữ nhân giang hồ hơn nữa phức tạp. Là cứng nhắc ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, không khách khí chút nào nói. Phương viên, ta làm gì, hẳn không cần hướng ngươi bẩm báo đi, còn như cái này người ngoài, là sư phụ muốn ta mang tới. Nàng ngày hôm nay thì phải gặp. Ngươi chẳng lẽ dám ngăn trở. Tránh ra, ta muốn gặp sư phụ. Cái đó gọi phương viên cẩm y cô gái cười lạnh một tiếng, ngươi xác định là sư phụ để cho ngươi mang tới ta xin hỏi ngươi ngươi bao lâu không có thấy sư phó sư phụ đã sớm bế quan một đoạn thời gian không gặp ngươi vậy nói dối mặt mũi vẫn không thay đổi à để cho ta đoán một chút người đàn ông này lai lịch không phải là ngươi muốn thừa dịp sư phụ bế quan ăn trộm trái cấm đi đừng quên tông môn quy cũ một khi thử nghiệm tình yêu nam nữ liền vĩnh cửu đuổi ra khỏi thánh thảo cốc phương viên lời nói hùng hổ dọa người lạc nghe được những lời này thật là khí nổ phương viên, ngươi ngậm máu phun người. Ta lặp lại lần nữa, đừng ngăn ở ta trước người, nếu không sư phụ trách tội xuống, ngươi không chịu nổi. Tránh ra. Phương viên cười một tiếng, bước chân đạp một cái, khí tức trên người hoàn toàn bùng nổ. Chí ít hư vương cảnh tầng 2. Sao lạc không biết cao hơn nhiều ít lần. Cơ hồ ngay tức thì, cường đại kình khí liền đem lạc đẩy lui, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Converter Du kêu cầu ủng hộ bộ đường kêu này nhé hạt TTPS, truyền com chéo kêu chương 964 Quái vật gì? Nguồn Mê truyện audio.com. Converter Du Ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, lạc nhiều năm như vậy tới nay, cơ hồ không có tu luyện, nàng một mực làm sự việc chính là bồi dưỡng dược liệu. Nàng cũng không lòng tu luyện đấu tranh, đây cũng là nàng nhiều năm như vậy, còn dừng lại ở cái cảnh giới này nguyên nhân. Mấu chốt ở huyết linh bí cảnh, tu vi cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Căn bản không có đất dụng võ còn không bằng bồi dưỡng thiên tài địa bảo, phúc trạch thánh thảo cốc. Mắt xem lạc sẽ bị đẩy lui trên đất, dịp thần tự nhiên không thể nào không để ý, chân khí bao trùm toàn thân, đưa tay ra, bắt lại lạc, lại là nhẹ nhàng kéo một cái, lạc chính là rớt đến dịp thần trong ngực. Thấy một màn này, thậm chí còn cảm nhận được dịp thần ngực, lạc vậy gò má trắng nõn cũng đỏ lên. Lạc tiểu thư, không có sao chứ. Lạc nhìn một cái dịp thần, gật đầu một cái. Không có sao, chúng ta đừng để ý các nàng, đi ngay tại lúc này, phương viên nhưng là đem kiếm trong tay chỉ một cái, có nhiều thú vị chỉ dịp thần và lạc, lại là cười lạnh nói. Tốt một đôi cậu nam nữ, ở thánh thảo cốc đều như vậy anh anh em em, xem ra sư phụ vậy già rồi, nhìn lầm người. Là cố nhiên đơn thuần, nhưng là đối mặt phương viên như vậy lời nói, tức giận sử dụng trường kiếm, nổi giận mắng. Phương viên, ngươi có thể hay không quá mức? Thật lấy là ngươi đứng sau lưng một vị trưởng lão, là có thể là tùy ý là, những năm này, ta tự hồ không có đắc tội ngươi đi, tránh ra ta không hy vọng đối với ngươi động thủ. Lạc và những cái kia bên người thiếu nữ tự như nghe được thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất, tiếng cười âm âm bùng nổ. Ta không nghe lầm chứ, ngươi sẽ đối ta động thủ, ngươi cảm thấy một mình ngươi loại thuốc phế vật, có tư cách rung chuyển ta. Được rồi, ta cũng không phải làm khó ngươi, nhưng là, phương viên thoại phong nhất chuyển, nàng cũng biết hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nếu như quá mức cũng không tốt. Dẫu sao sư phụ đối với lạc thương yêu không được. Nếu như không phải là sư phụ bế quan, nàng cũng không biết không chút kiên kỵ đến tình cảnh này nàng ánh mắt rơi vào diệp thần trên mình gằn từng chữ thằng nhóc ta cũng không làm khó ngươi ngươi như muốn tiến vào thánh thảo cốc dĩ nhiên có thể nhưng là ngươi phải chém hết các ngươi người đàn ông đồ chơi kia cái này cũng là vì sư muội của chúng ta cửa cân nhắc ngươi có thể có ý kiến phương viên nhìn không thấu diệp thần tu vi nhưng là cùng lạc làm chung một chỗ chỉ sợ cũng là chơi dược liệu nhóm kia phế vật đối với loại này khinh thường nàng trong lòng chỉ có thương hại và khinh thường Diệp thần từ đầu tới cuối cũng không muốn nhúng tay chuyện của nữ nhân, nhưng là phương viên những lời này nhưng là hoàn toàn chọc giận diệp thần. Tới thánh thảo cốc, cũng không phải là hắn xin tới, nếu như không phải là lạc, nơi đây hắn mới không là gì. Mà đây cái không có bất luận quan hệ gì người phụ nữ, nhưng là dùng không cho phép nghi ngờ giọng nói ẩu nói tả. Hắn còn không có gặp qua loại này cùng nông hạng người. Nữ quyền người. Chẳng lẽ người đàn ông định trước ở chỗ này không địa vị? Hắn diệp thần mới không tin cái này ta. Lạc hơi biến sắc mặt, mới vừa muốn nói cái gì, diệp thần chính là một bước bước ra, chẳng lạc trước người, rồi sau đó, vậy mang vô tận hàm nghĩa trong mắt trực tiếp bắn về phía phương viên. Có người đối với ngươi nói một câu sao? diệp thần nói. phương viên ngẩn ra, đôi mi thanh tú một nhăn mày, theo bản năng nói, nói cái gì? ngươi miệng thật rất muốn đánh. diệp thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. giờ khắc này, không chỉ phương viên các người có chút không phản ứng kịp, liền liền lạc cũng là trận to mắt mâu những năm gần đây, nàng một mực không dám và phương viên mâu thuẫn, nhưng là dịp thần ngược lại tốt, trực tiếp như vậy nói nói. Đây quả thực là khiêu khích à, nàng trong lòng lập bộp một tiếng. Nàng rất rõ ràng, dịp thần cầm sự việc thay đổi phiền toái hơn. Dựa theo phương viên tính cách, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, phương viên nghe được dịp thần nói tiếng nói, sắc mặt hoàn toàn đen xuống, trên người khí thế lại là bỗng nhiên leo lên. Lạnh như băng rầy vang khắp. Người cái này hèn mọn người đàn ông, thật lấy là thánh thảo cốc và bên ngoài như nhau sao? lại dám làm nhục ta. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi đến, bắt lại cái này, nếu cái này người đàn ông đê tiện người không muốn động thủ, vậy ta chính là tự mình đồng thủ. Ý định giết người ngay tức thì phóng thích. Phương viên bên cạnh ba vị nữ đệ tử lại là thân thể di động, ngay tức thì đi tới dịp thần chừng. Trường kiếm một chuyển, kiếm ý cùng bạo, trực thủ dịp thần mạng môn. Thậm chí có một kiếm lại là hướng dịp thần nửa mình dưới chém tới. Không có bất kỳ nương tay lạc căn bản không hy vọng sự việc đi cái phương hướng này phát triển sắc mặt nàng kịch biến muốn ngăn cản nhưng là phát hiện hai thiếu nữ đứng ở mình chừng một cổ vô hình uy áp bao phủ nàng muốn dùng sư phụ cho nàng pháp bảo cũng không có tư cách các ngươi buông ta ra dịp tiên sinh đối với sư phụ rất trọng yếu nếu như bị sư phụ biết các ngươi như vậy đối đãi với hắn ta dám khẳng định các ngươi cũng biết bị trục xuất thánh thảo cốc vậy hai thiếu nữ cười một tiếng đối với lạc nói tiếng nói tự nhiên không tin sư phụ hận nhất chính là người đàn ông, làm sao có thể bởi vì người ngoài đối với các nàng ra tay. Lạc sư muội, chuyện này là tông môn quy cũ, tất cả mọi người đều không cách nào trung chuyển, huống chi cái này người đàn ông đắc tội phương sư tỷ, nếu như phương sư tỷ không tìm hồi một ít bãi, chúng ta thánh thảo cốc mặt mũi lại nên đi kia bắn. Lạc sư muội, đừng nữa làm cái gọi là vùng vẫy, có một số việc định trước và người không liên quan. Lạc liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái này hai thiếu nữ, nhưng là phát hiện căn bản không có tư cách. Loại cảm giác này quá khó chịu dịp tiên sinh cẩn thận mắt xem kiếm ý biến dạng không khí hướng dịp thần đi nàng theo bản năng che miệng mặc dù không biết dịp thần cảnh giới gì nhưng là đối với dịp thần đồng thủ mấy người đều ở đây phản hư cảnh trên hơn nữa ban đầu liền sử dụng sát chiêu người bình thường làm sao vác à dù là dịp thần ở trong sơn động đột phá một ít cảnh giới cũng không đủ à là hốt khoảng nhưng là không có đối với dịp thần ảnh hưởng mấy phần nhìn những cái kia kiếm ý dịp thần thậm chí ngay cả đồng vũ khí dự định cũng không có Bước vào hư vương cảnh sau đó, mặc dù không có vững chắc, nhưng là hắn chiến lực tới bớt chuyện nguyên cảnh. Những thứ này rác rưởi cảnh giới còn muốn uy hiếp hắn, thật là buồn cười. Mắt xem kiếm ý thì phải chém xuống, dịp thần nhưng là hai tay chấp sau lưng, như núi bất động. Trong mắt mọi người giống như buông tha chống cự vậy. Phương viên thấy một màn này, trong lòng cười nhạt đặc biệt là thịnh. Phế vật chính là phế vật, người đàn ông loại rác rưởi này loại vốn cũng không nên tồn tại. Càng không có tư cách bước vào thánh thảo cốc. Nhất định chính là ô nhục lời nói vừa dứt hạ, nhưng là phát hiện diệp thần trong thân thể lại tràn ra màu đỏ thần lôi, thần lôi tự như một đôi bàn tay, trực tiếp hướng kiếm ý bắt đi. Rắc rắc. Một tiếng, thần lôi bao quanh diệp thần trên người vô tận chân khí, xuyên thấu trên thân kiếm. Tại chỗ vỡ vụn. Bò trở lại cho ta. Diệp thần con ngươi thả ra hàng ý lạnh như băng, lại là hơi co rút một cái. Khoảnh khắc gian, hư vương cảnh hơi thở ầm ầm bùng nổ. Từng đạo đợt khí ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng sông ngang đánh thẳng đi những cái kia phản hư cảnh cũng hoặc là hư vương cảnh nữ đệ tử căn bản không chịu nổi à, một hớp đỏ bừng máu tươi phun ra, thân thể lại là hung hãn đập vào trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi tác chiến lực. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại không động thủ, liền trực tiếp nghiền ép thánh thảo cốc nữ đệ tử. Đây là cái quái vật gì? Cô Vơ Tơ Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé hạt TTPS. Truyên com gạch chéo ngoạn thuy vang minh thanh trung ki. Chương 965 bánh xe không tới phiên ngươi nói chuyện. nguồn me truyện audio. com. Converter ty ung kiều cầu ủng hộ phiếu phương viên lạnh như băng con ngươi lại là rút vào trình độ cao nhất. nàng tự như gặp quỷ vậy. bất quá tình huống dưới mắt đối với nàng mà nói chính là tên đã lắp vào cung không phát không được. nàng kiếm lạnh lẽo chỉ một cái, mới vừa dự định đối với diệp thần ra tay, nhưng là phát hiện diệp thần bóng người hoàn toàn biến mất. làm sao có thể? nàng linh thức thả ra ngoài, nhưng là phát hiện một cổ quy áp bao phủ tới cái này uy áp tựa như một cái huyết lông phong tỏa hết thảy ngươi là ở tìm ta đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc từ phương viên sau lưng rơi xuống phương viên ngẩng ra trường kiếm trong tay một chuyển một đạo hàng mang bắn ra chung quanh trăm mét lại là tựa như hàng băng giáng thế nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đây là phương viên kiếm ý lãnh vực diệp thần dễ như trở bàn tay nghiền ép mấy vị kia thánh thảo cốc cường giả cái này làm cho phương viên cảm thấy nguy cơ không thể không như vậy nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện xuất hiện trước mặt một cái nam sinh tay, chỉ như vậy vô căn cứ nắm nàng kiếm. Thậm chí hàng mang ở chạm được dịp thần nháy mắt, vậy không có phản ứng chút nào. Ta tôn trọng người phụ nữ, cũng không đánh người phụ nữ, nhưng là người ở ta trong mắt, không tính là người phụ nữ. Dịp thần nói dứt lời hạ, sau đó năm ngón tay lực lượng bùng nổ. Bất diệt lửa trực tiếp xông ra, băng hàng ý tại chỗ biến mất. Thậm chí, bất diệt lửa hình thành một cái 10M vòng tròn. Ngọn lửa càng ngày càng thịnh, tự như biển lửa, chiếm đoạt hết thảy. Nóng bỏng cảm giác để cho phương viên sắc mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, nàng rốt cuộc rõ ràng dịp thần trình độ nguy hiểm. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền khinh thường, nàng chợt tháo xuống ngọc bội bên hông, muốn dùng ngọc bội cầu cứu. Nhưng phát hiện, một cái tay bóp lại nàng mảnh khảnh cổ, lại là đem nàng sách lên. Dù là lòng bàn tay ngọc bội cũng vô cùng nóng bỏng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể buông tay ra, ngọc bội rơi trên mặt đất, nghẹt thở cảm giác sắp để cho phương viên điên rồi. Nàng liều mạng vùng vẫy. Ngươi không thể giết ta, đây là thánh thảo cốc, ngươi một khi động thủ, ngươi. Hôm nay. Đừng hồng bước ra thánh thảo cốc nửa bước. Ngươi coi như thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt thánh thảo cốc cũng bất quá là phế vật. Hèn hạ. Bót. Lời còn chưa nói hết, Diệp thần vậy bay lên không một cái tay khác chính là quất đi ra ngoài. Một đạo màu đỏ chưởng ấn trực tiếp ở phương viên trắng nõn gò má lưu lại. Thậm chí phương viên còn khạc ra một ngụm máu tươi. Một tác này thừa tái Diệp thần tức giận ngươi lại dám đánh ta. Phương viên hồi nào nhận như vậy làm nhục. Nàng trong lòng thẹn quá thành giận, hận không được biến thành một đầu săn thú, biến dạng dịp thần thân thể. Bót. Lại là một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang khắp. Dù là phương viên tu luyện, gò má vậy không chút nào khống chế sưng lên. Thậm chí khóe miệng răng cũng là rớt mấy viên. Ta không thích nói nhảm, ngươi như lại để cho ta nghe gặp ngươi nói một câu, hạ một cái tác, ta không biết thu tay lại, ta sẽ trực tiếp vặn xuống đầu lâu ngươi ngươi có thể dùng mạng ngươi tới đánh cuộc, đánh cuộc ta không dám giết ngươi. Diệp thần uy hiếp chi âm lúc này rơi xuống. Giờ khắc này, phương viên lời đến khóe miệng lại rất miễn cưỡng nuốt xuống. Nàng thậm chí có thể thấy diệp thần trong ánh mắt sát ý và lạnh như băng. Người điên. Triệt triệt để để người điên. Tên này bị trên tay dính máu tươi tuyệt đối không dưới một ngàn người. Diệp thần cường thế hoàn toàn trấn áp toàn trường. Hắn đối với trước mặt phương viên không có bất kỳ hứng thú, lại càng không tiếc giết người. Hắn nằm ngón tay buông, phương viên chính là thẳng tắp rơi xuống đất, sau đó diệp thần cánh tay chấn động một cái, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp chấn động bay. Phương viên thân thể hung hãn nện xuống đất, trên người xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Diệp thần không có chút nào thương hương tiếc ngọc dự định. Có vài người, không xứng. Từ lạc ngay từ đầu khẩn trương tới xem, sợ rằng người phụ nữ này đối với đơn thuần lạc mà nói, chính là âm ảnh. Hắn thiếu lạc ân huệ, có thể giúp tự nhiên phải giúp. Còn như hậu quả, hắn nguyện ý chịu đựng là hoàn toàn thuộc về mơ hồ trạng thái, nàng muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện mình không có chút nào khí lực. Cái này dịp tiên sinh vậy quá mạnh đi. Hắn ở trong sơn động, rốt cuộc đột phá nhiều ít cảnh giới. Nếu như nàng không đoán sai, dịp thần đột phá trước hẳn là thánh vương cảnh. Nhưng là dưới mắt nhưng là nghiền ép hư vương cảnh phương viên. Chẳng lẽ tên này vượt qua ba cảnh giới? Đi thẳng tới đạo nguyên cảnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Toàn bộ quá trình, chỉ bất quá mấy giờ à, cho dù là tiếp nhận thạch khéo léo lực lượng, cũng không có như vậy khoa trương công hiệu. Ngay tại nàng còn chưa phản ứng kịp, Diệp Thần đã tới lạc trước mặt. Diệp Thần con ngươi nhìn lướt qua lạc bên người hai người nữ đệ tử, nhàn nhạt nói. Các ngươi vậy muốn ngăn trở. Vậy hai người nữ đệ tử nghe được câu này hoàn toàn sợ choáng váng, lắc đầu như trống lắc vậy, thân thể lại là không ngừng lui về phía sau. Liền phương sư tỷ đều bị nghiền ép, ai có thể rung chuyển cái này từ bên ngoài đến người. Diệp thần tự nhiên không thể nào đối với những thứ này tiểu rồi rồi đồng thủ, hắn bắt được lạc tay, phân phó nói. Ta còn đuổi thời gian, đi gặp người sư phụ đi. Lạc trốt cuộc kịp phản ứng, gật đầu liên tục. Nàng sau người bất kỳ đều biết, phải nhanh lên đi tìm sư phụ. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, phỏng đoán muốn không được bao lâu, thánh thảo cốc bên trong trưởng lão liền sẽ phát hiện. Những trưởng lão kia có thể tới bớt chuyện nguyên cảnh trên à, hơn nữa dịp thần chọc ra lớn như vậy cái giỏ, đây cơ hội có thể nói là thiên đại chuyện. Được, dịp tiên sinh. Diệp Thần và Lạc còn đi chưa được mấy bước, chính là cảm giác được một cổ vô hình uy áp bao phủ tới. Sau đó, chính là thấy một tòa tự như cung điện đỏ thẩm cửa, trực tiếp mở ra. Vô số người nhóm xông ra. Hơi thở kinh khủng nữ đệ tử trực tiếp bao vây Diệp Thần và Lạc. Đồng thời bốn vị hơi thở khủng bố bà lão trực tiếp từ trong đám người đi ra. Cái này bốn người nhìn lướt qua bị thương phương viên, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Một cái trong đó tóc bàn khởi ông già lại là một bước đi tới trọng thương phương viên trước mặt. Nàng nhìn một cái phương viên thương thế, lo lắng trong mắt ngay tức thì bị tức giận bao trùm. Không để ý tới hết thảy, bà lão lấy ra một viên đan dược, trực tiếp cho phương viên ăn vào, sau đó vận chuyển chân khí, trực tiếp chuyển vận đến phương viên thân thể mềm mại trên. Phương viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi thấy bà lão, nàng mừng rỡ hết sức, sau đó quét nhìn một vòng, đưa ngón tay ra trước diệp thần, cắn răng nghiến lợi nói: "Sư phụ, ta muốn người đàn ông này chết. Nàng lại dám làm nhục ta." Đệ tử nói lòng đã bị tổn thương, hắn nếu không chết ta cả đời không cách nào đột phá đạo nguyên cảnh. Bà lão nghe được câu này, gật đầu một cái, đứng lên, thân thể có chút còng lưng. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm diệp thần, thanh âm già dạ nua mở miệng. Tiểu súc sinh, ngươi không phải thánh thảo cốc người, ngươi thậm chí còn dám ở thánh thảo cốc động người chúng ta. Bỏ mặt ngươi là lý do gì, đều phải chết. Lạc sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng ngăn ở diệp thần trước người, giải thích. Cựu trưởng lão, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, bên trong có hiểu lầm nơi này còn bánh xe không tới phiên ngươi nói chuyện. Cựu trưởng lão hiển nhiên từ bùng nổ bên bờ, cánh tay nàng vung lên, một cổ vô hình đợt khí chính là hướng lạc đi. Lạc không có sử dụng pháp bảo, tự nhiên không cách nào ngăn trở. Một khi bị đợt khí đập trúng, tất nhiên trọng thương. Diệp thần tự nhiên không thể nào núp ở một cái cô bé sau lưng, hắn không dám khinh địch, cửu u thí thiên thương trực tiếp sử dụng. Một thương điểm ra. Đợt khí trực tiếp dừng lại. Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé TTP chấm com gạch chéo ngoạn chấm thuy chấm vàng chấm minh chấm thanh chấm trung chấm kia Chương 966 Rốt cuộc đã tới Nguồn Mê truyện audio.com Converter du ung kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được, cố nhiên đợt khí bị ngăn cản. Nhưng là một cổ cường đại lực phản chấn, cơ hồ để cho dịp thần cánh tay tê liệt. Máu chốt lực lượng còn không có dừng lại. Dịp thần không do dự nữa, cửu u thí thiên thương lên ma khí tràn ra. Cùng cùng ma khí tự như hóa là vô số lưỡi dao bén trực tiếp biến dạng trước mặt đợt khí cựu trưởng lão và còn lại mấy vị trưởng lão thấy một màn này con ngươi đồng loạt khóa một cái lại là ma tộc tàn dư đã nhiều năm như vậy vốn cho là người của ma tộc hoàn toàn biến mất lại không nghĩ rằng ma tôn người lần nữa ra đời hơn nữa còn là ở thánh thảo cốc như vậy ma khí nồng nặc sợ rằng tiểu xuất sinh này ở ma tôn thân phận không thấp cái thế giới này nhất không nên tồn tại hai loại người chính là huyết linh tộc và ma tộc lạc ngươi cầm ma tộc tàn dư mang tới thánh thảo cốc có thể biết giá phải trả. Có thể biết hậu quả. Chờ ta chém giết cái này tàn dư, lại tới tìm ngươi tính sổ. Lần này, coi như tông chủ tới, cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, vậy cựu trưởng lão bóng người chính là biến mất. Tiểu súc sinh, bỏ mặt ngươi là cảnh giới gì, ta cũng biết để cho ngươi rõ ràng, vì sao là thánh thảo cốc uy nghiêm. Vì sao là thánh thảo cốc lực lượng. Người của ma tộc, vốn cũng không nên tồn tại, chết. Thiên lôi cuồn cuồng. Cựu trưởng lão ngón tay bắt pháp quyết, kiếm ý ngưng tụ. Trên bầu trời ngay tức thì tạo thành một đạo kiếm ý, kiếm ý lại là từ trên trời hạ xuống. Thiên địa linh khí, tụ đến, cực quan bắn tán loạn, như mặt trời chói chang lăn xuống. Lửa cháy bừng bừng gầm thét, cả thế giới, vào giờ khắc này chính là gọi vì địa ngục nhân gian. Oanh! Vậy kiếm thương không ý trực tiếp từ trời cao rơi xuống, thiên địa ngay tức thì không ánh sáng. Một khi chạm được dịp thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ riêng như thế một chiêu, dịp thần chính là cảm nhận được lạnh như băng uy hiếp trực kích linh hồn cường giả nhất kích diệp thần không dám khinh thường quanh thân sấm sét thả ra cửu u thí thiên thương ma khí lại là ngưng tụ đến mức tận cùng bước vào hư vương cảnh sau đó lâm thanh huyền tiền bối dạy ta phá thiên tam tuyệt thương cũng có thể miễn cưỡng sử dụng phía sau hai chiêu ta ngược lại là phải xem xem phá thiên tam tuyệt thương đối mặt các ngươi có hay không tư cách diệp thần bước ra một bước thân thể bay lên không mi tâm ma khí không ngừng phóng thích cửu u thí thiên thương lại là lóe lên vô cùng ánh sáng chói mắt tự như một thương đến từ chỗ sâu nhất địa ngục. Trực kích cửu u, đồng thời, dịp thần ma khí bao trùm, tự như hình thành một đạo khôi giáp. Hắn khí thế nổ tung. Tu vi lại là điên cuồng leo lên. Ma khí gia trì, cùng với phá thiên tâm tuyệt thương thứ hai thương, trực tiếp để cho dịp thần hơi thở cường thế đến mức tận cùng. Chút nào không kém cừu trưởng lão. Dịp thần trong lòng chiến ý bùng nổ, trong cơ thể tiên máu sôi trào. Hắn có thể cảm nhận được cừu trưởng lão tu vi. Đạo nguyên cảnh đỉnh cấp thậm chí có thể nói là đế tôn cảnh sơ kỳ. Hắn muốn xem xem mình bùng nổ toàn lực, cùng cảnh giới này còn chênh lệch nhiều ít. Cư trưởng lão tự nhiên phát hiện dịp thần khí thế quỷ dị, nàng trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, nhưng là rất nhanh lại thu liễm. Đây chính là ngươi tổn thương đệ tử ta dựa vào. Buông cười. Ma tộc bí pháp có thể mang cho ngươi lực lượng, nhưng giống vậy có thể hủy diệt ngươi hết thảy. Đạp đạp đạp. Mấy bước bước ra, cư trưởng lão cả người như một ngọn núi lớn, trực tiếp hướng Diệp Thần nghiền ép đi, mang theo người vạn quân lực. Để cho người cảm giác nghẹt thở. Hắn đem thánh thảo cốc lực lượng hiện ra được tinh tế. Tới thật tốt. Mắt thấy cừu trưởng lão như núi cao nghiền ép tới, Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Phá thiên tam tuyệt thương, cho ta trực tiếp phá vỡ. Trên bầu trời, vạn dặm không may ngay tức thì bị ma khí che giấu. Hào hùng chân khí, ma khí, thậm chí còn sắm xét lực toàn bộ hội tụ ở cửu U Thí Thiên Thương trên. Nháy mắt tức thì, cửu u thí thiên thương chính là phát ra một tiếng khẽ trên tiếng, ngay tức thì chính là ma khí đầy trời, vạn thú lao nhanh, khí thế khoáng đạt. cửu u thí thiên thương mang theo người thường cổ lực hồng hoang, hướng núi cao đối kháng đi. lấy thân thể mạnh mẽ, cứng đối cứng, thực lực trên lệch dưới, diệp thần dĩ nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. mặc dù diệp thần thân thể vậy rất mạnh mẽ, nhưng là hắn lấy không có được cái gì ưu thế. hống 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 hống. theo cửu u thí thiên thương bắn ra, vạn thú gào thét, cửu u lực lan truyền chút tài mọn cũng dám càng rỡ đối mặt đối diện trấn áp mà đến cửu u thí thiên thương cựu trưởng lão khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt thân hình hắn không có chút nào dừng lại thậm chí bỗng nhiên tăng tốc độ oanh người như lưu Quang, cựu trưởng lão trực tiếp đón cửu u thí thiên thương đi một khắc sau một hồi tiếng nổ nổ tung ung ung như sấm nổ tung thiên địa tan vỡ vậy che trời xây đất thanh quan ở tiếng nổ chính giữa bị xé ra một vết thương rào 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 nặng nề biến dạng sinh chính giữa muôn vàng cự thú ngay tức thì ở cựu trưởng lão đánh vào dưới hóa là bụi bậm tan rã tản ra oanh thế như trẻ tre cựu trưởng lão quanh thân khí thế hóa hơi lớn biển không thể ngăn cản biến dạng muôn vàng cự thú hắn hung hãn đụng vào cửu u thí thiên thương trên đối với cựu trưởng lão mà nói cái này cửu u thí thiên thương không có chút nào khiêu chiến nếu như diệp thần chỉ có thủ đoạn như vậy hôm nay hắn liền chết chắc cái này cầm thương ta lúc này hủy đi như vậy ta vật ở lại thế gian cũng là hại người cựu trưởng lão giữ lại cửu u thí thiên thương cánh tay khô gầy vừa định bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng vừa định biến dạng một giây kế tiếp quỷ dị đột biến cửu u thí thiên thương ngay tức thì vặn vẹo lại là tự như hóa là một cái hắc xà cuốn quanh ở cựu trưởng lão cánh tay không ngừng súc chặt cựu trưởng lão sắc mặt đại biến nàng vậy coi là kiến thức trọng nhưng chưa bao giờ gặp qua loại vũ khí này nếu như lại không tránh thoát tay nàng cánh tay tuyệt đối sẽ nghiền nát nhưng là bất kể nàng dùng cái gì thuật pháp, cửu u thí thiên thương căn bản không có tránh thoát ý nghĩa. Thằng nhóc, nhanh lên để cho vũ khí của ngươi cút ngay. Cựu trưởng lão gầm hét lên. Nhưng là dịp thần từ đầu đến cuối mắt lạnh đối đãi hết thảy. Cựu trưởng lão cánh tay đã rỉ ra máu tươi, nàng lại cũng không đoái hoài tới, trực tiếp đáp lời hơn ba vị trưởng lão hô. Còn lo lắng cái gì, giết thằng nhóc này. Thằng nhóc này vừa chết, cái này ma tộc đồ chơi tự nhiên mất đi lực lượng. Mau. Vậy ba vị trưởng lão nghe được câu này, bóng người biến mất, ngay tức thì đi tới Diệp Thần bên người. Ba vị thực lực của trưởng lão đều ở đây đế tôn cảnh trên. Diệp Thần liều mạng ngăn trở, nhưng vẫn bị ba người vây quét, khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể không ngừng lui về phía sau, còn không có ổn định thân hình, cựu trưởng lão chính là mang cửu u thí thiên thương, trực tiếp dết tới đây. Tiểu súc sinh, hôm nay, ta liền để cho ngươi hồn đạo mất đi. Cựu trưởng lão đã buông tha cánh tay kia, một cái tay khác, tay cầm một bản màu vàng phù văn chữ viết cổ xưa quấn quanh ở lòng bàn tay, ngay tức thì hóa là lợi kiếm hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Diệp Thần ngẩn ra, con ngươi ngưng lại, trong cơ thể vô tận lực lượng âm âm bùng nổ. Tiếng trồng năm vang khắp. Rồi sau đó, một cái tràn đầy sấm sét văn lộ huyết long trực tiếp lao ra Diệp Thần thân thể, cùng bạo năng lượng từ huyết long thân thể tràn ra. Huyết long xuất hiện, để cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Cựu trưởng lão theo là tròng mắt trận to. Ngự Long người. Hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt tiểu tử lại là Ngự Long người. Cùng thời khắc đó, kiến trúc chỗ sâu, một tòa nơi bế quan. Một vị tóc hoa râm ông già đang đứng ở đột phá máu chốt kỳ. Đột nhiên, trong mắt của nàng mở ra. Cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí có chút mừng rỡ. Thằng nhóc kia, rốt cuộc đã tới. Converter du ung kêu cầu ủng hộ bộ khai cuộc trái đất này nhé hạt ttps. truyền com gạch chéo khai qua trai gia Chương 967 U Minh sông dài Nguồn Mê truyện audio.com Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ phiếu độc trội thánh cỏ ngoài điện. Gương tuốt vỏ, nỏ dương dây. Làm dịp thần trong cơ thể huyết long xông ra, cầm đầu mấy vị thánh thảo cốc trưởng lão sắc mặt đều là kịch biến. Vậy tràn đầy sấm sét văn lộ huyết long gắt gao nhìn chầm chầm bọn họ. Lại là canh giữ ở dịp thần chừng. Chỉ có cựu trưởng lão dám động thủ, huyết long chính là không để ý bất cứ giá nào, bắt lại cựu trưởng lão. Cựu U Thí Thiên Thương cũng là cảm giác được cựu trưởng lão uy hiếp, mà khí dần dần bao trùm ở cựu trưởng lão toàn bộ cánh tay một giây kế tiếp, chính là cấp tốc co rút lại. Xé kéo. Cửu U Thí Thiên Thương lại trực tiếp xé cựu trưởng lão cánh tay. Máu tươi bùng nổ. Cường đại chỗ đau cơ hồ để cho cựu trưởng lão thanh tĩnh trở về, gương mặt lại là vô cùng dữ tợn. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám hủy diệt ta cánh tay. Bỏ mặt ngươi là ai, hôm nay ta đều phải ngươi bỏ ra tay cục đau. Cựu trưởng lão cả người cơ hồ điên cuồng. Tay kia ở giữa màu vàng phù văn bộc phát ra cường đại lực lượng, vốn là lợi kiếm, lại là hóa là một đầu cùng bạo cự thú, hướng Diệp Thần cùng bạo đi. Diệp Thần không có né tránh, hắn biết phù văn này lực lượng có đáng sợ dường nào. Nhưng là hắn càng muốn biết lột xác sau huyết long, rốt cuộc lực lượng gì. Huyết long cảm giác quyền uy của mình tự như bị nghi ngờ, tức giận long ngâm vang khắp, quanh thân tràn ra sấm sét và ngọn lửa, lại là cắn một cái ở màu vàng kia phù văn hóa thành cùng bạo cự thú trên. Một đồng một thú bộc phát ra một hồi tiếp theo một hồi đợt khí. Chiếm đoạt thiên địa. Đợt khí hướng bốn phương tám hướng náo động, Diệp Thần không thể không lui về phía sau rồng rã 10 bước, mặt hắn gò má lại là xuất hiện một dấu máu. Cưu trưởng lão và còn lại mấy vị trưởng lão cũng không khỏi không lui về phía sau. Trung ương chi đất phản phất là gió bão trung tâm. Nhưng là rất nhanh, huyết long liền đem phù văn kia ngưng tụ cự thú biến dạng. Có thể gặp bây giờ huyết long có kinh khủng dường nào. Cưu trưởng lão diễn cảm giữ tận đến mức tận cùng, nàng do dự mấy giây, đối với bên cạnh ba vị trưởng lão, nói. Xin chư vị cho ta một đạo lực lượng, thằng nhóc này phải chém chết nếu không ta thánh thảo cốc sẽ gặp thành là huyết linh bí cảnh trong thiên đại cười nhạo. Còn dư lại ba vị trưởng lão trong mắt có chút do dự. Cựu trưởng lão, ngươi có thể nhận ra được thằng nhóc này trong cơ thể cất giấu một cái huyết long, có thể hay không người này chính là tông chủ tìm kiếm ngự long người, là không phải là không có đúng mực người, sợ rằng thằng nhóc này thật sự là tông chủ một mực tìm kiếm người. Hơn nữa tiểu tử này thực lực cổ quái rất, mặc đối với chúng ta, ta không cảm giác được hắn trong con ngươi có bất kỳ sợ hãi và lùi bước tâm trạng, nếu như đồng thủ nữa đi xuống, đối với chúng ta đều không lợi à. Đúng vậy, lão Cừu, thu tay lại đi, ngươi tay cục hẳn còn có thể khôi phục, chúng ta cấp bậc này tồn tại, tay cục mọc lại rất bình thường, cũng không nếu lại đối với một tên tiểu bối ra tay. Cừu trưởng lão nghe được bên người mấy vị trưởng lão khuyên giải, gương mặt diễn cảm lúc sáng lúc tối, ở nàng nhìn lại, phản phất là bị người khác làm nhục vậy. Tay cục thù, nếu không phải báo, nàng sau này ở Thánh thảo cốc như thế nào đặt chân? Nàng hừ lạnh một tiếng. Nếu các ngươi không muốn ra tay, vậy coi như xong, ta cũng không cần các ngươi thật lấy là ta không giết được tiểu súc sinh này. Cái này thế gian cũng chưa có ta không giết được người. Dứt lời, cựu trưởng lão trong mắt nhắm lại, quanh thân khí thế lại là phóng thích mở. Sau đó, nàng liền đem ngọc bội bên hông lấy ra. Còn lại mấy vị trưởng lão thấy một màn này, hơi biến sắc mặt. Lão cựu lại muốn đối với thằng nhóc này vận dụng bí thuật. Bí thuật một khi bắt đầu sử dụng, thực lực chính là bay lên một đoạn, mấu chốt đây đối với lão cừu thân thể có rất lớn tổn thương à. Nàng điên rồi phải không? không tiếc dùng cái này chờ giá phải trả cũng phải chém chết thằng nhóc này. Mấy vị trưởng lão muốn khuyên, nhưng là là lúc đã chậm. Chỉ gặp cừu trưởng lão cánh tay lộn một cái, một giọt máu tươi trực tiếp ở lòng bàn tay tràn ra, lại là bao quanh ngọc bội. Ngọc bội tại chỗ vỡ vụn, hóa là vô số ngôi sao ánh sáng. Đồng thời, bốn phương tám hướng lại là xuất hiện từng cơn hàng băng ý, trên bầu trời lại là ngưng tụ ra một cái sông dài. Sông dài tựa như rồng nước, cực kỳ dữ tợn. Dù là ngươi nắm trong tay một đầu huyết long thì như thế nào? ta cháy máu tươi và tu vi ngưng tụ rồng nước hư ảnh, đủ để hủy diệt ngươi hết thảy. Một tiếng thét dài, thiên địa biến sắc. Vậy bầu trời sông dài trực tiếp nghiêng ngã xuống, tự như trường giang lao nhanh. Khí thế khoáng đạt. Ung ung. Rồng nước lại là hung hãn đập vào huyết long trên. Rột rột. Hai cổ năng lượng va chạm, ngay tức thì phát ra từng cơn trầm thấp chi âm. Làm sao có thể? Diệp thần trận to hai mắt. Hắn nhìn thấy gì? hắn phát hiện vậy sông dài hóa thành rồng nước lại trực tiếp thẩm thấu huyết long thân thể. Huyết long coi như muốn động thủ cũng không khả năng à, đây là cái gì quỷ? Diệp thần biết rõ huyết long, huyết long mạnh mẽ, căn bản không có thể để cho lực lượng bên ngoài như vậy thấm vào. Nhưng là dưới mắt vậy là cái gì tình huống? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa truyền đến huyết thất giả thanh âm. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là u minh sông dài, thế gian vật chí âm, huyết long là chí dương thuộc tính, hai người đụng chạm, huyết long tất nhiên thua thiệt huyết long và ngươi bây giờ có liên lạc lại là từ thân thể ngươi trong quẩn dục nếu như huyết long bị u minh song dài chiếm đoạt ngươi tu vi cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn diệp thần nghe được câu này chính là phát hiện huyết long xông lên thương khung cuốn lên mây đen sau đó lại chợt đập rơi xuống phản phất là dự định thoát khỏi trong thân thể u minh song dài tiền bối có thể có biện pháp phá vỡ u minh song dài huyết thất giả lắc đầu một cái người ta không tiếc cháy máu tươi và tu vi tới giết ngươi ngươi bây giờ tu vi muốn phá vỡ u minh sông dài nói dễ vậy sao bất quá, trên mình ngươi cũng có thế gian chí âm tồn tại, đó chính là ngươi mi tâm vậy đạo Ma Châu. Vậy Ma Châu lực lượng có thể câu thông cửu U, cũng là cửu U thí thiên thương lựa chọn ngươi nguyên nhân trọng yếu. Nói không chừng ngươi mi tâm lực lượng có thể hấp thu cái này U Minh sông dài. Chính là bây giờ, đi nhanh. Diệp thần nghe được huyết thất dạ dồn dập thúc dục tiếng, không do dự nữa, ý niệm câu thông huyết long lại là đi tới huyết long bên người, nằm ngón tay trực tiếp vỗ tới huyết long trên thân hình. Hắn phát hiện huyết long thân thể cực kỳ lạnh như băng vậy u minh chi sông tự như vạn niên hàng băng vậy diệp thần bất diệt lửa ngưng tụ lòng bàn tay nhưng là phát hiện bất diệt lửa tại chỗ tắt có thể gặp uy lực huyết long để cho ta lực lượng tiến vào ngươi thân thể diệp thần lời nói rơi xuống ấn đường chính là xuất hiện một đạo u lam quan cái này quan cực kỳ giá rét lại là ở diệp thần trên ấn đường hình thành một con mắt lạnh như băng thực cốt máu tanh cửu u tự như địa ngục mắt cùng cùng ma khí ngay tức thì bao gồm huyết long thân thể và u minh sông dài cuốn quanh với nhau thời khắc này dịp thần cảm giác rất vi diệu hắn có thể cảm giác được mi tâm lực lượng chạm được u minh sông dài tự hồ cực kỳ kích động sơ sót bây giờ mi tâm điện một mắt đột nhiên co rút một cái vậy u minh sông dài giống như mất khống chế vậy trực tiếp bị một cổ lực lượng vô hình trừ ly liền đi ra cuồn cùng u minh sông dài lại là chui vào dịp thần ấn đường vô tận ma khí chiếm đoạt hết thảy cựu trưởng lão thấy một màn này sắc mặt đại biến đáng chết ta u minh sông dài tiểu súc sinh người đang làm gì nàng có thể cảm giác được rõ rệt u minh sông dài bị điên cuồng hấp thu nàng tu luyện đều là thành lập ở u minh sông dài trên nếu như toàn bộ hấp thu nàng sau này làm sao còn đột phá đây là nàng bất chấp nguy hiểm tánh mạng lấy được cơ duyên à converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ khai cuộc trái đất này nhé hạt ttps com gạch chéo khai chấm qua chấm trai chấm da chương 968 người muốn câu trả lời nguồn mê truyện audio com converter du ung kiều cầu vốt cao nhớ qua web mới được ngươi cho ta dừng tay. Cựu trưởng lão điên cuồng đến trình độ cao nhất. Sắc mặt nàng lại là tái nhật. Không để ý tới hết thảy, nàng nhìn về phía bên người ba vị trưởng lão, kích động nói. Các ngươi hẳn biết U Minh sông dài đối với ta tầm quan trọng, thật dự định ngồi yên không để ý đến. Hôm nay bất cứ giá nào ta tới chịu đựng. Xin ba vị trưởng lão xem ở năm xưa giao tình trên, giúp ta giúp một tay. Ba vị trưởng lão cũng là chú ý tới dịp thần đang cướp đoạt U Minh sông dài, các nàng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là bước ra một giọt máu tươi máu tươi va chạm, hóa là một đạo sương máu bọc cừu trưởng lão toàn thân. Cừu trưởng lão khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Bây giờ nàng thực lực cơ hồ ở đế tôn cảnh trung kỳ. Người bình thường muốn trung chuyển căn bản không có tư cách. Trong mắt của nàng điên cuồng, quanh thân tản ra đỏ thẫm ánh sáng. Tự như biến dạng hư không, đi tới dịp thần bên người. Tiểu súc sinh, còn muốn cướp đoạt ta u minh sông dài, tự tìm cái chết. Khoảnh khắc bây giờ, thiên địa biến sắc phong vân biến ảo. Tự như một phe này thiên địa, hoàn toàn bị thiết cắt đứt liên lạc. Biến hóa bất thình lình để cho Diệp Thần lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung một cái. Hắn muốn ngừng hấp thu u minh sông dài, nhưng phát hiện mi tâm lực lượng căn bản không cho phép. Hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí không cách nào đi đối kháng cừu trưởng lão. Cùng bảo kiếm ý, cùng sạch đầy trời kiếm khí, dường như muốn cầm Diệp Thần sống chiếm đoạt. Đáng chết. Diệp Thần con ngươi cấp tốc co rút lại, lớn tiếng tê rống lên. Hắn có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố nếu như bị đâm nhập thân thể, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cố nhiên luyện thể, nhưng là xa xa không có tư cách ngăn cản đế tôn cảnh trí cường nhất kích à, hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Tự như đi đôi với một kiếm này rơi xuống, liền là biển sâu địa ngục, kiếm này, liền phản phất là vậy lưỡi hái tử thần, mở ra đi thông cửa địa ngục. Diệp thần chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi động lại, hắn nhìn không được trung. Đây có lẽ là diệp thần từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được cái này chờ sợ hãi ngay tại lúc này diệp thần trước mặt mau dừng lại à diệp thần gầm thét nhưng phát hiện mi tâm ma châu không có phản ứng chút nào còn đang hấp thu u minh sông dài trời ạ à, diệp thần trong lòng vô cùng tức giận cưu trưởng lão thấy diệp thần chết đến ập lên đầu lại còn không dừng lại lạnh lùng cười thật là không biết sống chết tiểu xuất sinh chắc hẳn trên mình ngươi cơ duyên cũng không tệ hôm nay liền toàn bộ thuộc về ta cho ta chết kiếm ý bùng nổ đâm trách hư không ngay tại kiếm phong phải rơi vào dịp thần tim một khắc kia, dị biến nổi lên. Chu vi 5 km mưa gió phun trào. Một đạo gió lớn từ chỗ sâu cuốn tới. Dừng tay. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, không chỉ cựu trưởng lão, tất cả mọi người tại chỗ mặt liền biến sắc. Tông chủ xuất quan. Gió lớn cấp tốc tới, một người mặc bát quái trường bào bà cụ ngay tức thì xuất hiện ở dịp thần trước người. Hai ngón tay đưa ra, trực tiếp kẹp lấy cựu trưởng lão kiếm. Tất cả lực lượng, lúc này biến mất Tự như bị một đoàn bọt biển hoàn toàn hấp thu cựu trưởng lão trận to mắt mâu nhìn trước mặt ngăn trở người thanh âm run rẩy tông chủ ngài làm sao đi ra ngài không phải đang bế quan sao cụ già hừ lạnh một tiếng ta như nếu không ra ta bố trí nghìn vạn năm đại cuộc sẽ bị ngươi cái phế vật này phá hư dứt lời cụ già hai ngón tay lực lượng hoàn toàn bùng nổ dễ như bẩn lực từ hai ngón tay lan tràn đi rắc rắc trường kiếm trực tiếp hóa là bột cùng bạo đợt khí lại là hung hãn đập vào cựu trưởng lão trên thân hình. Không có dấu hiệu nào, cựu trưởng lão khạc ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, lại là hung hãn đập xuống đất. Cơ hồ trọng thương. Thấy một màn này, còn dư lại ba vị trưởng lão thậm chí còn chung quanh tất cả nữ đệ tử rối rít cúi đầu quỳ xuống. Bái kiến tông chủ. Cụ già không chút nào để ý tới, nàng nhìn một cái đang đang hấp thu u minh sông dài dịp thần cùng với bàn tha ở quanh thân tả hữu huyết long, con ngươi hiếp lại. Sau đó, chợt xoay người, hai tay chấp sau lưng, thanh âm già nuôi rơi xuống bắt đầu từ hôm nay cừu vân trưởng lão trực tiếp đuổi ra khỏi thánh thảo cốc còn nữa ngoài ra xuất thủ ba vị trưởng lão toàn bộ xuống cấp tước đoạt trưởng lão quyền lợi lời này vừa nói ra mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh chẳng ai nghĩ tới tông chủ lại vì một cái người ngoài trực tiếp đuổi cừu vân trưởng lão lại là cầm còn lại ba người thân phận xuống cấp phân phó xong hết thảy các thứ này ông già trồng mắt rơi vào lạc trên mình lạc nhi người này là người mang tới đúng vậy sư phụ ta chẳng qua là lạc ánh mắt có chút bối rối rất sợ trách cứ cụ già gật đầu một cái trong mắt vui vẻ yên tâm lạc nhi vi sư không có nhìn lầm ngươi bắt đầu từ hôm nay ai như lại dám khi dễ ngươi trực tiếp đuổi ra khỏi thánh thảo cốc trước đây ta không dám đối với ngươi quá mức bảo vệ chính là sợ con bướm hiệu quả hôm nay vi sư phải đợi người rốt cuộc xuất hiện không cần lại chiếu cố đến cái gì lạc nghe được câu này hốc mắt ướt ác kích động nói sư phụ dịp tiên sinh thật là ngươi người muốn tìm cụ già ánh mắt rơi vào diệp thần trên mình diệp thần mi tâm điện một mắt đã khép lại u minh sông dài hoàn toàn bị hấp thu mặc dù diệp thần không biết như thế nào sử dụng nhưng là cái này u minh sông dài kết hợp mi tâm lực lượng tuyệt đối đáng sợ đủ để thành là hắn một đạo lá bài tẩy lão nhân cười cười đối với diệp thần nói nếu như ta không đoán sai ngươi hẳn gọi diệp thần đi trên mình ngươi không chỉ nắm trong tay một cái huyết lông hẳn còn nắm trong tay luân hồi đi nghe được câu này diệp thần diễn cảm đột nhiên thay đổi sợ hãi Cụ già biết hắn tên chữ không tính là quỷ dị. Quỷ dị chính là luân hồi hai chữ. Chẳng lẽ cái này cụ già biết luân hồi mộ địa, giờ khắc này, Diệp thần sinh ra sát ý, luân hồi mộ địa là hắn lớn nhất bí mật, như vậy nghịch thiên vật nếu là bị cái này nhóm cường giả biết, tất nhiên tham lam. Bỏ mặt chánh tà, hắn phải bóp chết. Cụ già tự nhiên phát giác Diệp thần sát ý, cười một tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi một chuyến bên trong, có chút nghi ngờ ta tự nhiên là ngươi tháo ra. Diệp thần đem ý định giết người thu liễm, gật đầu một cái. Được. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực muốn trung chuyển loại này tồn tại, căn bản không có thể. Cái này là tiểu thư sư phụ Tu Vi có thể không đơn thuần để tôn cảnh trung kỳ đơn giản như vậy. Cực kỳ nguy hiểm. Mười phút sau đó, hai người đi tới liền một nơi đại điện, cụ già cánh tay vung lên, cửa đóng lại, bên trong nhà lại là trận pháp phun trào. Thiên nhiên che đậy đại trận, không chỉ cường giả không cách nào ra xem bên trong tình huống, liền cả thiên đạo cũng không có tư cách rình rập. Ra tay thật lớn. Cụ già hít mắt, cho dịp thần rót một ly trà, cánh tay vung lên, nước trà chính là trôi lơ lửng ở dịp thần trước mặt. Dịp thần đưa tay ra, trực tiếp cầm ly trà, nhấp một miếng, nói ngay vào điểm chính. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ta nghe lạc nói, ngươi một mực ở chờ ta? Đây là dịp thần trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Lão nhân cười cười, lòng bàn tay hướng về phía mặt đất tùy ý một trảo trung ương đại điện mặt đất lại chấn động lên. Một giây kế tiếp, một khối đá bia bỗng nhiên xuất hiện. Nhô lên. Trên bia đá có khắc chữ viết cổ xưa và hình vẽ, dịp thần căn bản không biết. Nhưng là cái này không trọng yếu. Bởi vì bia đá vật liệu lại và luân hồi mộ địa mộ bia giống nhau như đúc. 13 converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các mùi mùi này nhé hạt TTPS truyền com gạch chéo ta chấm nu chấm phu chấm thuy chấm muoi chấm mua chấm mua Chương 969 Hy vọng duy nhất, Nguồn mê truyện audio com converter du ung kiều cầu ủng hộ phiếu diệp thần ngưng mắt nhìn vậy nhô lên bia đá bia đá phản phất có một đạo ma lực thần kỳ để cho diệp thần ánh mắt không cách nào di động dù là chữ viết và phía trên hình vẽ không nhận biết hắn có thể cảm giác được túi hòn đá nhỏ dường như muốn tránh thoát hết thảy bay ra ngoài luân hồi mộ địa những cái kia mộ bia cũng là chấn động lên hắn cơ hội khẳng định bia đá và luân hồi mộ địa có liên quan rất lớn cụ già tự nhiên phát giác diệp thần biểu tình nghi hoặc đứng lên có nhiều thú vị nói xem ra tấm bia đá này ngươi vậy biết đúng rồi nói lâu như vậy ta còn không có tự giới thiệu mình đây ngươi không phải thánh thảo cốc người vậy không cần phải kêu ta tông chủ ngươi tạm thời liền kêu ta nhược tiền bối dịp thần sắc mặt không có chút ba động nào tại chưa có xác định đối phương thân phận trước hắn tự nhiên sẽ không làm quen tấm bia đá này ngươi từ nơi nào được tới còn nữa ngươi vì sao chờ ta nghe lạc nói ngươi chờ ta hơn ngàn năm ngàn năm trước ta cũng không có ra đời, đùa gì thế? Đừng nói cho ta cái gì nghịch thiên thuật pháp. Ngươi nếu có cái này nghịch thiên thuật pháp, làm sao sẽ bị bao vây cái này huyết linh bí cảnh bên trong? Nhược tiền bối nghe được dịp thần vấn đề, sang sẵn cười một tiếng, đối với dịp thần thái độ, không có chút nào không vui. Ngươi vấn đề rất tốt, ta tự nhiên sẽ trả lời ngươi. Thật ra thì hai ngươi vấn đề có thể nói là một cái vấn đề. Tấm bia đá này chính là ta xác định ngươi nguyên do lớn nhất, ngươi cảnh giới bây giờ và kinh nghiệm, hẳn không cách nào nhìn thấu chữ viết phía trên đi. Diệp thần không nói gì, chờ đợi đối phương câu trả lời. Nhược tiền bối đi tới bia đá trước người, đầu ngón tay bứt ra một giọt máu tươi. Cái này chữ viết phía trên và hoa hạ có chút chênh lệch, ngươi tự nhiên không nhận biết, bất quá, ta dùng một ít thủ đoạn, có thể để cho ngươi ngay tức thì rõ ràng phía trên chữ viết hàm nghĩa. Nói xong, nhược tiền bối đầu ngón tay máu tươi liền ở dịp thần trước mắt nhẹ nhàng lau một cái. Huyết quan bao trùm ở con ngươi bên trong. Dịp thần kinh hải phát hiện chữ viết phía trên lại bắt đầu biến hóa, nguyên bản phong cách cổ xưa chữ viết lại cuối cùng hình thành hoa hạ chữ hán mấu chốt chữ hán trên lại hiện lên diệp thần ngự long luân hồi huyết linh tộc mấy chữ này hoặc giả là bởi vì thời gian trôi qua phần lớn chữ viết đổi được không lành lặn không hoàn toàn diệp thần cũng không thể đem đoạn văn này liên tiếp nhược tiền bối cầm bình trà lên lại cho diệp thần rót một ly trà sau đó tiếp tục nói ngươi bây giờ hẳn tin tưởng ta nói liền đi không phải ta lựa chọn ngươi mà là cái này mộ bia lựa chọn ngươi thời đại thượng cổ, vực ngoài vẫn thạch rơi hướng trái đất, tổng cộng có 5 tấm bia đá rơi xuống. Một khối chính là ngươi bây giờ thấy tồn tại, còn như còn lại 4 khối, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ nắm giữ một khối khác tung tích, còn như còn dư lại 3 khối, không biết là bởi vì thế lực ẩn núp vẫn là nguyên nhân gì, một mực yên lặng. Hoặc giả là rơi vào nơi nào đó biển sâu bên trong đi. Dịp thần nghe được câu này, con ngươi co rút một cái, theo bản năng nói. Ngươi nắm giữ một khối khác, phải cùng cung lôn hư dịp gia có liên quan đi. Nhược tiền bối nghe được dịp gia, diễn cảm cực kỳ dữ tợn, thậm chí có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, kinh ngạc biến mất, nàng bừng tỉnh hiểu ra nói. Cũng đúng, ngươi liền họ dịp, phỏng đoán ngươi chính là từ côn lôn hư dịp gia tới. Biết chuyện này cũng không coi là kỳ quái. Dịp gia tấm bia đá kia thật giống như cường đại hơn, chỉ tiếc năm đó ta chạy tới dịp gia sau đó, bia đá liền biến mất, nghe nói bị người chuyển hóa năng lượng, không biết là không phải nguyên nhân này. Dịp thần cảm thụ túi hòn đá nhỏ tản ra năng lượng, khẽ mỉm cười phỏng đoán cái này năm tọa bia đá có bất đồng thuộc tính, nhưng là trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là luân hồi mộ địa. Như không có mở luân hồi mộ địa, cũng không có hắn dịp thần ngày hôm nay. Ngươi để cho ta tới nơi này, chính là nói những chuyện này sao, ta đuổi thời gian, có lời nói mau, có trắm mau thả. Nhược tiền bối nghe được dịp thần thúc giục, cười một tiếng. Ngươi tuổi trẻ, hỏa khí ngược lại là rất lớn. Ta ở nơi này huyết linh bí cảnh nắng lại lâu như vậy, lại càng không tiếc thành lập thánh thảo cốc, chính là vì đối kháng trong này sáu vị huyết linh tộc cường giả những huyết linh này tộc cường giả có thể nói là tù binh, về phần tại sao không chém chết, là bởi vì là huyết linh tộc trong cơ thể lực lượng và côn luân chúng ta giả người tu luyện không cùng. Huyết mạch của bọn họ cùng với lực lượng giống như là chúng ta bản thăng cấp, đây là tới từ bổn nguyên nghiền ép. Còn nữa, huyết linh tộc cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ phái người tới côn luân hư, mang đi 100 vị đế tôn cảnh cường giả. Mỗi một lần, đối với côn luân hư và trái đất mà nói, đều là trọng thương. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, vô số lần trọng thương, cuối cùng chỉ để lại xuống chúng ta mấy vị cao cấp cường giả trấn giữ. Toàn bộ côn lôn hư tu luyện hoàn cảnh cũng là rơi vào mệt mỏi. Chúng ta sau người bất kỳ đều biết, côn lôn hư sớm có một ngày sẽ bị huyết linh tộc chiếm đoạt, chỉ có tìm được huyết linh tộc nhược điểm, cùng với chống lại huyết linh tộc tồn tại, côn lôn hư mới có một đường sinh cơ. Ta ở chỗ này, và huyết linh tộc sáu người kia tiếp xúc vô số lần, lúc này mới hiểu bia đá chữ viết. Mà trên bia đá chữ viết thố lộ chính là phá vỡ huyết linh tộc duy nhất có thể. Hắn kêu dịp thần điều khiển một cái chín tầng trời huyết long. Ta một mực lấy là, cái này Diệp Thần là vực ngoại đại năng, cho đến có một ngày, ta đột nhiên đang suy nghĩ, có thể hay không cái này Diệp Thần bản thân liền ra đời ở công lông hư bên trong. Còn như còn dư lại ngươi hẳn biết, ngươi chính là ta một mực khổ khổ tìm kiếm ngươi. Diệp Thần nghe không thể tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ thực lực bất quá là hư vương cảnh, huyết linh cảnh cường giả đối với hắn mà nói quá mức xa vời, hắn cũng không cho rằng hắn bây giờ có nghiền ép huyết linh tộc cường giả lực lượng. Hắn chân thực có chút không cách nào rõ ràng, vì sao tất cả mọi người đều coi trọng mình? Lại vì sao cầm đối kháng huyết linh tộc lớn mạnh như vậy tồn tại, đặt ở mình trên người một người? Chẳng lẽ chính là bởi vì luân hồi mộ địa? Luân hồi mộ địa trăm vị đại năng đều không cách nào rung chuyển huyết linh tộc, mà hắn một cái chỉ bất quá tới tuổi 20 thanh niên, thì có tư cách. Dịp thần lắc đầu một cái, đem trong đầu ý tưởng vung tán. Bây giờ ngươi đến khi ta, tiếp theo muốn ta làm gì? Ta nói trước minh, ta không biết nghe ngươi ý kiến, đối kháng huyết linh tộc, ta có mình phương thức nhược tiền bối con ngươi hiếp lại gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần nàng do dự rất lâu cuối cùng vẫn mở miệng nói ta muốn biết một chuyện trên mình ngươi có phải hay không có vậy thượng cổ trong đại chiến biến mất đại năng tin tức không có diệp thần nói thẳng nhược tiền bối như có điều suy nghĩ tiếp tục nói được cái vấn đề này ta không quan tâm ta quan tâm hơn một cái vấn đề khác một năm rưỡi sau đó huyết linh tộc lần nữa hạ xuống côn lôn hư ngươi có phải hay không dự định đi nơi đó chỉ riêng chém chết huyết linh tộc mấy vị trưởng lão căn bản không chỗ dùng chút nào, chỉ có tìm được huyết linh tộc người sau lưng, mới có thể thay đổi bây giờ cách cục. Có một việc, ta không ngại tiết lộ cho ngươi, huyết linh tộc mạnh mẽ, xa xa không phải đế tôn cảnh có thể rung chuyển, nếu bia đá lựa chọn ngươi, tất nhiên có duyên phận do, ta hy vọng ngươi có thể mang tấm bia đá này hoàn toàn tiêu diệt huyết linh tộc, ngươi là ta duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng. Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các mùi mùi này nhé hạt TTPS, Trinh com. ta chấm nu chấm phu chấm thuy chấm cạc chấm muoi chấm m u o i Chương 970 Năm kiểu đồ Nguồn Mê truyện audio chấm Converter du kiều cầu vốt cao Nhớ qua web mới được Trước lúc này, ngươi phải đi gặp một người Người này là thời đại thượng cổ duy nhất sống sót người kia Hắn sau người bất kỳ cũng rõ ràng huyết linh tộc Nhiều năm như vậy, người này không biết là thật điên Vẫn là giả điên giả ngu Chính là vì tìm ra phá vỡ huyết linh tộc cường giả bí mật tồn tại ta muốn hắn chắc có tung tích đi, chẳng qua là không biết hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Diệp thần trong mắt như hàng tinh vậy lóe lên. Ngươi nói hẳn là hàng vân đi, hàng gia lão tổ nghe nói cũng ở đây huyết linh bí cảnh trong, nếu ngươi đối với huyết linh bí cảnh quen thuộc, sợ rằng tung tích của hắn ngươi cũng biết đi. Nhược tiền bối gật đầu một cái. Lão nhân kia và ta có chút đồng thời xuất hiện, chỉ bất quá tính khí của người này cực kỳ cổ quái, trước một giây có thể bình tĩnh, sau một giây chính là điên cuồng, thậm chí có thể làm sát kẻ vô tội, ta dùng thuật pháp tra xét nơi đó tình huống, lần này và ngươi cùng nhau tiến vào những cái kia côn lôn hư cường giả thời gian đầu tiên liền đã tìm được hàng vân. Chỉ tiếc, phần lớn người đều chết ở hàng vân trên tay. Ngươi bây giờ còn dự định đi gặp hắn. Dịp thần con ngươi vô cùng kiên định, hắn từ tiến vào huyết linh bí cảnh bắt đầu, liền không có lựa chọn. Còn như hàng vân nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Hắn cũng không cho rằng mình là thật sớm chết yếu mệnh. Nhược tiền bối từ dịp thần trong ánh mắt lấy được câu trả lời. Được, ngươi nếu là bia đá xác định người, hàng vân cửa ải này dĩ nhiên là chạy không thoát, ta đánh cuộc ngươi, có thể còn sống đi ra. Bất quá ở ngươi đi tìm hàng vân trước, ta muốn đưa ngươi một ít thứ, ngươi theo ta tới, những thứ này, vốn là thuộc về ngươi. Đây cũng là ta duy nhất có thể là côn lôn hư làm, ta đã già rồi, chỉ có thể trong năm cái này thánh thảo cốc, còn như đối mặt loại này cực độ tồn tại nguy hiểm, lực bất tòng tâm. Giang Sơn vẫn là phải các ngươi những người tuổi trẻ này mới có thể đánh hạ. Nhược tiền bối thân thể còng lưng, hướng một mặt vách tường đi tới, rất nhanh, chân nàng bước dừng lại, chậm rãi đưa tay ra, nằm ngón tay đè ở vách tường một nơi hình vẽ trên. Khoảnh khắc gian, toàn bộ vách tường động, lại là hướng hai bên di động. Một cánh cửa đá trực tiếp hiện lên trước mắt. Diệp thần thậm chí cảm giác được cửa đá bên trong, có sao huyết linh bí cảnh còn kinh khủng hơn linh khí. Theo ta tới, nhược tiền bối mang diệp thần xuyên qua một cái hành lang dài, đẩy ra cửa đá, chính là phát hiện bên trong có động thiên khác. Trung ương chi địa lại là một tòa thật to quảng trường. Trên quảng trường có mấy cái cao 5M cột đá, cột đá trên yên lặng nằm năm kiểu đồ. Nhược tiền bối đi tới tòa thứ nhất cột đá trước, nằm ngón tay dương ra, hơi khép lại, vậy thứ nhất cây cột đá trên một cái cặp chính là treo lơ lửng ở trước người của nàng. Như vậy lặp lại, còn lại bốn cây trên cột đá phong Ấn Độ cũng vững vàng rơi vào dịp thần trước người. Nằm phong cách cổ xưa cái rương. Mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng là để tôn cảnh cường giả như vậy thận trọng bảo vệ, tuyệt đối không phải vật phàm. Ta phá giải liền trên bia đá một ít chữ viết vậy hiểu được một ít thứ, những thứ này chắc đúng ngươi hữu dụng. Nói xong, nhược tiền bối cánh tay vừa nhất, thứ một cái cặp trực tiếp mở ra. Để cho diệp thần bất ngờ là, bên trong lại là một kiện kim quan lệ lệ kim lũ y, kim lũ y mặt ngoài đường vân vẫn là chất liệu, cũng nghịch thiên đến mức tận cùng. Thậm chí bề ngoài còn có rất nhiều hơn trận pháp dấu vết. Những trận pháp này đều là thượng cổ trận pháp. Cái này quần áo ngươi mặc vào. Diệp thần gật đầu một cái, nhận lấy kim lũ y, trực tiếp khoát lên người. Nháy mắt tức thì, quần áo chính là biến mất nhưng là diệp thần có thể chân chân thiết thiết cảm giác được trên mình che lấp một tầng bình phong che chở cái này bình phong che chở đủ để chống cự để tôn cảnh cường giả nhất kích tiếp chiêu nhược tiền bối đột nhiên một chỉ điểm ra để tôn cảnh hơi thở bại lộ ra lực lượng cùng bạo trực thủ diệp thần chỗ hiểm diệp thần muốn tránh căn bản không kịp bởi vì hai người khoảng cách quá gần mấu chốt diệp thần đã xác định nhược tiền bối và hắn không phải kẻ địch nào sẽ nghĩ tới đối phương sẽ xuất thủ đế tôn cảnh lực chỉ một cái rơi vào diệp thần trên ngực, huyết quan lượng lờ. Diệp thần vốn cho là một kích này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng nhược tiền bối ngón tay ở chạm được mình nháy mắt, kim lũ y ánh sáng chớp mắt, uy áp cường đại trực tiếp biến mất, thay vào đó chỉ có thư thái. Nói cách khác kim lũ y là hắn ngăn cản một vị đế tôn cảnh cường giả đột nhiên nhất kích. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Bất quá kim lũ y có lẽ bởi vì tiếp nhận nhất kích quá mức mạnh mẽ, dần dần hiển lộ thành hình. Chỉ bất quá, chói mắt màu vàng biến mất, cực kỳ ảm đạm. Nhược tiền bối, cái này kim lũ y là hoàn toàn mất đi tác dụng. Diệp thần hiếu kỳ nói. Nếu như là duy nhất vật phẩm, vậy cũng quá đáng tiếc. Nhược tiền bối lắc đầu một cái, giải thích. Ngươi yên tâm, bảo bối này ta nhưng mà ở một tòa vạn năm trên tuyết sơn tìm được, cực kỳ trân quý. Nó mỗi 20 giờ liền sẽ tự nhiên dồi dào một lần. Chờ 20 giờ sau đó, ngươi mặc thêm vào, sẽ gặp và mới vừa rồi như nhau, hắn chí ít có thể ngăn cản đế tôn cảnh trung kỳ cường giả nhất kích nhớ là nhất kích nha cái này có thể trình độ lớn nhất bảo vệ tánh mạng diệp thần chắp tay một cái cảm ơn nhược tiền bối nhược tiền bối nhìn một cái diệp thần cười nói ngươi thái độ này thay đổi ngược lại để cho ta không thích ứng ngươi vậy không cần cảm tạ ta từ đầu tới cuối ta cũng là vì mình không phải là vì côn lông hư ta mang tông môn đệ tử sống tạm nơi này bản thân chính là sợ biểu hiện chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất dù là bên ngoài côn lông hư bị sang thành bình địa ta có thể còn ở bên trong sống thật tốt ta đây là trốn tránh vấn đề biểu hiện sau đó nhược tiền bối lại là mở ra cái rương thứ hai làm cái rương thứ hai dời đi dịp thần chính là phát hiện bên trong yên lặng nằm một tôn đang đỉnh trên tấm bia đá nói ngươi y đạo thông thần ta bây giờ mặc dù không nhìn ra manh mối gì chắc hẳn đang đỉnh này đối với ngươi mà nói có rất lớn giá trị đang đỉnh này tên thành thánh cỏ đỉnh coi như là ta tông môn một món bảo vật ta đối với luyện đang không có hứng thú liền đưa cho ngươi đi hy vọng ngươi có đỉnh này có thể càng cường đại hơn mình Diệp Thần nhìn thánh cỏ đỉnh, hô hấp dồn dập. Hắn đối với đan đỉnh quá hiểu, mà đây nhược tiền bối thánh cỏ đỉnh, phẩm cấp cao nghịch thiên. Nếu như dùng đan đỉnh này luyện đan, tỷ lệ thành công tối thiểu tăng lên là 20%. Diệp Thần thậm chí có chút mong đợi còn dư lại ba cái rương. Nhưng là nhược tiền bối nhưng là thật lâu không có lại mở ra, mà là đối với Diệp Thần nói. Còn dư lại ba cái rương, ngươi bây giờ không nên mở ra. Converter du ung kêu cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các mụi mụi này nhé hạt ttps trinn com gạch chéo ta nu phu thuy k muoi muoi chương chín trăm bảy mươi mốt hàng vân nguồn mê truyện audio com Converter du ung kêu cầu ủng hộ phiếu ở ngươi rơi vào nào đó tuyệt cảnh cũng hoặc là cục hẳn phải chết hạ lại mở ra ta có thể bảo đảm cái này ít nhất có thể để cho ngươi sống sót nhược tiền bối coi như là cho dịp thần giữ lại ba cái đường lui nàng rõ ràng diệt thần tầm quan trọng. Tuyệt không thể chết yểu. Cố nhiên trước mắt nàng còn không thấy diệt thần có thể rung chuyển huyết linh tộc có thể, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng bia đá cho câu trả lời của nàng. Trên bia đá tiên đoán liền quá nhiều chuyện. Đều nhất nhất ấn chứng. Lại là tiên đoán liền diệt thần bước vào huyết linh bí cảnh thời cơ. Nàng cũng không cho rằng đây là những cái kia đại năng đùa dai. Diệp thần là chọn lựa duy nhất, cũng đáng được nàng mạo hiểm. Diệp thần đem ba cái rương thu vào luân hồi mộ địa, đối với nhược tiền bối chấp tay một cái nói. Dịp thần ở chỗ này cảm ơn nhược tiền bối, trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bất kể là kim lũ y, vẫn là thánh cỏ đỉnh, cũng hoặc là vậy còn lại ba cái không mở ra cái rương. Đối với dịp thần mà nói, cũng quá trân quý. Hắn tự nhiên phải cảm tạ. Một người không thể nào bỗng dưng vô cớ cho hắn những thứ này. Nếu thật vô tư cho, đó chính là đứng ở đại nghĩa trên. Nhược tiền bối nhìn một cái dịp thần, đưa tay ra vỗ một cái dịp thần. Người tuổi trẻ, Ngươi nếu thật phải cảm tạ ta, cũng không tiếc bất cứ giá nào còn sống, chỉ ít chống được một năm rưỡi sau cuộc sống. Huyết linh bí cảnh mấy vị kia huyết linh tộc cường giả không tính là cái gì, chân chính uy hiếp là một năm rưỡi sau đó. Nếu như một năm rưỡi sau đó ra bất ngờ, có thể toàn bộ cung lôn hư thậm chí còn trái đất, cũng sẽ xảy ra chuyện. Có một số việc ta không cần thiết nói nhiều, chờ đến ngày đó ngươi có lẽ liền biết ta lời của. Nếu như ngươi không có chống đỡ đến ngày đó, coi như là ông trời và ta khai trừ một cái thiên đại đùa dẫn đi. Tốt lắm, thời gian không nhiều lắm ta đưa ngươi đi gặp hàn vân đi còn như có thể hay không thấy hàn vân liền xem ngươi bản lãnh nhược tiền bối mang dịp thần rời đi mật thất vách tường lần nữa khép lại hết thảy khôi phục như lúc ban đầu sau đó nhược tiền bối đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với dịp thần cười nói ta đây là quên có thể có một việc cần phiền toái ngươi dịp thần có chút nghi ngờ loại này để tôn cảnh cường giả có cái gì có thể phiền toái hắn chỉ gặp nhược tiền bối cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái cửa đại điện trực tiếp mở ra rồi sau đó, đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại lạc liền là xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Lạc, ngươi đi vào. Lạc nghe được nhược tiền bối thanh âm, thân thể mềm mại chấn động một cái, sau đó đi nhanh hướng đại điện, lại là quỷ ở nhược tiền bối trước ngươi. Sư phụ, ngài có gì phân phó? Nhược tiền bối cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Lạc, ngươi đi theo vi sư vậy nhiều năm, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Bây giờ vi sư cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, một mực ở bên người ta, quá trình này có thể là khô khan, nhưng là vô cùng an toàn. Thứ hai, ngươi và Diệp Tiên Sinh cùng chung trời đi. Ngươi không phải vẫn muốn biết mình thân thế sao, sợ rằng thế gian có thể tháo ra ngươi thân thế chi mê, chỉ có Diệp Tiên Sinh. Cho ngươi 5 phút thời gian cân nhắc. Bỏ mặt loại nào lựa chọn, ta cũng không có điều kiện tôn trọng ngươi. Lạc nghe được câu này, trong mắt trợn to, lại là gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Thần. Nàng đi tới trên đời này chính là không cha không mẹ, nàng lúc nhỏ, bởi vì đang điền và nàng người không giống nhau, bị vô số người cười nhạo nàng cảm giác được mình là cái quái thai. Vô cùng xấu xí và buồn cười quái thai. Nàng tự như nổi điên hướng sư phụ tìm kiếm mình thân thế. Nhưng là sư phụ nhưng chưa bao giờ cho nàng qua một hoàn chỉnh câu trả lời. Mà dưới mắt, sư phụ lại nói, cái này ngày hôm nay biết người đàn ông có thể cho nàng câu trả lời. Nàng có thể không kích động sao? Chỉ bất quá 10 giây thời gian, lạc liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định quả quyết. Sư phụ, ta lựa chọn con đường thứ hai, ta nguyện ý đi theo dịp tiên sinh chừng. Nhược tiền bối vui mừng gật đầu một cái. Được, câu trả lời này vi sư rất hài lòng, bây giờ ngươi lui xuống trước đi, đi chuẩn bị một ít thứ đi, phỏng đoán lập tức phải lên đường. Uông, um, sư phụ. Chờ lưu ô mở sau đó, dịp thần bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi liền không hỏi một chút ta ý kiến. Ta cũng không thích mang người khác lên đường, ta vô câu vô thúc chiều. Nhược tiền bối lắc đầu một cái. Không cần hỏi, ngươi sẽ đáp ứng, cái này bé gái đối với ngươi mà nói, tuyệt đối hữu dụng, nàng đối với dược liệu cực kỳ nhạy cảm, thiên phú luyện đan cũng hoặc là chế thuốc trình độ cũng có thể nói nghịch thiên. Cái này nha đầu quá mức đơn thuần, cũng nên có người mang nàng đi xem xem thế giới bên ngoài, ngươi là tốt nhất lựa chọn, ta cũng tin tưởng, ngươi có thể bảo vệ nàng. Dĩ nhiên, cái này không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, lạc thân thế phải cùng huyết linh tộc có liên quan. Những lời này chậm rãi rơi xuống, nhưng lại như là một cái nặng ký già dạng ở diệp thần trong lòng nổ vang. Lạc lại đến từ huyết linh tộc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, huyết linh tộc lại có một vị cuộc sống ở cung lôn hư. Máu chốt vẫn là một cái như này hiện lành đơn thuần nha đầu. Nhược tiền bối thở dài một hơi, chậm rãi nói. Cái này nha đầu vậy coi bói khổ, ban đầu ta phát hiện mẫu thân nàng thời điểm, nàng mẫu thân cơ hội chết, không có khí tức, từ nàng mẫu thân sau lưng xăm tới xem, hẳn là huyết linh tộc người, hơn nữa từ ăn mặc tới xem, ở huyết linh tộc, thân phận tuyệt đối không kém. Còn như tại sao lại xuất hiện ở cung lôn hư, ta cũng không biết. Bởi vì tu luyện khác biệt, lạc một mực bị người chung quanh làm quái thai nàng không thích hợp tu luyện côn lôn hư công pháp thậm chí còn nàng thánh vương cảnh cũng là ta dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên đi lên ta trói buộc nàng quá lâu nàng cũng không biết mình thân thế bởi vì nàng đối với huyết linh tộc hận thấu xương ta một mực không dám nói cho hắn chân tướng chuyện này liền giao cho ngươi đi hy vọng ngươi khỏe sinh đối với nàng cho dù là cầm nàng làm nô tỳ cũng tốt nàng mặc dù trên mình chảy xuôi huyết linh tộc huyết mạch nhưng là nàng thật rất hiền lành và những cái kia tú sờ hờ côn lôn hư huyết linh tộc cường giả so sánh căn bản không phải người cùng một đường diệp thần trong lòng khá là lộ vẻ xúc động thậm chí có chút đau lòng lạc hắn lại là đáp ứng nhược tiền bối yên tâm sau này ta sẽ đem lạc làm mùi mụi mình sẽ không để cho người bất kỳ khi dễ nàng còn như nàng thân thế chi mê đi một bước xem một bước đi bên ngoài đã truyền đến lạc thanh âm nhược tiền bối lại đơn độc cầm lạc gọi tới một cái gian phòng dặn dò mấy câu chính là đối với diệp thần nói những năm nay ta ở huyết linh bí cảnh bày ra một ít không gian trận pháp, bây giờ, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp hàng vân đi. Nói xong, nhược tiền bối chính là đi tới một nơi dáng vóc to trận bàn trên, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bứt ra. Dáng vóc to trận bàn ngay tức thì phát ra ánh sáng chói mắt. Lên đi. Diệp thần và lạc chính là đi tới trận bàn trên, một giây kế tiếp, ánh sáng có rút lại. Diệp thần chính là phát hiện không gian thật là nhớ vỡ ra vậy. Đảo mắt bây giờ, tia sáng chói mắt biến mất, diệp thần và lạc lại là hai chân rơi xuống đất, bọn họ lại đã tới một nơi dưới chân núi. Phía bên phải lại là đứng thẳng một khối đá bia. Trên tấm bia đá, chỉ có một chữ. Hàng. Già dặn có lực. Bọn họ lại có thể đi tới hàng vân chỗ chi địa. Converter du kêu cầu ủng hộ bộ tối cường người thú hạt TTPS, truyền Com gạch chéo toi cung ngu chấm thu. Chương 972 Đại họa Nguồn Mê truyện audio.com Converter Du Ung Kiều Cầu Vốt Cao, nhớ qua web mới được, xem ra hàng vân hẳn đang ở phụ cận, thầy ngươi không gian thuật pháp còn thật thần kỳ. Diệp thần nhìn một cái chung quanh, đối với Lạc nói. Lạc cười một tiếng. Sư phụ nhiều năm như vậy một mực nghiên cứu loại vật này, bàn về thuật pháp, dù là côn lông hư bên ngoài cũng không có người có thể và sư phụ như nhau. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hàng vân. Diệp thần gật đầu một cái, hắn nhìn một cái đỉnh núi, phát hiện hữu một tòa linh khí vòng quanh đạo quan sợ rằng đạo quan kia bên trong chính là hàng vân. Đi thôi, Lạc. Diệp thần nói. Lạc gật đầu một cái, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngoẹo đầu, mở miệng nói. Diệp tiên sinh, ngươi biết không biết cảm thấy là cái này cách gọi không được tự nhiên. Nếu không bắt đầu từ hôm nay, Lạc liền đổi thành các ngươi tên họ, hãy cùng Diệp tiên sinh cùng nhau họ đi, kêu ta Diệp Lạc Nhi như thế nào. Đây cũng là sư phụ trước khi rời đi dặn dò, Diệp Lạc Nhi có lá rụng đồng âm, sư phụ nói, danh tự này liền đại biểu lá rụng về cội, tìm thân thế. Diệp thần ngẩn ra, sâu đậm nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, đối phương ngay thơ hồn nhiên, nếu như biết trên người mình chảy xuôi huyết linh tộc máu, không biết là như thế nào tâm tình. Nhưng là dưới mắt điều bí mật này, hắn phải là Diệp Lạc Nhi cất giữ. Được, sau này ngươi chính là Diệp Lạc Nhi. Hai người hướng đỉnh núi đi. Rất nhanh, Diệp thần liền ở trước mặt phát hiện rất nhiều người, trong những người này có mấy cái trước Diệp thần còn gặp qua mấy lần. Đều là từ hàng gia chi địa tiến vào bí cảnh các loại thiên tài. Bất đắc dĩ, Diệp thần lấy ra Diệp thí thiên mặt nạ, trực tiếp đeo lên dẫu sao tiến vào huyết linh bí cảnh người là diệp thí thiên mà không phải là diệp thần cái này có thể bớt đi một ít cần thiết phiền toái chờ thấy hàn vân sau đó hắn liền dự định và diệp lạc nhi đi tìm mạc ninh và diệp lăng thiên hội hợp diệp lạc nhi mặc dù nghi ngờ diệp thần tại sao đeo lên mặt nạ nhưng vậy không có nói gì lấy diệp thần thực lực che đậy mặt mũi vậy coi là bình thường diệp thần và diệp lạc nhi đi tới đỉnh núi vùng lân cận bốn bề đều là hạ trại thậm chí còn có một ít đang cháy đóng lửa cơ hồ mỗi một nơi xó xỉnh đều bị những cường giả này chiếm đoạt. Những người này trong mắt một mực chú ý một cánh cửa. Kính sợ, mong đợi, phức tạp, các loại tâm trạng đều ở đây trong mắt bên trong. Chắc hẳn đám người này đều ở đây chờ hàng vân xuất hiện. Bất quá vậy có không ít người chú ý tới dịp thần và dịp lạc nhi, bọn họ tráng bây giờ có chút không tốt. Dẫu sao bọn họ đều là tới từ tất cả đại đỉnh cấp tông môn và côn lôn hư quyền thế gia tộc. Ở nơi này huyết linh bí cảnh chỉ có hai loại người một loại chính là mang cao nhất quan vinh quan minh chánh đại đi vào huyết linh bí cảnh thiên tài con em, một loại khác chính là không quyền không thế hèn mọn tán tu. Loại người thứ nhất cơ hồ đều biết nhau, dẫu sao là cùng chung tiếng vào huyết linh bí cảnh đã lâu, còn như không nhận biết, bọn họ muốn đều không muốn chính là những cái kia hèn mọn tán tu. Mà giờ khắc này, bọn họ nhìn diệp thần và diệp lạc nhi ánh mắt đều là trên cao nhìn xuống. Mặc dù phát hiện không được mang mặt nạ diệp thần tu vi, nhưng là diệp lạc nhi tu vi vẫn là tùy tiện có thể kiểm tra thánh vương cảnh. Tại chỗ phần lớn đều là hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, thậm chí có thể còn có đế tôn cảnh thiên tài. Thánh vương cảnh ở bọn họ trong mắt và rác rưới không có gì khác biệt. Diệp thần đối với những ánh mắt này thấy có lạ hay không, không nói gì, nhưng là diệp lạc nhi nhưng là có chút không thoải mái. Diệp tiên sinh, tại sao đám người này ánh mắt để cho ta như thế chăng thoải mái? Vẫn là nói bên ngoài người đàn ông đều là như vậy. Diệp thần không dự định gây chuyện, liền nói. Không cần để ý tới biết, những người này bất quá là nhìn mình thanh cao tồn tại thì ra là như vậy dịp lạc nhi khẽ gật đầu lô vậy dịp tiên sinh chúng ta tiếp theo nên làm gì ở chỗ này các loại hay là trực tiếp đi vào dịp thần nhìn một cái vậy cánh cửa hoàn toàn rộng mở hắn cũng không hiểu tại sao không có ai bước vào chẳng lẽ có trận phát chúng ta đi lên xem xem được dịp thần và dịp lạc nhi chính là hướng cửa đi nhưng là còn chưa đến gần cửa chính là bị hai người thanh niên ngăn trở thanh niên mặc trên người trước sang trọng hoa lệ quần áo trang sức, ngực có một cái hình vẽ. Nếu như dịp thần nhớ không lầm hẳn là Lăng Hải Tông đệ tử. Lăng Hải Tông ở Côn Lôn Hư cũng coi là cấp một một trong những thế lực, và kỹ tư thanh thiên Lam Tông không có quá nhiều chênh lệch. Nếu như phải nói thế lực cao cấp vậy coi là lên. Hai người ngăn ở dịp thần và dịp lạc nhi trước người, hiển nhiên là không dự định để cho bọn họ đã qua. Dịp thần nhíu mày một cái. Có ý gì? Lăng Hải Tông hai vị đệ tử nhìn dịp thần, cười lạnh nói, các ngươi hai cái tán tu lại có thể hỏi có ý gì? Chẳng lẽ không biết nơi này quy củ? Nói xong, một cái trong đó lăng hải tông đệ tử lại còn chỉ liền chỉ xa xa một tấm gỗ bài. Cái đó chính là lý do, chẳng lẽ ngươi mù mắt không được? Diệp thần và Diệp lạc nhi theo ngón tay phương hướng tự nhiên chú ý tới trên tấm bản gỗ chữ viết. Tán tu không được bước vào. Thật đơn giản mấy chữ, chính là lộ ra một cổ cao cao tại thượng. Một cái trong đó lăng hải tông đệ tử tiếp tục nói. Bây giờ hẳn hiểu chưa? Diệp Lạc Nhi kia bị người đối đãi như vậy qua, nàng vốn cho là người bên ngoài đều là xem Diệp thần vậy, lại không nghĩ rằng những thứ này như vậy ghét. Tán tu. Diệp tiên sinh chẳng lẽ chính là tán tu? Nàng một bước bước ra, chất vấn. Các ngươi một đám người ngoại lai, nơi đây cũng không phải là các ngươi mở ra, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tiến vào? Người ngoại lai? Vậy Lăng Hải Tông đệ tử ngẩn ra, chợt mới nói cô gái nhỏ, ngươi chính là thánh vương cảnh liền nói với ta như vậy nói, ngươi có thể biết ta hậu dũng ở thương khung bản là nhiều ít tên. Diệp Lạc Nhi tự nhiên không biết ngoại giới thương khung bản, ưỡng ngực, khá là tức giận nói. Ta bất kể ngươi ở chó má thương khung bản nhiều ít tên, hai người các ngươi bây giờ tránh ra, nếu không ta và Diệp Tiên Sinh tuyệt đối không tha các ngươi. Hầu Dũng và một vị khác Lăng Hải Tông đệ tử nghe được Diệp Lạc Nhi lại như vậy giọng, kinh ngạc mấy phần, sau đó ánh mắt tham lam rơi vào Diệp Lạc Nhi trên ngực. Mấy ngày nay, ở huyết linh bí cảnh bên trong, bọn họ một mực canh giữ ở chỗ này, cũng coi là cấm dục hồi lâu. Dẫu sao ở chỗ này hạ trại người khác, năng lượng sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ tự nhiên không thể nào phát sinh cái gì. Bây giờ thấy một người vóc dáng và dung mạo coi như không tệ tán tu, ngược lại là gợi lên trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Hầu Dũng Thô bị cười một tiếng. Cô gái nhỏ, bất quá ngươi muốn bước vào, dĩ nhiên cũng có thể, chỉ cần ngươi thành là ta Hầu Dũng người phụ nữ, ngươi coi như thoát khỏi tán tu chức vụ, vậy quy tắc tự nhiên không cách nào hạn chế ngươi. Hầu Dũng vừa nói, thậm chí một bên đưa tay ra hướng Diệp Lạc Nhi đầy đặn chỗ đi, Diệp Lạc Nhi đã sớm nhìn thấu, trong con ngươi cháy ra một tia lửa giận. Nàng có từng nhận như vậy nhẹ mỏng. Năm ngón tay linh khí vần quanh, một đạo phù văn trực tiếp bóp vỡ, lại là hóa là một cây ngân châm, trực tiếp không vào Hầu Dũng lòng bàn tay. Một giây kế tiếp, Hầu Dũng chính là trong mắt trận to, bởi vì hắn phát hiện mình toàn bộ cánh tay lại đột nhiên sưng lên, thậm chí dần dần biến thành màu đen. Hắn dùng linh khí hội tụ, Muốn xông phá trên người ngân châm, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Converter Duung kêu cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại hạt TTPS, truyền com gạch chéo ngoạn chấm thuy chấm dai chấm thoi chấm dai.